Thang Văn Cử là con trai một người bạn cũ của Khang Thiếu Diệp. Y miệng đầy hứa hẹn với bạn cũ là sẽ giúp Thang Văn Cử tiến vào Ủy ban Nhân dân quận, sau đó ở bên cạnh Hạ Tưởng một thời gian, coi như bàn đạp, về sau điều đến quận ủy cũng dễ dàng hơn, đó là việc nội bộ. Không nghĩ tới các biến chứng, Phó Hiểu Bân cũng giống y cùng một chủ ý, còn mượn sự tiện lợi của công tác, âm thầm động tay động chân. Khang Thiếu Diệp đối với ấn tượng của Phó Hiểu Bân đã kém tới cực điểm rồi. Khang Thiếu Diệp liền quyết định sẽ tìm Phó Hiểu Bân tranh luận phải trái, đồng thời cùng Kim Hồng Tâm liên lạc một chút. Hạ Tưởng ngồi trên ghế sofa rộng lớn, đợi Khang Thiếu Diệp vừa đi, hắn mới lần đầu tiên quan sát tỉ mỉ văn phòng chủ tịch quận của hắn. Diện tích văn phòng không nhỏ, ước chừng có 50 mét vuông, nếu cộng thêm gian ngoài, e là không chỉ có 70 mét vuông. Nghiêm khắc mà nói, hơi vượt chỉ tiêu, nhưng lúc ấy vào thời điểm xây dựng, Trần Phong tự mình chỉ thị văn phòng bí thư và chủ tịch quận của quận Hạ Mã phải được xây dựng xa hoa sang trọng phô trương một chút, chính là muốn có một ấn tượng đối ngoại tốt đẹp, có lợi cho công tác thu hút đầu tư phát triển. Theo lâu dài mà suy xét, quận Hạ Mã về sau rất có khả năng sẽ trở thành một cửa sổ đối ngoại của thành phố Yến. Văn phòng rộng rãi mà tươi sáng, bàn ghế mới tinh và một loạt các thương hiệu nội thất văn phòng, khá phô trương xa xỉ. Tuy nhiên bố cục so ra thì đơn giản. Hạ Tưởng không thích hoàn cảnh làm việc quá phức tạp, cũng không thích đồ đạc trong phòng quá nhiều, nên đã cho người dọn đi rất nhiều đồ đạc linh tinh, chỉ để lại giá sách và máy tính. Thậm chí cả một số hoa cỏ cũng không bày trí. Môi trường đơn giản có lợi cho việc chuyên tâm làm việc, Hạ Tưởng đối với việc bố trí văn phòng coi như vừa lòng, đứng dậy nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Thành phố Yến tới gần tháng 9, đang là thời kỳ hoàng kim của thị trường xây dựng, thời tiết tuy rằng nóng bức, nhưng nhiệt độ đang giảm dần, tới buổi tối rồi vẫn có thể thi công như cũ, tiến độ công trình rất nhanh. Ngoài cửa sổ, khắp nơi đều là những tòa cao ốc đang xây và cảnh tượng khí thế ngất trời. Quận Hạ Mã không phải toàn bộ đều là trong đất hoang, có một phần lớn là nội thành cũ kết hợp với nông thôn, còn có một bộ phận là đồng ruộng huyện Thường Sơn. Giai đoạn trước Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã làm một lượng lớn công tác, thu hồi đất và tái định cư coi như thuận lợi. Thôn dân còn dễ nói chuyện hơn so với dân thành phố. Tuy nhiên vấn đề dọn trở về và tái định cư, thì giao vào tay quận ủy và ủy ban nhân dân quận đương nhiệm. Hạ Tưởng sở dĩ cho bất động sản Giang Sơn phát triển khu nhà ở giá rẻ, cũng là thật tâm xuất phát từ suy xét vì thôn dân mà làm ra quyết định. Thôn dân gốc bởi vì quận Hạ Mã trở thành khu vực thành thị, mà từ thôn dân chuyển biến thành dân thành phố. Đất đai của bọn họ bị trưng dụng, bồi thường hiện vật hoặc là hiện kim. Đại đa số cần là hiện vật, chính là bất động sản. Hạ Tưởng thân là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc, đối với nội tình trong ngành kiến trúc vô cùng thấu hiểu. Nhà đầu tư phát triển xây dựng các công trình tái định cư, hoặc là nói xây dựng khu dân cư cho tất cả các hộ tái định cư, chất lượng tuyệt đối khác xa với khu nhà thương mại bình thường. Thép không đạt được chỉ số tiêu chuẩn kỹ thuật còn được, thậm chí bê tông cũng sẽ dùng xi măng trộn cấp thấp, lại càng không cần nói đến gạch giữ nhiệt sử dụng ở lớp tường ngoài. Nhỏ tới một cây đinh của cánh cửa sổ và hệ gioăng cao su của cửa sổ, đều sẽ chọn dùng một loại rẻ nhất. Cuối cùng bỏ một chút công phu trang hoàng thêm bên ngoài tường, thoạt nhìn thì không khác gì mấy với khu nhà ở thương mại. Trên thực tế cho dù là khả năng chống chấn động hay là hiệu quả giữ ấm, cùng với thời hạn sử dụng của cánh cửa sổ, chất lượng đều không tốt bằng khu nhà ở thương mại bán ra bình thường. Nhà đầu tư vì ích lợi, vì thỏa mãn vô số yêu cầu có lý hoặc vô lý của các hộ di rời, hoặc là vì thỏa mãn các điều kiện hạng mục của thành phố đề xuất, tuyệt đối sẽ nghiêm khắc khống chế phí tổn khu nhà ở tái định cư, nếu như toàn bộ nội tình trong đó được vạch trần ra, nhất định sẽ làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Cho nên Hạ Tưởng xuất phát từ suy xét dài lâu, không chỉ là trách nhiệm của hắn thân là chủ tịch quận, cũng là một trong những ước nguyện ban đầu của hắn khi thành lập bất động sản Giang Sơn, hắn cho bất động sản Giang Sơn phát triển khu nhà ở giá rẻ và nhà ở tái định cư. Hơn nữa nghiêm lệnh tiêu ngũ kiểm soát chặt chất lượng công trình, tuyệt đối phải đối xử bình đẳng với tất cả các tòa nhà, không tính thêm phí, không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, v.v. Hạ Tưởng nhớ tới đời sau càng ngày càng nhiều chỗ tối tăm của bất động sản được vạch trần ra, thì vô cùng đau lòng. Không đề cập tới tòa cao ốc được gọi là thành phố đô thị quốc tế từ gốc rễ giống là cây mía bị bẻ gãy từng đốt một, được người ta gọi là nhà giòn tan, chỉ nói việc trải qua chuyên gia nghiên cứu và luận chứng mới phát hiện. Tuổi thọ hơn phân nửa kiến trúc trong nước không vượt qua 30 năm. 30 năm, dân chúng dùng tiền mồ hôi nước mắt tích góp cả đời để mua một gian phòng để ở,
ở mặt ngoài nhà nước cam kết có 70 năm quyền sử dụng, nhưng ai có thể nghĩ đến 30 năm sau phòng ốc sẽ bởi vì vấn đề cũ kỹ và an toàn mà sẽ bị cưỡng ép dỡ bỏ. Nếu 30 năm sau đột nhiên có vô số nhà ở của mấy triệu người trở nên nguy hiểm không thể ở nữa, nếu để họ phải mua lại nhà mới thêm lần nữa, hạ tưởng không dám tưởng tượng sẽ phát sinh ra sự tình gì nữa. Dân chúng bị lừa gạt đã quá nhiều rồi, hoàn toàn thành một khối thịt mỡ mà tất cả mọi người đều có thể cắt lên đó một dao. Chỉ tiếc là, nhân dân Trung Quốc không phải thịt mỡ, mà Trung Quốc từ xưa đến nay chưa từng đạt được cái gọi là quốc phú dân cường, nước có giàu dân mới mạnh cho tới tận bây giờ đều là nước thì giàu mà dân không giàu. Vì sao? Bởi vì tiền đều chảy vào trong tay của một số người. Nếu hắn đã lên làm chủ tịch của một quận, chính là một quan phụ mẫu chân chính, phải vì lợi ích của nhân dân mà cai trị, dùng hết khả năng để chăm sóc tất cả các khía cạnh. Cho dù bởi vì nguyên nhân năng lực có nhiều chỗ không thể bận tâm tới, ít nhất hắn cũng phải cố gắng một phen, ít nhất cũng phải không thẹn với lương tâm mới được. Hạ tưởng cảm xúc dâng trào. Do hiện nay nhân dân bị ba ngọn núi mới đè ép tới thở hồng hộc, gần như không có một ngày nghĩ tới bình yên. Cảm giác sâu sắc phải gánh trách nhiệm trọng đại trên vai, hắn không có sức mạnh để thay đổi thể chế, không có khả năng để thay đổi phương hướng lớn, nhưng ít ra có thể trong nhiệm kỳ của hắn, trong khu trực thuộc của hắn, không cho ba loại sản nghiệp hóa cải cách giáo dục, thương mại hóa hệ thống chăm sóc sức khỏe, thương phẩm hóa các ngành công nghiệp bất động sản giống như gánh nặng của núi Thái Sơn áp đảo mọi hy vọng nhỏ bé của mỗi một gia đình. Cũng là hy vọng cuối cùng. Đang trong lúc miên man bất định, có người gõ cửa. Là Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân quận Kim Hồng Tâm. Kim Hồng Tâm tuổi không lớn, 33 tuổi, bộ dạng rất có tướng nhà quan, khi đi cũng là ngẩng cao đầu mà bước, làm cho người ta cảm giác rất uy vũ, tuy nhiên nụ cười trên mặt y lại cho người ta một cảm giác rất chân thành, tóm lại là từ trong ấn tượng đầu tiên đã khiến người ta cảm thấy là một người tốt. Kim Hồng Tâm làm Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân quận. Trên công tác là một trong những người tiếp xúc với Hạ Tưởng nhiều nhất. Nói chung, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân đều là người lãnh đạo chính phủ, cho dù không phải tâm phúc, cũng sẽ là người vô cùng tín nhiệm, nếu không chiếm được tín nhiệm của chủ tịch quận, hoặc là bị mất quyền lực, hoặc là sẽ bị thay thế. Kim Hồng Tâm biết rõ nếu y muốn ngồi vững cái vị trí Chánh văn phòng, phải đạt được sự công nhận của Hạ Tưởng, y đã âm thầm làm rất nhiều việc, chẳng hạn như thay Hạ Tưởng sắp xếp tài xế và xe chuyên dụng. Thay Hạ Tưởng bày trí văn phòng, tóm lại những điều Hạ Tưởng nghĩ tới, y nhất định sẽ sớm một bước nghĩ ra trước. Hạ Tưởng chưa thể nghĩ tới, y cũng nghĩ dùm luôn. Vị trí của Chánh văn phòng rất quan trọng, cũng rất khó làm, thử thách năng lực thừa thượng khải hạ kề thừa người trên, dìu dắt kẻ dưới và tầm nhìn bát diện linh lung khéo bề xoay sở của cá nhân một người. Dùng một câu để hình dung chính là, tay trái đỡ ấm trà, tay phải cầm văn kiện, bất cứ lúc nào cũng phải nhìn ánh mắt của lãnh đạo mà làm việc. Kim Hồng Tâm vừa rồi bị Khang Thiếu Diệp gọi lên nói chút chuyện, Phó Bí Thư có việc triệu tập. Y không dám không nghe, tuy là Khang Thiếu Diệp cũng không phải lãnh đạo trực tiếp của y. Nội dung cuộc trò chuyện nằm ngoài sự suy nghĩ của y, ý tứ lời trong lời ngoài của Khang Thiếu Diệp đều là muốn ám chỉ Kim Hồng Tâm, kêu y ở trước mặt Hạ Tưởng đề cử Thang Văn Cử đảm nhiệm thư ký của Hạ Tưởng. Chỉ cần Kim Hồng Tâm có thể nói được vài lời, ý Khang Thiếu Diệp là, sẽ ghi nhớ cái tốt của y. Kim Hồng Tâm biết rõ y nên theo sát bước đi của người nào, càng biết rõ ở trước mặt Hạ Tưởng cái gì nên nói cái gì không nên nói. Hạ Tưởng có hậu thuẫn sâu rộng hay không thì y mặc kệ, y chỉ biết là, người mới 28 tuổi thì đã đảm nhiệm chủ tịch quận, khẳng định là một người rất có trí tuệ chính trị. Hơn nữa nếu y không chiếm được sự tín nhiệm của Hạ Tưởng, thì cũng đừng mong ngồi vững ngai vàng Chánh văn phòng. Cho nên Kim Hồng Tâm vừa thấy mặt Hạ Tưởng, liền uyển chuyển nói ra sự tình Khang Thiếu Diệp tìm y nói chuyện. Hạ Tưởng sớm đã có thể đoán ra được Khang Thiếu Diệp sẽ tìm Kim Hồng Tâm ám chỉ cái gì, hắn cố ý nói ra tên Kim Hồng Tâm với Khang Thiếu Diệp, chính là cố ý để cho Khang Thiếu Diệp thay hắn thăm dò Kim Hồng Tâm một chút. Bởi vì hắn không rõ lập trường của Kim Hồng Tâm, là theo sát bước chân của hắn, hay là có dụng ý khác. Trên cơ bản một vấn đề ứng viên thư ký đơn giản, dưới sự dẫn dắt tài tình của một thủ đoạn trên cả tuyệt vời. Đã thành công ly gián giữa quan hệ Khang Thiếu Diệp và Phó Hiểu Bân, còn mượn tay của Khang Thiếu Diệp khiến cho Kim Hồng Tâm bày tỏ lập trường, hoàn toàn đạt tới hiệu quả mà hắn muốn. Hạ Tưởng đối với biểu hiện của Kim Hồng Tâm coi như vừa lòng, liền gật gật đầu, nói. Hồng Tâm, nhìn anh tuổi cũng không lớn, cái tên được đặt rất là ý nghĩa, đúng là hàm nghĩa hai tay chuẩn bị một trái tim hồng. Kim Hồng Tâm hoảng sợ,
không rõ lời này của chủ tịch quận hạ chỉ là lấy tên của y ra nói đùa, hay là có ý nghĩa khác, ám chỉ lập trường của y không vững. Kim Hồng Tâm mặt liền vội nghiêm túc nói. Cha tôi nói, lúc ấy đặt tên này cho tôi, quả thật là muốn để sau khi tôi trưởng thành, khi đối mặt với sự lựa chọn trọng đại, phải một trái tim vàng, hai tay sẵn sàng. Tuy nhiên trải qua sự trưởng thành và cảm nhận giác ngộ của bản thân tôi tổng kết ra một đạo lý, chính là một bầu nhiệt huyết, kiên định lập trường, thấy rõ phương hướng chính xác mới có thể bảo đảm không đi nhầm đường. Hạ Tưởng gật gật đầu, rốt cục mỉm cười. Nói rất hay, nói cực hay, Hồng Tâm, cái nhìn của anh rất chính xác. Kim Hồng Tâm thấy chủ tịch quận hạ tỏ vẻ đồng ý đối với y, biết chủ tịch quận hạ đã bước đầu công nhận y rồi, hơi có chút kích động. Hạ Tưởng không đợi y nói chuyện, lại nói. Giúp tôi một việc, đi lên lầu thông báo cho Phó Hiểu Bân một tiếng, kêu anh ta đến văn phòng của tôi một chuyến. Kim Hồng Tâm sửng sốt, chủ tịch quận tìm tránh văn phòng quận ủy để thương lượng bàn bạc, có nội tình gì. Tuy nhiên có một số việc không phải là y nên hỏi thì tuyệt đối một câu cũng không thể hỏi, liền vội vàng đáp. Được, tôi lập tức đi. Đi đến ngoài cửa Kim Hồng Tâm mới ý thức được Hạ Tưởng vì sao một mực lại cho y đích thân lên lầu mời một chuyến. Một cuộc điện thoại, Phó Hiểu Bân dù là ủy viên thường vụ, thì cũng phải lập tức xuống gặp mặt chủ tịch quận hạ. Chẳng lẽ là, hành động này của chủ tịch quận hạ còn có thâm ý sâu xa? Kim Hồng Tâm đoán đúng rồi, Hạ Tưởng quả thật cố ý cho Kim Hồng Tâm lên lầu đi mời Phó Hiểu Bân, cũng là kế một công đôi việc. Kim Hồng Tâm không rõ nội tình, cũng không rõ dụng ý của Hạ Tưởng. Y đi lên trên lầu, đi vào văn phòng Phó Hiểu Bân, gõ gõ cửa. Giọng nói Phó Hiểu Bân từ trong phòng truyền ra. Mời vào. Kim Hồng Tâm cũng không nghĩ nhiều, đẩy cửa mà vào, vừa ngẩng đầu lên, thì mới phát hiện Khang Thiếu Diệp cũng ở đó, không khỏi sững sờ tại chỗ. Phó Hiểu Bân cũng sửng sốt, ông thật không ngờ là Kim Hồng Tâm đến tìm ông, trên mặt hơi thất thần liền trở lại bộ dạng tươi cười, hỏi. Chủ nhiệm Kim có việc gì chăng? Kim Hồng Tâm liếc mắt nhìn Khang Thiếu Diệp một cái, chần chừ một chút, không biết nên mở miệng như thế nào. Tuy nhiên Kim Hồng Tâm cũng không biết chỉ là vấn đề ứng viên thư ký đã liên lụy tới thần kinh của rất nhiều người, may thay y có một ưu điểm lớn nhất chính là không nhiều chuyện lắm sự, dưới yêu cầu của Khang Thiếu Diệp, cũng không nói ra những lời không nên nói với Hạ Tưởng. Cho nên hơi do dự, y cũng không biết Hạ Tưởng mời Phó Hiểu Bân là vì chuyện gì, trước tiên hướng về Khang Thiếu Diệp khẽ gật đầu. Vẫn là nói ra tình hình thực tế. Chủ tịch quận hạ mời chủ nhiệm phó qua đó một chuyến. Phó Hiểu Bân vừa nghe liền vui ra mặt, chủ tịch quận hạ cho mời, khẳng định là đã chọn được ứng viên thư ký, chỉ hoàn cảnh bây giờ có chút cam go, vốn định lập tức đứng dậy chạy xuống lầu, nhưng Khang Thiếu Diệp cũng có mặt ở đó, khiến cho ông hơi khó xử, không khỏi liếc mắt nhìn thêm Khang Thiếu Diệp một cái. Khang Thiếu Diệp trong lòng trong nháy mắt cũng hiểu được chuyện gì, lập tức nổi trận lôi đình. Gã đến tìm Phó Hiểu Bân chính là muốn nói điều kiện, đưa ra điều kiện trao đổi, xem Phó Hiểu Bân có thể lui nhường một bước hay không, gã có thể bồi thường ở phương diện khác. Không ngờ lời vừa ra khỏi miệng, đã bị Phó Hiểu Bân từ chối. Trong lúc Khang Thiếu Diệp còn muốn dùng lý lẽ tình cảm để thuyết phục Phó Hiểu Bân, thì Kim Hồng Tâm tới. Khang Thiếu Diệp tự nhận tốt xấu gì cũng là Phó Bí Thư, là nhân vật số 3 trong quận, trưởng phòng nhân sự, nắm giữ quyền lực. Kim Hồng Tâm cũng chỉ là một chánh văn phòng ủy ban nhân dân, khẳng định sẽ bị lung lay bởi lời hứa hẹn của gã, sẽ vì gã nói tốt vài câu. Không thể tưởng, chân trước mới hứa hẹn xong với Kim Hồng Tâm, thì chân sau Kim Hồng Tâm chịu sự nhờ vả của Hạ Tưởng đến mời Phó Hiểu Bân. Rất rõ ràng, Kim Hồng Tâm chẳng những không hề ở trước mặt Hạ Tưởng thay gã nói vài lời, nói không chừng còn thay Phó Hiểu Bân nói tình lý. Khang Thiếu Diệp tức giận có thừa, liên lụy cả Kim Hồng Tâm cũng hận luôn một thể. Gã lại thấy hai người Phó Hiểu Bân và Kim Hồng Tâm nhìn gã với ánh mắt khác thường, liền biết y có ngồi ì ra đó đã không còn ý nghĩa gì, liền nói với Phó Hiểu Bân. Chủ nhiệm Phó, chúc mừng. Sau đó lại lặng lẽ liếc mắt nhìn Kim Hồng Tâm một cái, khẽ hừ một tiếng, còn nói. Chủ nhiệm Kim, hay cho một trái tim hồng, hai tay chuẩn bị, cũng chúc mừng anh. Phó Hiểu Bân biết Khang Thiếu Diệp chúc mừng là có ý tứ gì, cười gật gật đầu, không có tiếp lời. Kim Hồng Tâm cũng biết Khang Thiếu Diệp chúc mừng là có ý tứ gì, là ám chỉ y không thay gã ở trước mặt Hạ Tưởng nói tốt vài câu, chỉ có điều Kim Hồng Tâm không thể hiểu chính là, Phó Bí Thư Khang oán giận y thì thôi vậy, sao nghe trong giọng điệu của Phó Bí Thư Khang, dường như là rất bất mãn đối với chủ nhiệm Phó.
Không đợi Kim Hồng Tâm làm rõ tình hình, Khang Thiếu Diệp liền phẩy tay áo bỏ đi. Phó Hiểu Bân cũng không rõ sự tình Khang Thiếu Diệp đi tìm Kim Hồng Tâm, ông và Kim Hồng Tâm cùng nhau xuống lầu, còn vỗ vỗ vai Kim Hồng Tâm, nói. Hồng Tâm, về sau quận ủy bên này có chuyện gì cần hỗ trợ, cứ tới tìm tôi, trong phạm vi năng lực, không có hai lời. Kim Hồng Tâm là tổng quản ủy ban nhân dân quận, quan hệ giữa y và Hạ Tưởng khẳng định không tồi, về sau Triều Vĩ Cương đảm nhiệm thư ký của Hạ Tưởng, rất nhiều công tác còn phải do Kim Hồng Tâm phụ trách sắp xếp. Hơn nữa Hạ Tưởng cố ý cho Kim Hồng Tâm đi lên mời ông, con người Phó Hiểu Bân rất nhạy bén, ngay lập tức đoán ra được là cái gì, thì ngay lập tức quyết định tạo quan hệ tốt với Kim Hồng Tâm. Kim Hồng Tâm nhận thấy thái độ nhiệt tình của Phó Hiểu Bân, không chút giả tạo, nên cũng nhiệt tình đáp lại mà nói. Không dám, không dám, nói không chừng sau này thật sự có làm phiền tới chỗ của chủ nhiệm phó, đến lúc đó lãnh đạo đừng không nể tình là được rồi. Cùng là tránh văn phòng, tuy nhiên Phó Hiểu Bân cũng là ủy viên thường vụ quận ủy, là lãnh đạo quận, y không thể nào sánh bằng, thái độ hạ thấp một chút cũng bình thường. Nhất định, lão phó tôi rất coi trọng bạn bè, rất coi trọng tình cảm. Phó Hiểu Bân dưới sự cao hứng, cùng Kim Hồng Tâm lôi kéo quan hệ. Sau này Triều Vĩ Cương thành thư ký của chủ tịch quận hạ, trên công tác có chỗ bất lợi, nhờ chủ nhiệm Kim thay tôi phê bình góp ý cho cậu ta. Kim Hồng Tâm đầu óc ngừng một lát, nháy mắt hiểu ra chuyện gì, kinh ngạc hỏi. Triều Vĩ Cương là, của chủ nhiệm phó. Phó Hiểu Bân cười gật đầu, ông cũng biết nếu thật sự muốn khiến Kim Hồng Tâm chiếu cố Triều Vĩ Cương một phần, thì phải nói thật, nếu không để một lúc nào đó để y từ miệng người khác biết được chân tướng, chắc chắn sẽ oán giận ông. Liền nói, là người một nhà, Hồng Tâm biết là được, đừng nói ra ngoài. Kim Hồng Tâm mới hiểu được dụng ý thật sự của chủ tịch quận hạ cho y đi lên mời Phó Hiểu Bân, có phải là để cho y cố ý làm Khang Thiếu Diệp mất hứng hay không, y không dám đoán giả đoán non, nhưng khẳng định có ý khiến cho y và Phó Hiểu Bân đến gần nhau hơn, có lẽ còn có ám chỉ để y thay chủ tịch quận hạ lôi kéo Phó Hiểu Bân. Chương 549, kiểm soát và viễn cảnh. Hiểu rồi. Hiểu rồi, chủ nhiệm phó cứ yên tâm. Y nhìn xung quanh thấy không có ai mới nói nhỏ. Cũng may tôi không lắm mồm, nếu không thì đúng là đắc tội với anh rồi. Phó Hiểu Bân ngạc nhiên. Sao vậy? Bí thư Khang vừa mới đến văn phòng của tôi, bảo tôi trước mặt chủ tịch quận hạ nói tốt cho Thang Văn Cử mấy câu, tôi vẫn chưa nói. Anh nghĩ chủ tịch quận hạ là ai? Việc lãnh đạo quyết định tôi dám nói linh tinh sao? Bây giờ tôi mới biết. Hóa ra dụng ý của Bí Thư Khang không chỉ vì muốn tiến cử Thang Văn Cử mà còn bởi Hoàng Vĩ Cương có quan hệ với chủ nhiệm phó. Phó Hiểu Bân vốn đã rất bất mãn với Khang Thiếu Diệp, không ngờ Khang Thiếu Diệp còn chơi mờ ám sau lưng nên càng giận tím mặt, đứng trên bậc thang thở hổn hển cả giận nói. Khang Thiếu Diệp thật chẳng phải thứ gì, vì để tiến cử Thang Văn Cử mà dám bàn mưu tính kế sau lưng tôi. Được, gã được lắm, điểm tốt của gã tôi đều nhớ rõ, sau này sẽ tính sổ. Kim Hồng Tâm không giống với Phó Hiểu Bân, y không phải là sợ đắc tội với Khang Thiếu Diệp mà là biết anh ta muốn ổn định vị trí thì nhất định phải theo sát Hạ Tưởng, đứng đúng đội ngũ. Hạ Tưởng với Khang Thiếu Diệp hiện rõ không phải người đi chung một đường, đắc tội thì đắc tội rồi không có gì to tát cả. Hơn nữa chủ tịch quận hạ hiển nhiên có ý lôi kéo Phó Hiểu Bân, phân hóa quan hệ giữa các ủy viên thường vụ quận ủy. Y làm lính hầu cũng đã gián tiếp chứng minh sự tín nhiệm của chủ tịch quận hạ đối với y. Đương nhiên, cũng là sự thăm dò và thử thách của chủ tịch quận hạ đối với y. Tới phòng làm việc của Hạ Tưởng rồi, Hạ Tưởng nhìn vẻ mặt của Kim Hồng Tâm thì biết Kim Hồng Tâm đã lĩnh ngộ được ý đồ của hắn. Trong lòng vui vẻ, biết Kim Hồng Tâm là người có thể dùng được, nên cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp đưa tài liệu của Hoàng Vĩ Cương đặt trên mặt bàn, nói. Chủ nhiệm phó, đã quyết định Hoàng Vĩ Cương rồi, qua so sánh vẫn thấy anh ta phù hợp với những tiêu chuẩn dùng người của tôi hơn. Hạ Tưởng nhấn mạnh tiêu chuẩn dùng người của hắn là cho Phó Hiểu Bân một ám chỉ mãnh liệt, để xem Phó Hiểu Bân có lĩnh hội được không. Phó Hiểu Bân thấy sự tình đã rồi, cũng đã nói ra nội tình quan hệ của y và Hoàng Vĩ Cương. Lúc y tiết lộ sự thật với Kim Hồng Tâm thì đã quyết định, Khang Thiếu Diệp bước bước tính kế y, thậm chí còn lấy quyền uy phó bí thư chèn ép y. Sau một phen trắc trở, giữa y và Khang Thiếu Diệp cho dù không phải như nước với lửa, thì về sau cũng khó sống hòa bình được. Trước mắt, Khang Thiếu Diệp xem ra có quan hệ mật thiết với Bí Thư Bạch. Phó Hiểu Bân sớm biết, y muốn ngó ngang ngó dọc cũng không thể được rồi,
chỉ có đứng đúng đội ngũ mới có thể đảm bảo không bị Khang Thiếu Diệp ức hiếp. Y cũng biết ở trong mắt Bạch Chiến Mặc, địa vị của y chắc chắn không bằng Khang Thiếu Diệp. Nói thẳng ra, Bạch Chiến Mặc rất có thể sẽ vì chuyện Khang Thiếu Diệp đâm bị thóc, chọc bị gạo mà xa cách và không tín nhiệm y. Như vậy thà sớm biểu lộ lập trường với chủ tịch quận hạ còn hơn. Hơn nữa chủ tịch quận hạ sớm muộn cũng biết thân phận thật sự của Hoàng Vĩ Cương, nói sớm tốt hơn nói muộn. Phó Hiểu Bân liền thành thật nói ra Hoàng Vĩ Cương là thân thích của y, thậm chí ngay trên tài liệu có sử dụng một chút mánh khóe cũng giải trình hết ra. Hạ Tưởng nghe xong một lúc lâu không nói gì, tuy nhiên trên mặt vẫn lộ vẻ cười, nghĩ thầm Phó Hiểu Bân quả là người thông minh, thức thời, nói thật ra thủ đoạn nhỏ, hoàn toàn biểu lộ ý muốn dựa dẫm, hắn liền đưa mắt ra hiệu cho Kim Hồng Tâm. Kim Hồng Tâm biết ám chỉ của Hạ Tưởng là có ý gì, liền nói. Vừa mới trên đường đi, chủ nhiệm phó đã nói rõ tình hình với tôi, hơn nữa tôi và chủ nhiệm phó mới gặp đã thân, nói chuyện vô cùng ăn ý. Hạ Tưởng hết sức hài lòng, mượn vấn đề chọn thư ký, bắt trước kế, nhị đào sát tam sĩ, chẳng những giành được sự phục tùng của Phó Hiểu Bân một cách thành công mà còn kiểm tra được năng lực làm việc của Kim Hồng Tâm. Qua việc này, trong hội nghị thường vụ quận ủy hắn đã gần chạm được một nửa ưu thế. Do hắn dẫn đầu, Ủy ban Nhân dân quận có Trần Thiên Vũ và Tạ Nguyên Thanh, quận ủy có Biện Tú Linh và Phó Hiểu Bân, đã có phiếu rồi thì chỉ cần nắm thêm hai người nữa thì quầng sáng của bí thư Bạch Chiến Mặc sẽ hoàn toàn bị che phủ. Đương nhiên Hạ Tưởng cũng không chỉ vì tranh đấu mà đấu tranh, bởi vì Bạch Chiến Mặc là người của Phó Tiên Phong, mà Phó Tiên Phong chắc chắn là đang vay 200 triệu chuẩn bị một lần hành động lớn. Nếu Bạch Chiến Mặc chiếm được ưu thế của bí thư, lại kiểm soát được hội nghị thường vụ, ở sự kiện trong đại, hắn sẽ mất đi quyền lên tiếng, có khả năng sẽ giúp cho hành động của Phó Tiên Phong được thực hiện. Hạ Tưởng nhất định phải ngăn chặn vốn lưu động của Phó Tiên Phong, trong tình hình hội nghị thường vụ mà hắn kiểm soát, và đang giành được sự giúp đỡ của tập đoàn Đạt Tài chơi một cuộc chiến ngăn chặn đẹp mắt này. Sự phục tùng của Phó Hiểu Bân và lòng trung thành của Kim Hồng Tâm giúp Hạ Tưởng một bước nắm được hai đại quản gia quận ủy và ủy ban nhân dân quận. Có thể nói, quận ủy và ủy ban nhân dân quận nhất cử nhất động đều khó thoát khỏi mắt hắn. Thu phục Phó Hiểu Bân là bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất trong kế hoạch ban đầu của Hạ Tưởng, cũng tốt, gần như suôn sẻ so với tiến trình dự tính của hắn. Để tiến thêm một bước khiến cho Phó Hiểu Bân một lòng kiên định, Hạ Tưởng cười cười nói. Hoàng Vĩ Cương và Thang Văn Cử có lai lịch thế nào, khi tôi cầm tài liệu thì đã biết rồi. Trở lại văn phòng, Phó Hiểu Bân vẫn cảm thấy lạnh cả lưng. Gã nghĩ Hạ Tưởng còn trẻ, kinh nghiệm quan trường còn ít, một chút thủ đoạn nho nhỏ thì có thể giấu được hắn. Không ngờ chủ tịch quận hạ tâm như gương sáng, mọi chuyện đều nắm rõ. Gã còn dại dột nghĩ rằng giấu giếm được chủ tịch quận hạ, cho rằng nói ra chân tướng sự việc đã là biểu thị đầy đủ thành ý rồi. Thật là tuổi trẻ tài cao, có thủ đoạn lại có quyết đoán, còn có mặt phóng thoáng. Phó Hiểu Bân hạ quyết tâm về sau nhất định bám gót từng bước chân của chủ tịch quận hạ, tin tưởng tiền đồ chủ tịch quận hạ về sau nhất định sẽ rộng lớn, gã cũng bởi vì bây giờ đứng đúng đội ngũ mà thu được không ít lợi ích. Cùng ý nghĩ với Phó Hiểu Bân còn có Kim Hồng Tâm. Kim Hồng Tâm coi như là được tận mắt chứng kiến thủ đoạn Hạ Tưởng bày mưu tính kế, phục sát đất Hạ Tưởng. Một tuần sau, Hạ Tưởng được Phó Chủ tịch Thường trực quận Trần Thiên Vũ và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Nhân dân quận Kim Hồng Tâm dẫn đi thị sát cục bộ đoạn sông Hạ Mã dù đang mưa phùn, rồi tham dự nghi thức khởi công. Thư ký Hoàng Vĩ Cương nách kẹp bao ra, tay che ô, theo sát phía sau Hạ Tưởng, muốn che mưa thì bị Hạ Tưởng xua tay ngăn lại. Mưa không lớn, chỉ bay bay mưa phùn, ngay cả quần áo cũng không bị ướt. Đang bước chậm trong mưa, Hạ Tưởng đâu có quái đản đến nỗi để thư ký che ô cho. Hắn không phải là cán bộ lão niên bụng phệ thường xuất hiện trên TV, chẳng những có người cầm ô, còn muốn có người đưa tay đỡ như thể mới thể hiện được quyền quan. Hoàng Vĩ Cương mãn nguyện với công việc thư ký của Hạ Tưởng, chính thức bước chân vào quan trường, vô cùng cảm kích Hạ Tưởng. Lại thấy Hạ Tưởng mới 28 tuổi mà đã là cấp phó giám đốc sở, hơn nữa còn là chủ tịch một quận rộng lớn, chỉ lớn hơn y 5 tuổi nên đã khâm phục lại càng sùng bái Hạ Tưởng, trở thành thần tượng của y. Hoàng Vĩ Cương năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp đại học một năm, ban đầu là làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước ở thành phố Yến. Y nhìn cũng khá, lại chịu khó, biết nói chuyện, có mắt nhìn lại biết việc, một lòng muốn tiến vào quan trường phát triển, đáng tiếc vẫn chưa gặp cơ hội. Bây giờ không như ngày trước, muốn có một biên chế chính thức của một cơ quan rất khó, y nhờ Phó Hiểu Bân rất lâu rồi.
hoặc là có biên chế thì vị trí không tốt, hoặc là có vị trí không tồi nhưng không phải cơ quan biên chế, nên vẫn cầu mãi không được. Đúng dịp sau khi thành lập quận Hạ Mã, chủ tịch quận mới nhậm chức cần một thư ký. Vị trí thư ký chủ tịch quận thật là hương thơm trái ngọt, hoàn toàn là một vị trí tốt. Hoàng Vĩ Cương liền xin Phó Hiểu Bân, bảo hắn bất luận thế nào cũng giúp y vào quận Hạ Mã. Toàn bộ sự thật phức tạp cả quá trình đương nhiên là Hoàng Vĩ Cương không rõ lắm, chỉ là nghe Phó Hiểu Bân thuật lại, trải qua nỗ lực vượt mọi khó khăn gian khổ của Phó Hiểu Bân, lại thêm chủ tịch quận Hạ có con mắt tinh tường, cuối cùng giúp y trổ hết tài năng, trở thành thư ký của chủ tịch quận Hạ. Phó Hiểu Bân dặn đi dặn lại, nói một cách trịnh trọng với Hoàng Vĩ Cương nhất định phải cố gắng phục vụ tốt lãnh đạo, phải có mắt nhìn, phải nhanh tay nhanh mắt, nói ít làm nhiều. Nhất định phải lấy sở thích của lãnh đạo làm tôn chỉ quan trọng nhất. Tuy nhiên qua vài ngày tiếp xúc, Hoàng Vĩ Cương phát hiện chủ tịch quận Hạ rất dễ gần, việc không nhiều, cũng không có để ý nhiều, càng không có kiểu cách quan lại, hơn nữa thích tự thân làm mọi chuyện. Hoàng Vĩ Cương lần đầu tiên đánh giá trực tiếp đối với cán bộ. Trước kia y luôn thấy trên TV các cấp lãnh đạo lúc đi thị sát, chắp tay sau lưng, để thư ký cầm ô, đi, nhìn lung tung, phát biểu ý kiến loạn lên. Chủ tịch quận Hạ đi thị sát chẳng những thoải mái mà còn rất ít phát biểu, một khi lên tiếng tuyệt đối trong lời có vật, nói một câu đúng trọng tâm. Quả nhiên là lãnh đạo có trình độ, nếu không cũng sẽ không tuổi trẻ đã làm chủ tịch quận. Hoàng Vĩ Cương càng thêm kính nể Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lại không có đoán cái nhìn của Hoàng Vĩ Cương đối với mình. Hắn đối với biểu hiện của Hoàng Vĩ Cương vẫn coi như hài lòng. Mặc dù có khi hơi ngại tiếp xúc một chút, nhưng chỉ cần chỉ ra chỗ y chưa tốt thì sẽ sửa rất nhanh. Ai mới vào quan trường đều là tay mới, đều có một quá trình học tập. Có thể tiến bộ trong học tập, sẽ chậm rãi đứng vững từ đầu tới cuối, nếu không sửa chữa khuyết điểm thì sớm muộn sẽ bị quan trường đào thải. Bị quan trường đào thải, thực chất là bị người đào thải. Không có một lãnh đạo nào thích có một cấp dưới mắc hết lỗi này đến lỗi khác, nhưng mỗi người cũng đều có sự bao dung cho người khác, cho phép cấp dưới thi thoảng mắc một ít sai lầm nhỏ. Biết sai phải sửa mới có thể khá lên được. Hạ Tưởng đứng trên bờ sông, phóng tầm nhìn ra xa. Ngày mưa một màu, sông Hạ Mã sóng bập bềnh một màn xanh bích. Vì mưa phùn bay lất phất, mặc dù sắc trời âm u nhưng lại làm nền cho sông Hạ Mã như tranh như thơ. Kiếp trước Hạ Tưởng chưa từng nhìn thấy cảnh hùng vĩ của sông Hạ Mã, không nghĩ kiếp này tự tay mình thực hiện, khó tránh khỏi trong lòng sao động. Thành phố Yến thiếu nước, khô cạn lại có thể có được một khu cảnh sông nước như vậy, chỉ sợ rất nhiều người không dám tin được. Trong lòng Hạ Tưởng cũng tràn đầy cảm giác tự hào, nếu như không phải hắn tái sinh, việc thông thủy sông Hạ Mã ít nhất phải lui lại 7, 8 năm. Trong thời gian 7, 8 năm có lẽ quận Hạ Mã đã trở thành quận chủ phú nhất và cũng là một khu kinh tế phát triển nhất thành phố Yến. Sông Hạ Mã sau này cũng trở thành nơi vui chơi mà mọi người thích nhất trong thành phố Yến. Sông Hạ Mã hiện tại chỉ thông thủy được 8 km sông, cũng là để sông Hạ Mã xứng đáng với cái tên, có sông có nước, càng là để thu hút đầu tư triển khai công tác, cho nên mới thông thủy trước chứ không khơi thông toàn bộ sông rồi mới thông thủy. Hạ Tưởng biểu thị cảm ơn với việc tập đoàn Viễn Cảnh tăng ca thêm giờ mà thi công, quay đầu lại nói với Cao Lão. Cao Lão vất vả rồi, công trình sông Mã lớn như vậy, cũng chỉ có Cao Lão đích thân quản lý, giám sát, các công việc mới được đảm bảo hoàn thành đúng hạn. Hạ Tưởng thị sát công trình sông Hạ Mã, với tư cách là người phụ trách của tập đoàn Viễn Cảnh, Cao Lão đương nhiên đi cùng trong toàn bộ hành trình. Nhưng nếu như đổi người khác, nói ví dụ như Bạch Chiến Mặc, Cao Lão sẽ không lộ diện. Tìm đại một phó tổng là được. Nhưng Hạ Tưởng đến đây, y liền vội vàng chủ động đi cùng, cũng là muốn nói chuyện với Hạ Tưởng một chút về bước quy hoạch tiếp theo. Cao Lão chính mắt thấy Hạ Tưởng từng bước một thực hiện ước mộng, cũng là tự trong lòng cảm thấy vui mừng thay hắn, y cười liên tục, xua tay. Tiểu Hạ sao lại nói vậy, tôi còn phải cảm ơn cậu, không phải cậu, tôi làm sao có thể kiến tạo công viên rừng rậm ở thành phố Yến. Lại mở rộng chân quý cư và điển tạo huyền. Rồi tới hiện tại là mở rộng sông Hạ Mã, còn có công viên thủy cảnh cùng với biệt thự thủy cảnh, nhìn thấy cảnh thành phố Yến trên bản thiết kế biến thành cảnh thật, tôi cảm thấy trẻ hơn mười mấy tuổi, lại được trở về những năm tháng khí thế ngất trời trước kia. Cảm xúc của Cao Lão quả thật phát ra từ đáy lòng. Y ở thành phố Yến thực hiện rất nhiều ước mộng trước kia, thậm chí còn có rất nhiều mộng tưởng phi thực tế, cũng tại thành phố Yến này mới trở thành khả thi. Không có gì làm cho xúc động lòng người hơn khi một nhà thiết kế nhìn thấy tác phẩm của mình từ bản vẽ biến thành vật thật,
y cảm tạ Hạ Tưởng bởi vì nhờ có Hạ Tưởng giúp đỡ mới khiến y đủ tận tình ở lại thành phố Yến phát huy tài năng. Trần Thiên Vũ và Hoàng Vĩ Cương cũng không biết thân phận của Cao Lão, nghe y không gọi Hạ Tưởng là chủ tịch quận đều hơi bất mãn, liếc mắt nhìn Cao Lão một cái. Hạ Tưởng không để ý tới sự khó hiểu của hai người, dù không đề cập tới phụ thân Cao Lão là Cao Tấn Chu phó chủ tịch tỉnh, thì chuyện giữa hắn và Cao Lão là bạn vong niên, cho dù hắn lên làm thị trưởng, bí thư thành ủy, Cao Lão gọi hắn một tiếng tiểu hạ cũng không có gì, hắn không phải kiểu vừa mới lên chức liền quên hết tất cả mọi người. Hạ Tưởng cùng với Cao Lão dọc theo bờ sông, vừa đi vừa nói chuyện, trao đổi bước mở rộng sông Hạ Mã tiếp theo. Sông Hạ Mã có 8 km có nước, Bắc Ngạn có 2 km, Nam Ngạn có 1 km, tổng cộng 3 km cho tập đoàn Viễn Cảnh, hai bờ sông Nam Bắc cộng lại là 16 km, một mình tập đoàn Viễn Cảnh đã chiếm gần 1/5, điều kiện đó không thể là không gặp may. Khúc sông Bắc Ngạn dài 2 km, trong đó 1 km dùng để xây dựng công viên thủy cảnh, 1 km dùng để mở rộng biệt thự thủy cảnh. Khúc sông 1 km Nam Ngạn thì dùng để xây dựng khu vui chơi, chuẩn bị đầu tư xây dựng một khu lớn mang chủ đề công viên. Không giống với công viên thủy cảnh mở miễn phí, tính chất thư nhàn, chủ đề công viên lấy vui chơi làm chính. Tất cả đều là hạng mục thu phí, đồng thời cũng có hạng mục cung cấp du thuyền. Nói chung, trước mắt 8 km sông thông thủy rất có triển vọng, đợi về sau toàn bộ 4 km đường sông đều thông thủy rồi, chỉ riêng mục ngồi thuyền vòng quanh thành phố đã có thị trường triển vọng vô cùng rộng lớn. Khúc sông còn lại, phân cho mười mấy nhà đầu tư của tập đoàn Đại Tài, trong đó bất động sản Giang Sơn cũng được chia 1 km, cũng coi như thu hoạch không nhỏ rồi. Đoàn người Hạ Tưởng vẫn đi dọc theo bờ sông gần 1 km, Hạ Tưởng không có ý gì mệt cả, ngay cả Cao Lão cũng tràn đầy hứng thú. Trần Thiên Vũ và Hoàng Vĩ Cương đi bên cạnh, cảm thấy lưng mỏi chân đau, không khỏi đều âm thầm khâm phục Hạ Tưởng sức khỏe tốt và tinh thần hăng hái của Cao Lão, hai người đều cảm thấy xấu hổ, không nói thể lực kém hơn so với lãnh đạo là đã rất mất mặt thì thôi, so với thể lực của Cao Lão mà còn không bằng thì còn mặt mũi nào mà nói. Mưa có xu hướng càng ngày càng to. Hoàng Vĩ Cương muốn che ô cho Hạ Tưởng cũng không cần. Cùng Cao Lão che chung một ô nói chuyện tiếp nhân lúc cao hứng, một già một trẻ vẫn chưa hết ý, nói liên tục. Hạ Tưởng thị sát lần này kỳ thật chỉ dẫn theo Trần Thiên Vũ, Kim Hồng Tâm và Hoàng Vĩ Cương, đúng rồi, còn có lái xe Trương Lương. Trên việc công, Hạ Tưởng vẫn là ngồi xe số 2 của quận. Một là biểu hiện coi trọng trình độ, hai là cũng không đến mức thể hiện vẻ quá khác loại. Trong quan trường có chút quy củ phải tuân thủ. Trương Lương đáng nhẽ đỗ xe xong rồi, chờ ở xa xa. Thấy mưa ngày càng to, lo lắng lãnh đạo lên xe bất cứ lúc nào liền nổ máy cho xe chạy theo sau. Lại đi thêm mấy trăm mét, Hạ Tưởng và Cao Lão cơ bản đã thương lượng xong bước tiếp theo của tập đoàn Viễn Cảnh. Chủ ý của Hạ Tưởng là tập đoàn Viễn Cảnh mượn thời cơ đang lên của quận Hạ Mã, vừa phải kiếm lợi nhuận bình thường, vừa phải suy xét làm một ít công ích. Cao Lão cũng hoàn toàn tán thành ý của Hạ Tưởng, thực lực của tập đoàn Viễn Cảnh hùng hậu, nhưng bởi vì Liên Nhược Hạm không còn để tâm đến tập đoàn Viễn Cảnh, yêu cầu về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đối với tập đoàn không quá cao. Cao Lão lại là người đặt sở thích và hứng thú lên hàng đầu, nhu cầu về tiền tài đã không còn quá lớn, cho nên tập đoàn Viễn Cảnh trước mắt cứ dựa theo mục tiêu đã định, từng bước một vững bước đi, vừa đảm bảo được lợi nhuận hợp lý lại mang lợi ích và hiệu quả xã hội. Giống như dạng doanh nghiệp tư nhân mang nửa tính chất công ích. Hạ Tưởng đối với hiện trạng của tập đoàn Viễn Cảnh vô cùng vừa lòng, vấn đề tiền bạc không có dục vọng to tát. Người quen của hắn đều biết rằng, thậm chí khi hắn ra khỏi cửa còn thường quên mang theo ví, cho dù mang thì chỉ có mấy trăm đồng bên trong. Liên Nhược Hạm đã từng đưa hắn thẻ ngân hàng bên trong có mấy trăm vạn, hắn chỉ động tới một lần, sau lại ném ở nhà, thiếu chút nữa đã quên. Nhưng trên thực tế, không cần đề cập tới giá trị thân phận hàng tỷ đô la Mỹ của Liên Nhược Hạp, thì hiện hơn mấy tỷ tiền vốn trong tay Tiếu Giai, cùng với số cổ phần siêu thị Giai ra mang tên cô, tổng cộng cũng có không dưới 2 tỷ nhân dân tệ. Công ty của Tào Thù Lê hiện tại một năm kiếm mấy trăm vạn cũng không thành vấn đề, tiền đối với hắn mà nói, chỉ là một con số, hoặc là một thủ đoạn và sức mạnh. Của cải chỉ có kiếm được từ dân, dùng cho người dân mới có ý nghĩa rõ rệt. Nếu không phú quý trên giấy chung quy cũng chỉ là một trò chơi con số mà thôi. Người cả đời gửi món tiền cách xù trong ngân hàng không động tới thật đáng buồn, giống như người chết trên một đống của cải cũng là người đáng xấu hổ. Của cải không tạo ra giá trị, không mang lại lợi ích cho xã hội,
không mang lại hạnh phúc cho dân chúng, thì của cải chỉ là một đống cặn bã. Doanh nghiệp lý tưởng trong suy nghĩ của Hạ Tưởng chính là con đường hiện tại tập đoàn Viễn Cảnh đang đi. Ví dụ như khi tập đoàn Viễn Cảnh nhận thầu xây dựng sông Hạ Mã đã chủ động gánh vác toàn bộ chi phí, hơn nữa cũng đề xuất điều kiện vô cùng ưu đãi, chỉ cần mấy trăm mẫu đất, cùng với một khu đất làm sân chơi, các hạng mục chính sách ưu đãi khác đều không đề xuất yêu cầu khắt khe với thành phố, điều kiện ưu đãi khiến không ít người không dám tin. Đương nhiên, những gì tập đoàn Viễn Cảnh làm cũng không phải đều không suy xét tới lợi ích kinh tế, chỉ là tính toán chắc điểm thiết nhập và triển vọng lâu dài về sau, mưu cầu lợi ích lâu dài. Trong mắt những người chỉ coi trọng lợi ích trước mắt thì cảm thấy tập đoàn Viễn Cảnh ngốc đáng yêu. Kỳ thật tập đoàn Viễn Cảnh thông minh nhất ở chỗ, nắm bắt mạch thị trường chuẩn xác, giành chiếm trước tiên cơ khi người khác chưa kịp phát hiện. Trong mắt người thiển cận, đương nhiên nhìn không ra đạo lý huyền diệu trong đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 550, gặp chuyện bất bình. Hạ Tưởng yêu thích nhất là doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội, căm ghét nhất chính là doanh nghiệp làm ăn khuất tất và chính quyền địa phương vô liêm sỉ. Một thương nhân Hồng Kông nào đó đã từng quyên tặng một chính quyền địa phương tỉnh Lĩnh Nam một cây cầu lớn, chính quyền địa phương đó lại dùng cây cầu miễn phí đi thu phí qua cầu của dân chúng, hơn nữa còn không hề nhắc tới chuyện thương nhân Hồng Kông quyên tặng, thu chẵn thời gian 8 năm. Trong 8 năm thu không biết bao nhiêu tiền, tiền dùng vào việc gì cũng không ai biết được. Khi đối mặt với sự chất vấn của Ủy viên Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương còn nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ nói thu phí qua đường đều dùng để trả nợ tiền xây dựng cây cầu rồi. Cầu xây không mất một xu thì lấy đâu ra cách nói trả nợ. Cuối cùng thương nhân Hồng Kông bị bêu danh ra mặt làm sáng tỏ sự thật, nói là y quyên góp toàn bộ tiền tu sửa cầu, và chưa cầm một xu từ khoản thu phí qua cầu, hiện tại không, sau này cũng sẽ không. Chính quyền địa phương bị lật tẩy mới bất đắc dĩ ngừng hành động thu phí vô liêm sỉ, Hạ Tưởng sau sự việc này suy nghĩ sâu xa ra, xây dựng cầu là một phần của dịch vụ công cộng, đừng quên đường công cộng họ Công, xây cầu, xây đường không nên chỉ dựa vào phí qua cầu trả nợ, chính phủ nên gánh vác một phần, doanh nghiệp có lương chi, có trách nhiệm gánh vác một phần. Ví dụ như đường cao tốc trong nước tuy rằng phát đạt, nhưng trên thế giới là nước thu phí cầu đường nhiều nhất. Cũng là quốc gia có nhiều giám đốc sở giao thông rớt đài nhiều nhất, thu phí nhiều nhất, phục vụ lại kém cỏi nhất, đồng thời còn là quốc gia có nhiều tai nạn giao thông nhất. Có thể thấy được có bao nhiêu người ngồi ăn không, mặc kệ sự tình. Chính phủ hàng năm đều thu một lượng lớn từ thuế, lấy từ dân phải dùng cho dân, không thể dùng để tiêu xài hoang phí hay tiêu vào ăn uống. Hạ Tưởng cũng biết hắn không có khả năng tiêu diệt triệt để làn gió bất chính, nhưng ít ra với người dưới quyền của hắn. Không cho phép phát sinh chuyện phàm ăn tục uống. Trong khoảng thời gian ngắn, từ điểm đến toàn diện, suy nghĩ rất nhiều. Hạ Tưởng thấy không còn sớm, cũng lo lắng sức khỏe cao lão không chịu nổi liền chuẩn bị về, đến địa điểm thi công của tập đoàn Viễn Cảnh thăm một chút. Bỗng nhiên, trong màn mưa phùn xa xa, một người đàn ông trung tuổi ôm một đứa nhỏ nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, gã râu ria lởm chởm, khuôn mặt tiều tụy. Vẻ mặt thấp thỏm lo sợ, xa xa nhìn thấy đám người Hạ Tưởng. Ngây người sửng sốt, đột nhiên không nói câu nào quay người nhảy xuống sông. Hạ Tưởng đang định cùng cao lão trở về thì thấy tình cảnh này vô cùng kinh hãi, dưới tình thế cấp bách làm sao còn nghĩ tới thân phận chủ tịch quận của mình, liền muốn nhảy xuống sông cứu người. Trần Thiên Vũ nhanh tay giữ chặt Hạ Tưởng. Chủ tịch quận Hạ, anh không thể xuống, nguy hiểm lắm, để tôi. Trần Thiên Vũ lực rất mạnh, lôi Hạ Tưởng về phía sau, y đang muốn chạy bộ về phía trước. Chợt nghe tiếng người nói bên cạnh. Chủ tịch quận Hạ, phó chủ tịch Trần không phải hoảng, tôi là kiện tướng bơi lội, tôi tới cứu người. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe, bùm, một tiếng, Hoàng Vĩ Cương ngay cả quần áo cũng không cởi đã nhảy xuống sông. Người đàn ông trung niên còn ôm một đứa trẻ khoảng hơn 3 tuổi, giữa dòng nước chỉ đạp phình phịch mấy cái thì chìm xuống. Hạ Tưởng thấy thế nóng ruột, biết một mình Hoàng Vĩ Cương không thể cứu được hai người, lại muốn xuống sông. Đúng lúc này, lái xe Trương Lương từ phía sau đuổi tới, hét lớn. Chủ tịch quận Hạ yên tâm, tôi nhất định cứu được người lên. Trương Lương nhanh chóng nhảy vọt xuống sông, cắm đầu xuống. Chỉ trong chốc lát đã cùng Hoàng Vĩ Cương, một trước một sau đem người đàn ông và đứa nhỏ lên bờ. Người đàn ông không việc gì, đứa nhỏ đã bị sặc nước, hôn mê. Động tác Trương Lương thành thục ép lồng ngực đứa nhỏ, chỉ trong chốc lát đứa bé ói ra một ngụm nước. Tỉnh lại ôm lấy người đàn ông gào khóc. Hạ Tưởng vốn không có ấn tượng sâu sắc với Trương Lương,
qua chuyện lần này, ấn tượng đối với Trương Lương thay đổi rất nhiều, gật gật đầu nói với gã. Kỹ năng bơi không tồi, biểu hiện tốt lắm. Lại khen ngợi Hoàng Vĩ Cương. Vĩ Cương rất dũng cảm, thật đáng biểu dương. Hoàng Vĩ Cương và Trương Lương đều ngượng ngùng nói. Lãnh đạo quá khen rồi, một việc nhỏ thôi mà. Kỳ thật trong lòng bọn họ đầu rất cảm động, bởi vì động tác vừa rồi của Hạ Tưởng là thật tâm cứu người, không có một chút nào là bộ dạng thể hiện mình, nếu không phải Trần Thiên Vũ nhanh tay thì người nhảy xuống sông đầu tiên chính là Hạ Tưởng. Chủ tịch quận Hạ Đường Đường là chủ tịch quận, trong thời khắc quan trọng không quên xả thân cứu người, bọn họ thân là cấp dưới càng phải biểu hiện tốt hơn. Trần Thiên Vũ cũng kinh hãi toát mồ hôi lạnh, nếu chẳng may vừa rồi Hạ Tưởng xuống sông cứu người, có chuyện gì không may xảy ra thì y khóc không ra nước mắt. Tuy nhiên y cũng có chút khó hiểu, bình thường chủ tịch quận Hạ nói chuyện hay làm việc đều vô cùng bình tĩnh, hôm nay vừa thấy có người rơi xuống nước thì kích động giống như một người trẻ tuổi bình thường. Chủ tịch quận Hạ thật đúng là phức tạp, làm cho người ta không đoán biết được, thân là chủ tịch quận cũng không màng nguy hiểm cứu người, cũng là một người có tình nghĩa thật. Hạ Tưởng đợi sau khi người đàn ông trung niên ổn định cảm xúc, mới trách cứ nói. Có chuyện gì khó xử lại muốn tự sát, anh là đàn ông, có tay có chân còn không nuôi nổi mình sao? Lại nói đứa trẻ bé bỏng như vậy, tội tình gì mà bắt nó chết cùng anh? Người đàn ông trung niên nhìn Hạ Tưởng mấy lần, lại nhìn những người xung quanh, sợ hãi hỏi. Các ngươi là ai? Đừng quan tâm chúng tôi là ai, anh nói xem vì sao anh muốn nhảy sông tự tử. Hạ Tưởng tiếp tục truy vấn. Hắn cũng biết nếu không đến bước đường cùng thì không ai muốn bỏ đi sinh mạng cả, hơn nữa nhìn bộ dạng người đàn ông này và đứa bé chắc chắn là bố con. Hổ dữ không ăn thịt con, nếu không phải thật sự không còn đường để đi thì có ai muốn mang theo con nhỏ đi tìm cái chết. Hạ Tưởng biết, nhất định là có ẩn tình bên trong. Người đàn ông trung niên trần trừ chốc lát, mắt nhìn xung quanh, thấy Cao Lão đứng đằng sau, trong ánh mắt toát ra sự tín nhiệm. Cao Lão thấy thế liền bước về phía trước một bước. Ngồi xổm xuống, tỏ thái độ bình đẳng, hỏi. Anh tên là gì? Không phải lo lắng, chúng tôi không phải người xấu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh nói ra, có lẽ chúng tôi có thể giúp anh giải quyết. Tôi tên Lưu Quang Quốc, là người thôn Hạ Mã, vì việc trưng dụng đất mà mâu thuẫn với công ty Hoành An. Lưu Quang Quốc nói còn chưa dứt, chợt nghe âm thanh ồn ào từ xa truyền tới. Vừa mới nghe thấy âm thanh nhảy xuống nước. Lưu Quang Quốc không phải nhảy xuống tự vẫn sao? Nhảy thì nhảy, chết rồi thì thôi, hộ bị cưỡng chế chết một người thì bớt thêm một. Gây chết người không tốt đâu. Lại không liên quan tới chúng ta, là bọn chúng tự nhảy sông tự vẫn, chúng ta không ép hắn, không đẩy hắn có phải không? Đúng vậy, thằng ngu này muốn nhảy sông tự vẫn thật thì lại đỡ phiền phức. Mẹ nó, một thằng ngoan cố, tiền không có, ô dù không có ai còn dám gây rắc rối. Chết rồi là gã hời lớn, nếu không chết bắt về đánh cho một trận, sau đó thì chúng. Sắc mặt Hạ Tưởng trầm xuống. Đang nói chuyện thì ở phía xa một chiếc xe Santana chạy tới, bốn cửa xe mở ra, bên trong lộ ra vài cái đầu, trong số đó một người khoảng 20 tuổi, mặt đầy mụn gọi lớn. Này, mấy người các anh có nhìn thấy một người đàn ông ôm một đứa nhỏ đi qua không? Lập tức phát hiện thấy mấy người Hạ Tưởng đang đứng vây quanh Lưu Quang Quốc liền mừng rỡ nói. Lưu Quang Quốc không chết, nhanh, bắt hắn lại, vừa hay đưa về cho những tên dân ngang bướng, mặt dày mày dạn xem, đây là kết cục của hộ bị cưỡng chế. Trong những nhân viên Ủy ban Nhân dân quận cùng Hạ Tưởng thị sát cũng chỉ có Trần Thiên Vũ, Kim Hồng Tâm và Hoàng Vĩ Cương, cộng thêm lái xe Trương Lương. Tập đoàn Viễn Cảnh chỉ có Cao Lão và một lái xe. Đường Đường là chủ tịch quận và nhân vật trung tâm của tập đoàn Viễn Cảnh, nhưng Hạ Tưởng và Cao Lão xuất hành có thể nói là đơn giản nhẹ nhàng. Tuyệt không hơn người lại càng không phô trương thanh thế. Mấy người thanh niên không coi ra gì cũng là bình thường. Kim Hồng Tâm lúc nhảy sông cứu người vừa rồi không có cơ hội biểu hiện, bây giờ cơ hội tới, liền đi về phía trước một bước lớn tiếng nói. Các anh là ai? To gan lớn mật, bức ép người ta nhảy sông tự vẫn chưa nói, còn há mồm há miệng bắt người, ai cho các anh quyền lớn như vậy? Ta là ai? Tên mặt mụn nhảy xuống xe. Theo sau là toàn bộ người trên xe xuống, chừng 6 người. Tên mặt mụn tự nhận phía mình mặc dù số người không chiếm uy thế, nhưng rõ ràng khí thế chiếm thượng phong. Ở trong mắt hắn ta, đám người Kim Hồng Tâm chẳng qua là đám già yếu mà thôi liền châm biếm nói. Mày là ai?
có phải ăn no rồi xen vào việc của người khác không? Có biết một vùng này đều do tao nắm giữ không? Tao là ai? Nói ra thì sợ dọa ngươi té ngửa. Hoàng Vĩ Cương tuổi trẻ nóng nổi, vừa nghe liền tức giận hét. Ngươi nói chuyện biết tôn trọng một chút, có biết trước mặt ngươi là ai không? Kim Hồng Tâm nhìn mặt đoán lòng, biết Hạ Tưởng không muốn biểu lộ thân phận, y lăn lộn trong quan trường nhiều năm, so với Hoàng Vĩ Cương thì có mắt nhìn hơn, biết Hạ Tưởng nhất định muốn tra rõ mọi chuyện, biểu lộ thân phận thì không tốt, vội ho khan một tiếng cắt ngang Hoàng Vĩ Cương, nói. Chúng tôi là người của tập đoàn Viễn Cảnh, các anh là ai, vì sao muốn bắt Lưu Quang Quốc? Một tên tóc húi cua bên cạnh nhận ra cao lão, nói nhỏ với tên mặt mụn. Anh Nghiêu, lão già kia đúng là người của tập đoàn Viễn Cảnh vẫn thường xuyên xuất hiện, tập đoàn Viễn Cảnh cũng có lai lịch, chúng ta hay là... Nghiêu Kim vô cùng vinh váo và bất mãn nói. Tập đoàn Viễn Cảnh thì sao? Trên 3 phần đất ở mẫu ruộng của Nghiêu Kim tao, cho dù là rồng thì cũng phải nằm bò như sâu, phải không? Tên tóc húi cua gật đầu liên tục. Đúng vậy. Thôn Hạ Mã là thiên hạ của anh Nghiêu muốn mưa phải mưa, ai cũng phải nhường anh 3 phần. Một người bên cạnh nói, thôn Hạ Mã là cái gì? Về sau toàn bộ quận Hạ Mã đều là thiên hạ của anh Nghiêu. Nghiêu Kim vênh mặt lên, bộ dạng ngạo mạn không chịu nổi nói. Phải, không xem bố tao là ai? Bố tao là Nghiêu Kỳ, mày nói, tập đoàn Viễn Cảnh lớn hay bố tao lớn? Tên tóc húi cua rất phối hợp gật đầu, khom lưng cười nói. Đương nhiên là phó cục trưởng Nghiêu lớn rồi. Nếu tập đoàn Viễn Cảnh bất kính với phó cục trưởng Nghiêu thì cũng đừng mong làm ăn tốt ở quận Hạ Mã này. Có điều tập đoàn Viễn Cảnh phách lối, hình như chưa hiếu kính với phó cục trưởng Nghiêu. Nghiêu Kim ngẫm nghĩ một lúc, nổi giận. Đúng vậy, mẹ nó. Trở về nói với ba tao một tiếng, cho bọn chúng gặp phiền phức lớn. Ở quận Hạ Mã này còn không hiếu kính bố tao, thật ỷ vào chỗ dựa của bọn nó ở thành phố, không coi chúng ta ra cái gì. Để một lúc tao cho bọn nó biết thế nào là kêu huyện không bằng hiện quản. Hạ Tưởng cố nén tức giận, hỏi. Nghe cậu nói thì bố cậu là phó cục trưởng cái gì nhỉ? Phó cục trưởng cái gì gì, người không biết nói hả? Nghiêu Kim nổi giận, trừng mắt lên, hùng hổ nói. Nghe cho rõ đây, bố tao là Nghiêu Kỳ, là phó cục trưởng cục công an quận Hạ Mã. Thế nào, có nghe tới đại danh của phó cục trưởng Nghiêu chưa? Hạ Tưởng đúng là chưa từng chú ý tới người Nghiêu Kỳ này, nhân viên ở Ủy ban Nhân dân quận cũng đã quá nhiều, hắn hiện tại cũng chỉ nhớ vài nhân vật số 1 của cục lớn, các trợ thủ trong cục chưa không có ấn tượng gì. Hạ Tưởng liền lời ngay nói thật, lắc đầu. Thật đúng là chưa từng nghe nói. Vậy bây giờ thì ngươi đã biết rồi, có phải nên nhường đường hay không? Nghiêu Kim hừ mũi một tiếng. Không biết danh bố tao cũng không vội, biết điều thì được. Hạ Tưởng giận dữ cười lại. Cậu phải nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chúng tôi mới suy xét có thả người hay không. Nếu không Lưu Quang Quốc phải đi cùng chúng tôi. Nghiêu Kim mặc kệ, bộ dạng của y vốn thấp, trên mặt lại toàn mụn, khi nói chuyện còn cố tình ngẩng đầu lên, thể hiện tư thế lỗ mũi hướng lên trời, như kiểu người khác đều phải dựa vào hắn, nhìn sắc mặt của hắn mà hành sự vậy. Y bước 2 bước tới trước mặt Hạ Tưởng, đôi mắt nhỏ đảo một vòng, mắng. Đừng tưởng ngươi là người của tập đoàn Viễn Cảnh thì dám xen vào chuyện của công ty Hoành An chúng tao, nói cho ngươi hay, công ty Hoành An rất có lai lịch, có người trong cục, ở thành phố cũng có người. Ngươi không cần vì một tên điêu dân mà hủy hoại chính mình chứ. Được, tao đã nói hết lời, thả người hay không ngươi tự quyết định. Nếu như không thả thì đừng trách chúng tao không khách khí. Lưu Quang Quốc thấy thái độ của Hạ Tưởng dường như có chút dao động, thì nước mắt nước mũi trào ra. Lãnh đạo này, ngài phải làm chủ cho tôi. Bà xã tôi bị bệnh, toàn bộ đều dựa vào mấy mẫu trái cây kiếm tiền chữa bệnh. Công ty Hoành An họ thu mất đất của tôi, lại áp đặt giá đất hoang để tính giá, tôi không nghe thì bọn chúng dùng máy ủi đất ủi phá hết cây. Tức quá bà xã tôi đã bệnh chết, bọn chúng vẫn chưa thôi, còn muốn phá nhà ở, tôi và con trai không còn đường sống nữa rồi. Bị bọn họ bắt về nhất định không có kết cục tốt, tôi van xin ngài hãy cứu tôi. Trong lòng Hạ Tưởng càng ngày càng tức giận. Quận Hạ Mã bắt đầu thu hồi đất và giải phóng mặt bằng đều do thành phố phụ trách. Hướng chỉ đạo do Đàm Long chủ đạo, công việc cụ thể do Cao Hải sắp xếp. Sau khi thành lập quận Hạ Mã, Hạ Tưởng giao công tác thu hồi đất và giải phóng mặt bằng cho Phó Chủ tịch quận Lưu Đại Lai kiểm soát chính, đồng thời nhắc đi nhắc lại với y không được để xảy ra chuyện cưỡng ép thu, phá.
Không ngờ Lưu Đại Lai lại coi lời nói của hắn như gió thoảng bên tai, dám để con trai của một phó cục trưởng cục công an một khu nhỏ làm sằng làm bậy, còn gây ra hậu quả độc ác bức tử mạng người. Hôm nay nếu không phải gặp được bọn họ, nói không chừng Lưu Quang Quốc cũng sẽ chết dưới sông. Việc cưỡng phá, cưỡng xây trong nước đã chả có gì mới, thậm chí còn xuất hiện chủ tịch huyện đích thân tới hiện trường, có người đứng trên nóc nhà tự vẫn. Cuối cùng, tuy rằng bí thư địa phương và chủ tịch huyện đều bị bãi nhiệm, nhưng dù sao người chết thì không thể sống lại, hơn nữa gây ảnh hưởng vô cùng mãnh liệt tới tâm lý dân chúng, rất dễ gây nên quan và dân đối lập với nhau. Hạ Tưởng quản không được người khác, quản không đến các địa phương khác, nhưng dưới sự quản lý của hắn đã xảy ra việc coi trời bằng vung như thế, hắn phải nghiêm túc xét xử, tuyệt đối không nương tay. Sao tôi nghe nói là phó chủ tịch quận Lưu chủ đạo chính công tác thu hồi và giải phóng mặt bằng, các ngươi loạn thu hồi đất dân, bức tử sinh mạng, phó chủ tịch quận Lưu mặc kệ sao? Hạ Tưởng nghĩ Ngưu Kim đang khí cao ngút trời, liền mượn cơ hội này hỏi cho rõ ràng, cũng để khi về đỡ phải điều tra lại. Ngưu Kim lại cảnh giác. Nhiều chuyện, nếu không thả người thì chúng tao sẽ ra tay. Hạ Tưởng bất thình lình nghiêm sắc mặt. Nếu ngươi nói rõ ràng, phó chủ tịch quận Lưu vì sao lại mặc kệ các ngươi ở thành phố còn có người nào, chúng ta cảm thấy không thể chọc vào thì nhất định sẽ thả người, nếu không nói rõ ràng, ngươi muốn động thủ cũng không chắc đánh thắng được chúng ta. Hạ Tưởng vừa nói dứt câu, Trần Thiên Vũ còn chưa phản ứng lại, Kim Hồng Tâm và Hoàng Vĩ Cương đều sắn tay áo lên, biểu lộ tư thế muốn đánh nhau. Lái xe Trương Lương và Cao Lão cũng nóng lòng muốn thử. Ngưu Kim thấy bên Hạ Tưởng người đông thế mạnh, thực muốn động thủ cũng chưa chắc có kết quả tốt, liền tiếp tục đe dọa nói. Các ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, được, tao nói với ngươi. Quan hệ giữa phó chủ tịch quận Lưu với bố tao rất tốt, y mới không quản lý tao. Còn công ty Hoành An của chúng tao ở thành phố này cũng có chỗ dựa vững chắc, nói ra dọa ngươi nhảy dựng, là Bộ trưởng Bạc. Bộ trưởng Bạc ngươi có biết không, là ủy viên thường vụ thành ủy. Ủy viên thường vụ thành ủy, chủ tịch mặt trận thống nhất Bạc Hậu Phát. Hạ Tưởng kinh ngạc đến ngây ra, Bạc Hậu Phát mặc dù có quan hệ bình thường với hắn nhưng y trước đây cũng từng giúp hắn, hơn nữa quan hệ của Bạc Hậu Phát và Lý Đinh Sơn không tồi, ở thành ủy cũng luôn hùa theo Trần Phong, xem như cùng phe với Trần Phong, sao Bộ trưởng Bạc cũng bị cuốn vào việc giải phóng mặt bằng rồi. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thông, trong quan trường, người nào không có mắc vào quan hệ phức tạp giữa người với người. Sau lưng ủng hộ cũng được, có cổ phần ngầm cũng tốt, chỉ cần là nhà đầu tư nhúng tay vào bất động sản, chỉ cần là công ty giải phóng mặt bằng, đều có muôn vàn mối quan hệ quan trường. Xét đến cùng cũng là trong việc giải phóng mặt bằng thường có căn nguyên của cường quyền, bởi vì công ty giải phóng mặt bằng tự nhận có hậu thuẫn đằng sau nên mới không sợ hai điều dân nhỏ bé. Trong lòng Hạ Tưởng có biện pháp rồi, ngoảnh lại nói với Hoàng Vĩ Cương. Gọi điện thoại thông báo cho Lưu Đại Lai và Ngưu Kỳ lập tức tới hiện trường. Kim Ngưu nghe ra có gì đó bất ổn, thấy giọng điệu nghiêm khắc của Hạ Tưởng có chất quan lại, vội hỏi. Người rốt cuộc là ai? Người không phải là người của tập đoàn Viễn Cảnh, sao ăn nói như kiểu làm quan thế? Hạ Tưởng không hề để ý tới Ngưu Kim, nói với Trương Lương. Đỡ cha con Lưu Quang Quốc lên xe. Trương Lương vâng một tiếng rồi nâng đỡ cha con họ Lưu dẫn lên xe. Ngưu Kim hô ầm lên. Muốn làm gì? Các người muốn làm gì? Hắn quay đầu lại hô mấy tên thanh niên trẻ. Đừng ngây ra đấy, mau bắt người lại. Mấy tên thanh niên sắn tay áo lên đang muốn xông qua, Trần Thiên Vũ, Kim Hồng Tâm và Hoàng Vĩ Cương, cùng với Cao Lão đều bước lên. Đứng ở phía trước Hạ Tưởng, nhất là lái xe của Cao Lão dễ nhận thấy đã sớm có chuẩn bị, tay còn cầm một cây côn, vừa nhìn đã thấy là một người có luyện tập. Cao Lão không một chút hoang mang, nheo mắt lại mỉm cười, nói nhỏ với Hạ Tưởng. Tài xế của tôi cũng không phải là một người bình thường, một người đánh ngã bọn chúng cũng không thành vấn đề. Thế nào tiểu Hạ, ra tay chứ? Hạ Tưởng gật đầu một cái, hắn cũng biết thân phận của hắn hiện tại cũng không thích hợp với đánh lộn, liền nói với người lái xe. Nếu bọn chúng động thủ trước thì ngươi cho bọn chúng nhớ đời. Ngưu Kim thấy đối phương khí thế ầm ầm, khi đang lưỡng lự xem có nên động thủ hay không thì đột nhiên không biết từ đâu bay đến một viên đá bắn trúng đầu. Y kêu đau oai oái, trong lòng lửa giận bùng lên, hô to một tiếng. Đánh, đánh tất, đánh người, rồi cướp người. Mẹ nó, dám hạ nhục ta, không dạy cho bọn chúng một trận thì tao không phải họ Ngưu. Vài người thấy Ngưu Kim bị đánh, cũng tức giận cùng xông lên.
Tài xế của Cao lão thấy thế, hướng về Hạ Tưởng được gật đầu đồng ý, sau đó như hổ xông vào đàn dê. Tay cầm côn giơ lên hạ xuống, nhanh gọn đánh cho mấy người của Kim Ngưu tán loạn, ngã lăn lộn trên mặt đất, kêu gào thảm thiết. Nhất là Ngưu Kim bị đánh cho thê thảm nhất, tài xế bẻ một cánh tay của Ngưu Kim xuống, sau đó đá một cước gãy mấy cái xương sườn của y, hiển nhiên là do không quen chứng kiến sự kiêu ngạo, ngông cuồng của y nên có ý ra tay nặng. Chương 551, phản ứng dây chuyền. Hạ Tưởng đứng một bên, trong ánh mắt không hề có một chút thương hại. Một đứa con trai của phó cục trưởng cục công an bé nhỏ mà dám cả gan làm loạn tới thế này, xem ra hắn bắt buộc phải tăng sức ảnh hưởng đến hệ thống công an, cũng phải tạo quyền uy chủ tịch quận một chút. Nếu không cho dù hắn chiếm ưu thế trong hội nghị thường vụ nhưng trong bộ máy chính phủ, thủ hạ đều là những người bằng mặt không bằng lòng với hắn, đừng nói là hắn muốn xây dựng quận Hạ Mã là xây được, không bị bọn quan liêu bất tài kéo xuống nước thì tốt lắm rồi. Hạ Tưởng đã quyết tâm phải chỉnh đốn Ngưu Kỳ một chút. Giết gà dọa khỉ, cho Hoàng Kiến Quân cơ hội biểu lộ rõ lập trường. Hoàng Kiến Quân thân là ủy viên thường vụ quận ủy, cục trưởng cục công an, vị trí vô cùng quan trọng. Hiện tại lập trường của y không rõ, vừa không có hướng thân thiết với hắn, vừa không có hướng nghiêng về Bạch Chiến Mặc. Hạ Tưởng muốn thực hiện khát vọng trong lòng, muốn hành động trước khi cơn gió lốc sắp tới đến, đánh bại Phó Tiên Phong thì nhất định phải có được sự ủng hộ của Hoàng Kiến Quân. Với tư cách là chủ tịch quận mà không nắm nổi lực lượng công an thì sẽ rất khó kiểm soát, an định cục diện chính trị. Không có đoàn kết yên ổn, không có một môi trường đầu tư tốt đẹp thì sẽ không thể đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư, thì khó có thể tiếp tục triển khai công tác thu hút đầu tư. Trước kia, hệ thống công an của thành phố Yến quá nát, công an đối xử với nhà đầu tư rất thô bạo, vô lý, dẫn tới môi trường đầu tư ở thành phố Yến là cực kém. Một đợt bị gọi là thành phố tả. Thậm chí còn có chuyện tổng giám đốc doanh nghiệp Minh Tinh bị giam giữ. Nhất là Hạ Tưởng biết rõ sự hủ bại và sự đen tối của hệ thống cảnh sát mang lại ảnh hưởng ghê gớm thế nào, đả kích đến các nhà đầu tư còn càng nghiêm trọng hơn bất kỳ quan chức hủ bại nào. Nặng hơn có thể khiến một địa phương trở thành một khu thiên tai mà tất cả các nhà đầu tư đều lạnh nhạt. Hạ Tưởng đang nghĩ biện pháp để Hoàng Kiến Quân tỏ thái độ, vẫn chưa tìm được cơ hội, không ngờ một việc thị sát lại dẫn tới phản ứng dây chuyền. Chẳng qua từ một công ty Hoành An nho nhỏ làm lộ ra Bạc Hậu Phát khiến hắn có chút bất ngờ, cũng không biết Bạc Hậu Phát rốt cuộc bị cuốn vào bao nhiêu. Một hồi còi cảnh sát vang lên, 4-5 chiếc xe cảnh sát nhanh như chớp đến hiện trường, người xuống xe đầu tiên là Phó Chủ tịch quận Lưu Đại Lai, vẻ mặt thật thà chất phác, bộ dạng thường ngày điềm đạm, vững vàng như núi vậy, từ trên xe nhảy xuống chạy lên, động tác nhanh lẹ như thanh niên trẻ tuổi. Tiếp đó là một người trung tuổi mắt miệng hung dữ. Mũi thẳng, má rộng xuống xe. Lúc đầu lão chỉ liếc nhìn Hạ Tưởng, rồi ánh mắt lập tức dừng lại nhìn Ngưu Kim đang nằm trên mặt đất. Ánh mắt chợt tóe lên lửa giận rồi thôi, muốn nhịn vẫn không nhịn được, chạy tới chỗ Ngưu Kim, xem xét thật cẩn thận tình trạng thương tích của y. Không cần phải nói, lão chính là bố của Ngưu Kim, Ngưu Kỳ. Lưu Đại Lai thấy Ngưu Kỳ ở trước mặt Hạ Tưởng mất bình tĩnh và thất lễ như vậy không khỏi nhíu mày. Y lập tức lộ vẻ mặt tươi cười lại gần Hạ Tưởng, thân mật hỏi han. Chủ tịch quận Hạ, anh không sao chứ? Vừa nhận được điện thoại của thư ký Hoàng, tôi và Phó Cục trưởng Ngưu lập tức chạy tới đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thực ra trên đường tới, Lưu Đại Lai cũng đã đoán được sự tình. Mối quan hệ giữa Y và Ngưu Kỳ tâm đầu ý hợp, luôn là một chiến hào. Trong lòng Y biết rõ việc công ty Hoành An luôn dùng cường quyền giải tỏa mặt bằng. Thứ nhất là do công ty Hoành An có hậu thuẫn, y không thể chọc vào. Thứ hai là y cũng có lợi ích trong đó, cũng biết con của Ngưu Kỳ là Ngưu Kim có cổ phần trong công ty, chủ yếu phụ trách công tác giải quyết các hộ bị cưỡng chế. Y cũng đã nhiều lần khuyên Ngưu Kỳ bảo Ngưu Kim kiềm chế một chút. Dân thường dễ bắt nạt, nhưng nếu chẳng may để xảy ra mạng người, sự việc một khi bị làm to lên thì ai cũng không xong. Ngưu Kỳ ngoài miệng đồng ý nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Lão ở cơ sở nhiều năm, luôn cho rằng đối với dân thì phải hống hách lẫn lừa đảo, bởi vì hiện nay điêu dân nhiều lắm, không xử lý vài tên thì bọn chúng sẽ trào giá trên trời, thậm chí còn đấu tranh với chính quyền không chịu di rời. Chính quyền còn có thể bị dân chúng uy hiếp, lúc phải dùng đến lực lượng chuyên chính thì tận dụng một chút, cho bọn chúng biết lợi hại thì bọn chúng sẽ thành thật. Chính bởi vì tác phong Ngưu Kỳ hống hách nên mới khiến Ngưu Kim cho rằng bố mình là thiên hạ đệ nhất, hắn là thứ hai. Mới mang theo vài người đấu đá lung tung không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào,
chẳng những bức tử vợ của Lưu Quang Quốc, còn suýt chút nữa bức tử Lưu Quang Quốc. Hạ Tưởng vừa thấy Ngưu Kỳ lần đầu tiên, trong lòng liền có ý phải đá hắn rời khỏi đội ngũ công an, không nhắc chuyện Ngưu Kỳ một chút lễ phép cũng không hiểu, chủ tịch quận, thường vụ phó chủ tịch quận đều ở đây cũng không thèm liếc lấy một cái. Trong mắt chỉ có con lão, hơn nữa nhìn bộ dạng quần áo không chỉnh chu, mắt đỏ của y hiện rõ là vừa uống rượu. Uống rượu trong giờ làm việc, thân làm phó cục trưởng mà quần áo xộc xệch, đây là hình tượng cảnh sát nhân dân sao? Với phong cách của Ngưu Kỳ làm sao có thể giữ gìn trị an tốt, làm sao có thể khiến các nhà đầu tư yên tâm? Hạ Tưởng lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngưu Kỳ một cái, lại tức giận nói to với Lưu Đại Lai. Đồng chí Đại Lai đến rồi, tôi đã từng dặn đi dặn lại trong quá trình giải phóng mặt bằng phải chấp hành pháp luật văn minh, có sách lược, có phương pháp, chứ không phải cưỡng ép, bạo hành. Vừa rồi, ngay trước mặt tôi, Lưu Quang Quốc ôm đứa nhỏ nhảy sông, nếu không có vài người bên cạnh tôi biết bơi thì tôi đã phải nhảy xuống cứu người rồi. Vì sao Lưu Quang Quốc ôm đứa nhỏ nhảy sông tự vẫn anh có biết không? Lưu Đại Lai cố gắng trấn tĩnh, vẻ mặt cười khổ. Tôi thật không biết đã xảy ra chuyện gì, mong chủ tịch quận hạ chỉ bảo cho. Vậy anh có biết người dân thôn Hạ Mã chủ yếu trồng cây kinh tế gì không? Hạ Tường tiếp tục hỏi. Không. Không biết. Mọi việc Lưu Đại Lai đều giao cho công ty Hoành An giải quyết, giải phóng mặt bằng có công ty đứng ra đâu cần y đường đường là phó chủ tịch quận phải tự mình đến chỉ đạo hiện trường. Y đương nhiên sẽ không biết chi tiết cụ thể. Vậy anh có biết thôn Hạ Mã có bao nhiêu hộ dân, tổng cộng bao nhiêu mẫu ruộng không? Sắc mặt Hạ Tưởng ngày càng nặng nề, đây là công việc mà hắn đã nhiều lần dặn dò. Là công việc cụ thể mà phó chủ tịch quận phụ trách. Cái này, tôi không nhớ rõ, không biết. Lưu Đại Lai năm nay cũng đến hơn 50 tuổi, chuẩn bị làm hết nhiệm kỳ là nghỉ hưu. Y trước kia đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân tại quận Bắc Thị, sống vốn không cần lập công, chỉ hy vọng không phạm sai lầm quen rồi, tới quận Hạ Mã thì thăng chức như bây giờ, không phải làm việc thực sự. Y đã nhiều tuổi, cảm thấy bị Hạ Tưởng một tên trẻ tuổi răn dậy ngay trước mặt người khác thật mất mặt, trong lòng tức giận, giọng nói khó tránh khỏi có chút ngang cứng. Việc trong quận nhiều như vậy. Làm sao có thể nhớ kỹ số liệu của một thôn? Chủ tịch quận Hạ hơi làm khó rồi. Vừa hỏi là ba câu không biết, phó chủ tịch quận ba không biết như ông còn trách chủ tịch quận tôi làm khó. Nếu không phải là Hạ Tưởng nhìn vào tuổi tác đã lớn của Lưu Đại Lai thì đã sớm cho y hết chỗ để chui rồi. Hắn quay đầu lại nói với Thiên Vũ. Thiên Vũ, anh có biết tình hình cụ thể của thôn Hạ Mã không? Trần Thiên Vũ biết Hạ Tưởng chắc chắn muốn ra tay với Lưu Đại Lai. Không khỏi thương hại liếc nhìn Lưu Đại Lai một cái, nghĩ thầm cũng không biết rõ hiện tại là tình trạng gì, trước tiên mặc kệ chuyện bí thư và chủ tịch quận bất hòa đang trong giai đoạn phân cao thấp, mà chính vì Hạ Tưởng cũng là người lãnh đạo thật, làm việc thực sự, tất cả những người muốn sống qua loa ở quận Hạ Mã sẽ không qua được cửa Hạ Tưởng đầu tiên. Trần Thiên Vũ lập tức trả lời trôi chảy. Xin trả lời chủ tịch quận Hạ, thôn Hạ Mã có hơn 1.000 người, hơn 1.200 mẫu ruộng. Bởi vì đất đai phì nhiêu nên trồng cây công nghiệp lấy quả là chính, chủ yếu là lê và táo, thu nhập của người dân trong thôn vào bậc trung và hơn. Chính vì tính ỷ lại vào đồng ruộng của người dân thôn Hạ Mã cao nên lúc trước khi thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố lập ra chính sách thu hồi đất, tiêu chuẩn đối với đất ruộng và đất hoang có hai bộ không đồng nhất. Nếu cụ thể hơn là tiêu chuẩn đối với đất trồng cây ăn quả và đất trồng nông sản bình thường cũng không đồng nhất. Mồ hôi trên trán Lưu Đại Lai đã túa ra nhưng vẫn mạnh miệng nói. Chủ tịch quận Hạ, tôi nhiều tuổi rồi, trí nhớ không bằng thanh niên trẻ tuổi cũng dễ hiểu, hy vọng chủ tịch quận Hạ không làm khó dễ tôi. Làm khó dễ ông? Hạ Tưởng thấy Lưu Đại Lai cứng đầu cứng cổ, thái độ cậy già lên mặt mà mỉm cười. Được, nếu đồng chí cảm thấy giao việc cho đồng chí là làm khó dễ, thì những công việc giao cho đồng chí sau này tôi sẽ chú ý chăm sóc đến cảm nhận của đồng chí hơn. Nói xong Hạ Tưởng lại nói với Ngưu Kỳ. Phó Cục trưởng Ngưu, mấy người này tụ tập hành hung, phê cán bộ chính phủ có ý đồ ra tay đánh người, trước tiên đưa về cục, trừng phạt nghiêm khắc. Ngưu Kỳ đứng lên, vẻ mặt tức giận. Chủ tịch quận Hạ, Ngưu Kim là nhân viên của công ty Hoành An, nó bắt Lưu Quang Quốc bởi vì Lưu Quang Quốc bạo lực chống lại pháp luật, cũng là vì việc xây dựng quận Hạ Mã. Ngài lại nói ngược lại y vây đánh cán bộ chính phủ. Sao tôi không thấy cán bộ nào bị thương ngược lại là mấy người phía Ngưu Kim bị đánh cho mình mẩy đầy thương tích? Hạ Tưởng lúc trước bị Lưu Đại Lai cự cãi, lại bị Ngưu Kỳ phản bác ngay trước mặt, đáng lẽ nổi trận lôi đình mà lại bình tĩnh trở lại,
nghĩ thầm xem ra uy danh chủ tịch quận của hắn chưa đủ, một phó chủ tịch quận cãi lại hắn mấy câu cũng coi như bình thường, nhưng một phó cục trưởng cục công an cũng dám luôn miệng nói là không có cán bộ chính phủ bị thương, thật đúng là không sợ gì. Cần phải ra uy, tăng cường sức khống chế đối với các bộ ngành chính phủ. Hạ Tưởng liền liếc nhìn Ngưu Kỳ một cái, nói. Ý của ông là, đánh tôi bị thương hoặc phó chủ tịch quận Trần mới coi là việc ác. Một câu nói làm Ngưu Kỳ nghẹn họng không trả lời được. Hạ Tưởng khoát tay, nói với Kim Hồng Tâm. Gọi điện thông báo cho tất cả phó chủ tịch quận, lập tức mở cuộc họp hội nghị chính phủ khẩn cấp, không ai được phép xin nghỉ. Lại ra lệnh cho Hoàng Vĩ Cương. Lấy danh nghĩa Ủy ban Nhân dân quận thông báo cho đồng chí Hoàng Kiến Quân cũng tham gia hội nghị. Nói xong, Hạ Tưởng liền nói mấy câu với Cao Lão, sau đó cùng mấy người Trần Thiên Vũ, Kim Hồng Tâm, Hoàng Vĩ Cương lên xe, nghênh ngang đi không thèm đếm xỉa đến Lưu Đại Lai và Ngưu Kỳ đang ở lại hiện trường. Hạ Tưởng chính là muốn cho bọn họ một lựa chọn. Hạ Tưởng vừa đi, Lưu Đại Lai và Ngưu Kỳ ngơ ngác nhìn nhau, sửng sốt. Lưu Đại Lai mở miệng nói trước. Đừng lo. Hạ Tưởng là chủ tịch quận, nhiều lắm chỉ có thể điều chỉnh công tác của tôi, hắn không có quyền lực đụng đến tôi. Đụng đến tôi thì phải được thành ủy gật đầu. Anh là phó cục trưởng, muốn động tới anh cũng phải có sự đồng ý của cục trưởng thành phố. Hạ Tưởng tuy là chủ tịch quận, nhưng hắn cũng là tên trẻ danh, có lúc nóng vội, phát tiết cũng là bình thường. Bây giờ tôi lập tức giải thích với Bí Thư Bạch một chút, anh cũng lập tức thông tin với cục trưởng Hoàng. Chỉ cần Bí Thư Bạch ủng hộ tôi. Cục trưởng Hoàng ủng hộ anh, Hạ Tưởng cũng không thể làm gì được chúng ta. Ngưu Kỳ gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn Ngưu Kim, cơn giận còn chưa tan hết, nói. Tôi không sợ hắn, xem hắn có thể làm gì được tôi. Đánh con tôi, đợi đấy, có cơ hội nhất định sẽ trả lại. Lưu Đại Lai vội khuyên nhủ. Đừng nói lung tung, dù thế nào hắn cũng là chủ tịch quận, phải nhường hắn ba phần. Chí ít thì ngoài mặt nể mặt hắn. Đằng sau âm thầm ngáng chân cũng được. Chẳng lẽ nghe lời hắn bắt Ngưu Kim về? Không phải nói với anh rồi sao, xin chỉ thị của cục trưởng Hoàng rồi nói sau. Sau đó Lưu Đại Lai và Ngưu Kỳ lần lượt gọi điện cho Bạch Chiến Mặc và Hoàng Kiến Quân. Hạ Tưởng trở lại quận ủy, lập tức bảo Kim Hồng Tâm và Hoàng Vĩ Cương sắp xếp cuộc họp, sau khi hắn ngồi xuống, cũng gọi lần lượt mấy cuộc điện thoại. Hạ Tưởng vừa gọi điện thoại xong, Hoàng Kiến Quân vội vàng chạy tới. Vừa vào cửa, Hoàng Kiến Quân hỏi ngay Hạ Tưởng có bị thương không, sau đó còn nói y đã biết sự tình, và mệnh lệnh Ngưu Kỳ lập tức đem đám người Ngưu Kim tới phân cục chờ xử lý. Ít nhất thái độ của Hoàng Kiến Quân coi như nghiêm chỉnh, tạm thời Hạ Tưởng không để ý liền gật đầu, lại nói một câu. Đồng chí Kiến Quân, quận Hạ Mã là quận mới, nhưng bởi vì là quận mới nên mới là tiêu điểm khắp nơi chú ý. Nhất cử nhất động. Chuyện tốt chuyện xấu của quận Hạ Mã đều bị truyền thông xăm soi đưa lên báo, nếu sự việc hôm nay bị giới truyền thông đưa tin ra ngoài, anh nói xem, thanh danh của quận Hạ Mã bị hư tổn, công tác thu hút đầu tư bị ảnh hưởng, thành ủy trách tội xuống dưới, trách nhiệm chủ yếu có thể là do Lưu Đại Lai và Ngưu Kỳ phải chịu, nhưng anh là nhân vật số một cục công an, cũng khó tránh khỏi lưu lại vết nhơ chính trị. Hạ Tưởng cố ý nói nghiêm trọng lên một chút, chính là muốn xem phản ứng của Hoàng Kiến Quân. Hoàng Kiến Quân mới 37 tuổi, đối với tiền đồ phía trước vừa đúng là giai đoạn rất ham mưu cầu địa vị, việc sợ nhất chính là để lại vết nhơ chính trị. Lời nói của Hạ Tưởng rõ ràng có ý đánh tiếng, trong lòng y lẽ nào lại không hiểu. Hoàng Kiến Quân là ủy viên thường vụ, phó chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật kiêm cục trưởng công an, y cũng biết vị trí của y rất quan trọng, nhất định phải lựa chọn giữa bí thư và chủ tịch quận. Về hành chính. Bí thư và chủ tịch quận đều có thể đề xuất yêu cầu với y, tuy nhiên, về công tác nhân sự và công việc tổng thể thì quả thật quyền hạn bí thư lớn hơn chủ tịch quận. Nhưng ngay ngày đầu tiên ở hội nghị thường vụ Hoàng Kiến Quân đã phát hiện ra tính cách trong nhu có cương của Hạ Tưởng, đồng thời cũng làm phép so sánh giữa Bạch Chiến Mặc với Hạ Tưởng. Bước đầu cho ra kết luận là, trước mắt có lẽ tiếng tăm của Hạ Tưởng ở hội nghị thường vụ còn yếu, nhưng về lâu dài nói không chừng Hạ Tưởng sẽ là một chủ tịch quận có thế lực, mạnh mẽ, cứng rắn. Chẳng qua thời cơ còn chưa chín muồi, Hoàng Kiến Quân cũng không muốn bộc lộ lập trường sớm, định quan sát tính toán thêm một thời gian sau mới nói. Hơn nữa việc chính trị ai chắc chắn được sẽ không có những thay đổi ngoài dự đoán. Còn nữa, Hoàng Kiến Quân cũng muốn đợi sau khi số vốn 2 tỷ của Bạch Chiến Mặc được xác định chắc chắn, lại quan sát thêm lập trường của mấy ủy viên thường vụ chưa tỏ thái độ, rồi y quyết định đứng vào hàng ngũ nào cũng không muộn.
không ngờ đột nhiên lại xảy ra vụ Kim Ngưu. Hoàng Kiến Quân cũng không thích con người của Ngưu Kỳ, bởi vì Ngưu Kỳ ỷ vào có người chống đỡ ở cục thành phố, làm việc vô cùng ngang ngược. Việc bổ nhiệm trong hệ thống công an tuy rằng quy về địa phương, nhưng nếu trên cục cấp trên không đồng ý thì địa phương cũng không thể không thông qua, là hai bộ trình tự. Ngưu Kỳ liền ỷ vào quan hệ thân thiết của y ở cục thành phố, và trước kia khi ở phân cục an trưởng có quan hệ không tốt với nhân vật số 1, bây giờ điều đến phân cục hạ mã, mặc dù có chút kiềm chế, đối với y cũng có tôn kính nhưng thỉnh thoảng vẫn tỏ thái độ tự cao tự đại. Mặc dù như vậy, Ngưu Kỳ có khuyết điểm như thế nhưng năng lực của y vẫn được, đặc biệt là đối phó với những chuyện khẩn cấp và những việc quần thể, kinh nghiệm phong phú. Hoàng Kiến Quân cũng tạm thời nghe vậy, dù sao cũng không thể có cấp dưới và đồng nghiệp hoàn toàn phù hợp với điều kiện, dùng người đều phải nhìn vào ưu điểm này mà bỏ qua khuyết điểm khác. Sự việc hôm nay có chút bất ngờ ngoài ý muốn của Hoàng Kiến Quân, bình tĩnh mà xem xét, y lại không cho rằng đây là một việc lớn. Trong quá trình giải phóng mặt bằng khó tránh khỏi xuất hiện những việc không kiểm soát được. Nghìn người nghìn mặt, không phải ai cũng đều chấp hành theo nhân viên thực thi, cũng có số ít dân chúng đúng là điêu dân, đề ra rất nhiều yêu cầu vô lý, không đáp ứng bọn họ liền ăn vạ, không nghe giải thích, khuyên bảo, chỉ muốn một lần được đến bù giải phóng mặt bằng ba đời ăn không hết, mặt mũi vô lại khiến người ta buồn nôn. Sự tình cụ thể như thế nào Hoàng Kiến Quân chưa được kể tỉ mỉ, sau khi y nhận được điện thoại của Ngưu Kỳ thì biết là chuyện xấu. Sự việc rơi vào tay Bạch Mặc Chiến còn dễ nói, rơi vào tay Hạ Tưởng nhất định sẽ không thu dẹp được. Bạch Mặc Chiến là lão thành điềm đạm, chắc chắn, tính cách bảo thủ, đồng thời làm bí thư, chuyện xảy ra nhất định sẽ che đậy. Hạ Tưởng thì khác, hắn cũng điềm đạm, chắc chắn nhưng bên trong sự điềm đạm, chắc chắn còn có sự cấp tiến. Dù sao hắn còn trẻ, mà trong mắt Hoàng Kiến Quân thì quá trẻ, tuổi trẻ thường sẽ có tình cảm mãnh liệt, dễ bốc đồng, sẽ không dễ dàng tha thứ cho cục diện hỗn loạn xuất hiện trong khu vực của mình. Hạ Tưởng dù sao cũng là chủ tịch quận, đưa ra yêu cầu đối với vấn đề trị an cũng là một phần công việc của hắn. Hoàng Kiến Quân không vội dựa dẫm vào Hạ Tưởng cũng là bởi vì Hạ Tưởng quá trẻ. Y luôn cảm thấy mình một người đã 37 tuổi biểu thị dựa dẫm vào một người 28 tuổi, vẫn là không thể hạ mình được. Đương nhiên, tuổi trẻ không phải là nguyên nhân chính, điểm mấu chốt chính là bây giờ chưa nhìn ra giữa Bạch Mặc Chiến và Hạ Tưởng, ai được lòng người hơn, ai cao thủ hơn. Giờ thì Kim Ngưu có xung đột với Hạ Tưởng, Hoàng Kiến Quân chỉ biết, mặc kệ chủ tịch quận Hạ thật sự tức giận hay là diễn trò vẫn cần phải tỏ thái độ, nếu không là bất kính với chủ tịch quận. Y lúc nãy phê bình Ngưu Kỳ mấy câu, lập tức lệnh áp tải người về cục. Ngưu Kỳ còn muốn giải thích vài câu, nói Ngưu Kim bị thương nặng, phải đưa vào viện trị liệu trước. Hoàng Kiến Quân thấy Ngưu Kỳ không biết điều, lúc ấy phát hỏa, cả giận nói. Dù là chết rồi cũng phải nâng đến cục cho tôi. Anh không nâng, tôi lập tức phái người đi mời. Sau khi Hoàng Kiến Quân nhận được thông báo, liền biết được mục đích Hạ Tưởng muốn y tham gia hội nghị thường vụ của chính phủ, nhất định có liên quan tới việc chỉnh lý trị an. Y liền hiểu ra, sự việc sẽ không dễ dàng bỏ qua, chủ tịch quận Hạ chắc chắn còn có chuẩn bị phía sau. Quả nhiên, y vừa nghe xong lời nói nghiêm trọng của Hạ Tưởng, trong bụng liền có chừng mực. Tuy nhiên vẫn không vội tỏ thái độ mà ba phải nói. Thật nếu xảy ra đại sự là trách nhiệm của tôi nhất định sẽ chủ động gánh vác, không trốn tránh trách nhiệm, cũng sẽ không bôi nhỏ quận Hạ Mã. Hạ Tưởng nghe hiểu rõ ý của Hoàng Kiến Quân, hắn ta vẫn tỏ thái độ chờ đợi, cũng không nhiều lời, đứng dậy nói. Được, dũng cảm nhận trách nhiệm là đồng chí tốt, đi, họp trước đã. Trong hội nghị chính phủ, viên chức đã đến đông đủ, Lưu Đại Lai ngồi trước mặt ba vị phó chủ tịch quận. Trong lòng không yên nhìn thấy Hạ Tưởng và Hoàng Kiến Quân đi cùng nhau đến. Vừa thấy chủ tịch quận và cục trưởng công an tiến vào, mọi người cùng nhau đứng dậy, Hạ Tưởng vẫy tay, mỉm cười nói. Mời các đồng chí ngồi. Vẻ mặt Hoàng Kiến Quân ngạc nhiên liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, nghĩ thầm chủ tịch quận Hạ thật làm người ta khó đoán, vốn y cho rằng Hạ Tưởng sẽ nổi giận lôi đình khi họp, không ngờ trong nháy mắt đã là khuôn mặt tươi cười, một chút cũng nhận ra hành động tức giận vừa rồi. Tuổi trẻ mà kiềm chế được như vậy, y liền biết e là chủ tịch quận Hạ còn khó ứng phó hơn bí thư Bạch. Chương 552, thủ đoạn trong bông giấu kim. Hạ Tưởng ngồi xuống trước, mọi người lần lượt ngồi xuống. Mấy phó chủ tịch quận, ngoại trừ Trần Thiên Vũ ra đều không biết đã xảy ra chuyện gì, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ có Tạ Nguyên Thanh không tỏ thái độ gì cả ngồi bên cạnh Trần Thiên Vũ, đầu tiên liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái,
rồi lại liếc mắt nhìn Hoàng Kiến Quân, muốn nói rồi lại thôi. Hạ Tưởng phát hiện Tạ Nguyên Thanh khác thường, liền hỏi. Đồng chí Nguyên Thanh nếu có vấn đề gì khác, trước khi họp có thể nói ra trước. Tạ Nguyên Thanh mới hời hợt nói. Theo Bí Thư Bạch nói, 20 tỷ của Văn Châu đầu tư hy vọng trong vòng một tuần sẽ cùng Ủy ban Nhân dân quận chính thức ký kết hiệp nghị. Hạ Tưởng cười gật đầu. Chuyện tốt, mong sao, mong chăng, cuối cùng cũng mong được vốn đầu tư của Bí Thư Bạch. Đối với quận Hạ Mã mà nói, vốn đầu tư 20 tỷ là một việc lớn. Hoàng Kiến Quân sửng sốt, Bí Thư Bạch đầu tư đúng chỗ, có thể nâng cao nguồn vốn chính trị của Bí Thư Bạch, khiến cho vầng sáng của y sẽ vô cùng chói mắt. Nụ cười trên mặt chủ tịch quận Hạ dường như phát ra từ đáy lòng, là vui thật lòng, biểu hiện giống như vốn đầu tư của Bí Thư Bạch là đem tiền cho hắn vậy. Hoàng Kiến Quân tuy không hiểu, nhưng trên mặt vẫn vẻ bình tĩnh, tĩnh lặng đợi Hạ Tưởng nói cái gì đó tiếp theo. Hạ Tưởng nói tiếp, có vốn đầu tư, tốc độ xây dựng quận Hạ Mã sẽ tăng tốc, chính vì như vậy, quận Hạ Mã càng cần một môi trường đầu tư tốt đẹp hơn nữa. Làm cán bộ chính phủ, chúng ta phải có ý thức phục vụ. Phải luôn đặt lợi ích nhà đầu tư lên hàng đầu, nếu không sẽ không xứng với chức cán bộ nhà nước. Ít nhất, ở quận Hạ Mã sẽ không đủ tư cách làm lãnh đạo. Hôm nay, khi 20 tỷ đầu tư của Bí Thư Bạch còn chưa tới thì đã xảy ra chuyện đau lòng. Hạ Tưởng không nói chuyện đã xảy ra thế nào, mà gật đầu với Trần Thiên Vũ. Trần Thiên Vũ hiểu được ý tứ của Hạ Tưởng, liền nói. Sự việc xảy ra là như vậy. Trần Thiên Vũ nói ngắn gọn sự việc. Cuối cùng đau lòng nói. Các đồng chí, vốn đầu tư của Bí Thư Bạch sắp đến, nhưng lại xuất hiện những âm thanh không phù hợp với khẩu hiệu hài hòa kiến thiết quận mới. Bây giờ tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân quận chính thức đề nghị quận ủy, thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố tạm hoãn ký kết hiệp nghị 20 tỷ vốn đầu tư của Bí Thư Bạch, bởi vì trước mắt quận Hạ Mã vẫn chưa có môi trường đầu tư ổn định để nhận 20 tỷ đầu tư đó. Một khi hiệp định được ký kết, nếu trị an và môi trường đầu tư không theo kịp sẽ làm cho đầu tư xói mòn, chẳng những là trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân quận, còn là trách nhiệm của tất cả các vị ngồi đây, cũng làm cho Bí Thư Bạch và quận ủy mất mặt. Hơn nữa còn bị thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ trích, hệ lụy nghiêm trọng, chúng ta ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Lúc đầu, sau khi nói chuyện điện thoại với Bạch Chiến Mặc xong, Lưu Đại Lai cho rằng có thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ coi như không có. Vừa nghe Trần Thiên Vũ nói xong, bất thình lình toát mồ hôi lạnh. Chủ tịch quận Hạ, phó chủ tịch quận Trần được lắm, chuyện lớn giáng xuống, đừng nói đến chuyện lớn hóa nhỏ, nhất định là muốn gióng trống khua chiêng, xé ra hổ để viết văn đây. Lưu Đại Lai vốn nghĩ rằng Hạ Tưởng còn trẻ tuổi, không có kinh nghiệm đấu tranh chính trị, hơn nữa y cũng được Bạch Chiến Mặc chính mồm hứa hẹn. Bạch Chiến Mặc đồng ý sẽ nói với Hạ Tưởng một câu, bí thư ra mặt, chủ tịch quận có thể không nể tình sao? Kết quả ngược lại, Hạ Tưởng lấy việc này làm cớ, dám trực tiếp từ chối ký kết hiệp định đầu tư với Bí Thư Bạch, còn muốn đem sự việc này tới thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố. Việc trong quan trường, nói về hai mặt phải trái của nó đôi lúc việc trong đại rơi xuống, tìm đúng người nói đúng lời thì có thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, thậm chí có thể biến thành không có gì. Nhưng có khi chuyện bé như hạt vừng, nếu thao tác thích đáng thì có thể biến thành đại sự, khiến một đời người không trở mình được. Lưu Đại Lai biết, sự việc nếu thật dựa theo cách xử lý của Trần Thiên Vũ, Bạch Chiến Mặc cũng không dễ ra mặt ngăn cản. Bởi vì sự việc quả thật đã xảy ra rồi, lý do Ủy ban Nhân dân đưa ra quang minh chính đại. Cản trở 20 tỷ vốn đầu tư thì Bí Thư Bạch còn mặt mũi gì nữa, Hạ Tưởng có thể thừa cơ triển khai đả kích thế lực ác hiểm hoạt động trị an ở quận Hạ Mã, về phần phải triển khai bao lâu, khi nào môi trường đầu tư của quận Hạ Mã mới phù hợp với ký kết hiệp nghị đầu tư đều do hắn định đoạt. Lưu Đại Lai phẫn nộ, quả thực là muốn đem hắn lên lò nướng, bởi vì hắn phụ trách công tác giải phóng mặt bằng, chẳng những Bí Thư Bạch sẽ vì vậy mà giận cá chém thớt với hắn, thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố cũng sẽ bất mãn hắn. Thủ đoạn chính trị của Hạ Tưởng thật làm người ta không chê vào đâu được. Cùng ý nghĩ đó còn có Hoàng Kiến Quân. Trần Thiên Vũ vừa nói xong, Hoàng Kiến Quân đã dùng mình một cái, y ngay lập tức hiểu ra, hành động này của Chủ tịch quận Hạ không chỉ xem thường Bạch Chiến Mặc. Châm biếm Lưu Đại Lai, nơi ánh hào quang của mũi kiếm chỉ vào còn có hắn cục trưởng công an. Bởi vì môi trường trị an không tốt, hắn là người đứng đầu phân cục, khó đổ lỗi. Việc nhỏ còn dễ tìm cách trốn tránh, tìm người chịu tội thay thì ổn rồi. Nhưng nếu thật đẩy lên tới cấp độ đấu tranh chính trị,
đem môi trường trị an và thu hút đầu tư móc vào nhau, cùng với hiệp định ký kết 20 tỷ đầu tư của bí thư Bạch buộc lại với nhau, Hoàng Kiến Quân liền biết rằng, trí tuệ chính trị của Hạ Tưởng cao hơn y, thủ đoạn có tiến có lùi. Bất luận là kết quả nào, Hạ Tưởng đều đứng ở thế bất bại. Hoàng Kiến Quân cũng rõ, Hạ Tưởng cũng không phải là thật muốn từ chối 20 tỷ đầu tư đó, chẳng qua là lấy nó và sự tức giận của bí thư Bạch làm cái cớ, buộc y phải tỏ thái độ. Hoàng Kiến Quân biết y phải chọn đứng vào đội ngũ nào rồi, nếu không chỉ cần Hạ Tưởng làm như lời Trần Thiên Vũ vừa rồi, y chẳng những phải chịu đựng sự tức giận của Bạch Chiến Mặc, còn có thể phải đối mặt với áp lực từ cục thành phố, cuối cùng vẫn là không thể không chung một chỗ với Hạ Tưởng, bị buộc rơi vào đường cùng chi bằng hiện tại chủ động lựa chọn, cũng dễ có được cảm tình. Chỉ có điều đang ở tình thế bị ép buộc, Hoàng Kiến Quân bất lực và căm giận cảnh giao kề cổ, trong lòng ít nhiều bất bình. Hoàng Kiến Quân ngẩng đầu, đang định tìm thời cơ thể hiện thái độ đã thấy Lưu Đại Lai đứng lên, mặt mày đỏ bừng, cổ phình to, giọng lạc đi. Chủ tịch quận hạ, là tôi bất lực, không có cố gắng dốc sức hoàn thành công việc, sự việc hôm nay toàn bộ trách nhiệm sẽ do một mình tôi gánh vác. Xét thấy năng lực cá nhân không đủ, tôi xin điều chỉnh phân công công tác, chuyển công việc quan trọng giao cho các đồng chí trẻ tuổi, khỏe mạnh. Tạ Nguyên Thanh ha ha cười thành tiếng. Được. Phó Chủ tịch quận Lưu Quang gánh, tôi là người trẻ tuổi, không có gì khó khăn mệt nhọc cả thì gánh thêm cũng được. Một câu nói khiến mọi người há mồm trợn mắt không nói ra lời. Nhất là Lưu Đại Lai thiếu chút nữa không thở nổi ngất xỉu. Lưu Đại Lai vốn nghĩ mượn cơ hội thể hiện tư cách lão làng, cảm thấy Hạ Tưởng bất kể như thế nào cũng phải lưu giữ y một chút, y cũng có lối thoát. Không ngờ Tạ Nguyên Thanh bất ngờ ra bài, không đợi Chủ tịch quận hạ lên tiếng, trực tiếp tiếp nhận trọng trách của y. Cái việc gì đây, Lưu Đại Lai cả đời lăn lộn trong quan trường, cũng chưa từng gặp qua nhân vật giống như Tạ Nguyên Thanh. Càng làm cho y buồn bực chính là, Trần Thiên Vũ gật đầu, nghiêm trang nói. Đồng chí Nguyên Thanh phụ trách công tác thu hồi giải tỏa mặt bằng cũng tốt, chẳng những trẻ khỏe mà có đầu óc, lại linh hoạt, là người thích hợp nhất. Lưu Đại Lai bỗng chốc lo lắng, y vốn định biểu hiện khoan dung một chút, Hạ Tưởng mở miệng giữ y lại, y liền thuận nước đẩy thuyền mà tiếp tục nhận. Dù sao công tác quản lý thu hồi vào giải phóng mặt bằng là miếng ngon y mới là không muốn nhả ra. Tuy nhiên vừa rồi Trần Thiên Vũ nói tới mức độ đó, y không tỏ thái độ cũng không được. Không ngờ tới vừa mở miệng đã bị Tạ Nguyên Thanh và Trần Thiên Vũ thi nhau đả kích khiến y bây giờ đâm lao thì phải theo lao. Dưới tình thế cấp bách, Lưu Đại Lai thốt ra. Chủ tịch quận hạ, tôi gần đây cao huyết áp, muốn nằm viện tĩnh dưỡng vài ngày, muốn xin nghỉ phép, mong anh phê chuẩn. Hạ Tưởng lập tức quan tâm hỏi. Sức khỏe không tốt là không được rồi, sức khỏe là tiền tài, Phó Chủ tịch quận Lưu nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Được, nghỉ ngơi một thời gian trước, công việc không cần lo lắng, tôi sẽ đệ trình đề nghị với thành ủy, tạm thời điều một Phó Chủ tịch quận đến làm thay công tác của ông. Cái gì, Lưu Đại Lai gần như không tin được vào tai mình. Hạ Tưởng, Trần Thiên Vũ và Tạ Nguyên Thanh ba người quả thực là liên hợp diễn trò, cố ý ép y rời đi cho hết chuyện. Thành ủy điều một phó chủ tịch quận tới, chờ sau khi y trở về y làm sao còn chỗ. Hạ Tưởng cũng không phải chỉ đơn giản điều chỉnh công tác của y như vậy, căn bản là muốn trực tiếp đuổi y ra khỏi ủy ban nhân dân quận. Lưu Đại Lai nổi giận, đập bàn nói. Tôi tìm bí thư Bách nói chuyện, tôi tìm lãnh đạo thành ủy phân xử đúng sai. Nói xong giận dữ bỏ đi. Hạ Tưởng hướng theo bóng dáng Lưu Đại Lai nói một câu. Tôi đã nói chuyện với Bộ trưởng Bạc qua điện thoại rồi. Bóng lưng Lưu Đại Lai đi tới cửa bỗng dừng lại, kiên trì một chút vẫn không ngoảnh đầu lại, bước đi không quay trở lại. Hoàng Kiến Quân rốt cuộc cũng lĩnh hội được thủ đoạn trong bông giấu kim của Hạ Tưởng. Cũng biết Hạ Tưởng nhất định là muốn Lưu Đại Lai hoặc là mất quyền lực hoặc là đá sang một bên. Tóm lại chỉ cần Hạ Tưởng là chủ tịch quận, Lưu Đại Lai cũng đừng nghĩ làm gì ở quận Hạ Mã. Thời kỳ đặc biệt tiến hành những việc đặc biệt. Cách Hạ Tưởng làm mặc dù có chút không tình người, nhưng trong lòng Hoàng Kiến Quân tự biết, quận Hạ Mã chính là bởi vì được hai cấp lãnh đạo tỉnh, thành phố quan tâm chặt chẽ, lẫn thu hút một lượng đầu tư lớn. Các quận khác trong thành phố Yến vừa hâm mộ lại vừa ghen tị, thậm chí còn có thể oán trách thành ủy sao sủng ái quận Hạ Mã quá mức như vậy, không ít lãnh đạo các khu đều đang chờ xem chuyện cười của quận Hạ Mã. Là thời điểm nên tỏ thái độ rồi, Hoàng Kiến Quân ngay lập tức hạ quyết tâm. Đừng coi thường Hạ Tưởng trẻ tuổi, trong chính trị rất thành thục, thủ đoạn sắc bén. Nhìn chung từ khi Bạch Mặc Chiến đảm nhiệm chức bí thư tới nay,
luôn ở chỗ đợi 20 tỷ đầu tư, hình như ngoài việc đợi chờ đó ra, toàn bộ việc khác trong quận Hạ Mã như không có để làm, ai cao ai thấp, ai có cái nhìn đại cục hơn, vừa nhìn là biết ngay. Hoàng Kiến Quân đứng lên, vẻ mặt thành khẩn nói. Chủ tịch quận Hạ, môi trường trị an của quận Hạ Mã không tốt là trách nhiệm của tôi nhất định tăng cường quản lý đội ngũ cảnh sát, giữ gìn trị an tốt. Vấn đề của Ngưu Kim, tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm túc tuyệt không nương tay, xin anh yên tâm. Hơn nữa, về vấn đề của Ngưu Kỳ tôi sẽ báo cáo chi tiết với anh. Phó Chủ tịch quận Tề Hân Hoa và Phùng Anh Đào vốn không phục những gì mà Hạ Tưởng đã làm, còn muốn lý luận với Hạ Tưởng mấy câu, không ngờ đúng lúc Hoàng Kiến Quân tỏ rõ ý dựa dẫm vào Hạ Tưởng, Tề Hân Hoa và Phùng An Đào liếc nhau, lời đến miệng rồi lại nuốt trở vào. Còn gì để nói nữa, Chủ tịch quận Hạ thể hiện rõ chính là muốn nói cho bọn họ biết, điều chỉnh phân công công tác của mấy phó chủ tịch quận trong chính phủ hoàn toàn có thể do chủ tịch quận định đoạt. Hơn nữa hiện tại đã có 4 vị ủy viên thường vụ ở đây, dù có ở hội nghị thường vụ cũng là một lực lượng có thế lực, bọn họ vẫn là không cần làm chim đầu đàn. Hạ Tưởng đầu tiên khẽ gật đầu với Hoàng Kiến Quân, lại nói với Tề Hân Hoa và Phùng An Đào. Trước mắt mà nói, ba phó chủ tịch quận không thể thỏa mãn nhu cầu phát triển kinh tế quận Hạ Mã. Tôi đã đề nghị lên thành ủy xin tạm thời điều thêm hoặc đề bạt thêm hai phó chủ tịch quận đến quận Hạ Mã công tác, bổ sung lực lượng bộ máy chính phủ. Hân Hoa và An Đào, các anh nên làm gương cho phó chủ tịch quận mới lãnh đạo cho tốt. Ngụ ý chính là nếu làm tốt có thể trọng dụng, làm không tốt có thể sẽ bị điều chỉnh phân công công tác, ngồi dỗi sang một bên. Hạ Tưởng nói uyển chuyển nhưng kỳ thực mục đích rất rõ ràng. Trước tiên chính là muốn lấy mạnh mẽ, cứng rắn thu phục lòng người. Quận Hạ Mã không thể có sai sót. Hắn thấy trên mặt Tề Hân Hoa và Phùng An Đào có ý bất bình, liền nhấn mạnh một câu. Việc của quận Hạ Mã chẳng những liên quan tới đại sự của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, còn liên quan tới thành bại trong việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của thành phố Yến, cũng như liên quan tới chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, có thể đạt được bước thành công mấu chốt hay không, không thể sơ suất. Kinh tế không phát triển lên. Chính trị không thể duy trì cục diện ổn định đoàn kết, khiến thành phố và tỉnh đều mất hứng, đừng nói các anh, tiền đồ của tôi và bí thư Bách cũng đều giao hết vào quận Hạ Mã. Tề Hân Hoa và Phùng An Đào cuối cùng cũng tỉnh ngộ, một khi đề cập tới tiền đồ bản thân, một chút thông cảm đối với Lưu Đại Lai vừa rồi lập tức biến mất, vẻ mặt nghiêm nghị đáp. Vâng, Chủ tịch quận Hạ. Hạ Tưởng lại nói với Trần Thiên Vũ. Thiên Vũ, anh và Nguyên Thanh tiếp tục bàn bước tiếp theo sắp xếp công việc thế nào? Tôi có việc muốn bàn với đồng chí Kiến Quân. Tới văn phòng chủ tịch quận rồi, Hạ Tưởng cũng không khách khí, hỏi luôn. Cục trưởng Hoàng biết cục trưởng Tưởng Ngọc Hàm đúng không? Biết, là cục trưởng phân cục Bắc Thị, sao vậy, chủ tịch quận Hạ cũng quen biết cục trưởng Tưởng. Hoàng Kiến Quân ngạc nhiên, y chỉ biết Hạ Tưởng quan hệ tốt với Trần Phong, cũng nghe ngóng được Hạ Tưởng rất được Lý Đinh Sơn ủng hộ, các mối quan hệ khác thì không được rõ lắm. Tuy trong quan trường mối vòng vo nói lớn thành lớn, nói nhỏ thành nhỏ, nhưng không phải có thể mò ra gốc rễ của đối phương, nhất là người có cấp bậc không cao thì chỉ có thể nghe tin đồn mà không thể chứng thực được. Trong quan trường nghe đồn nhiều rồi, Hoàng Kiến Quân cũng không phải là người không có chủ kiến, vừa nghe thấy tiếng gió đã bảo là mưa. Hạ Tưởng không có trả lời câu hỏi của Hoàng Kiến Quân mà lại nói. Đồng chí Ngưu Kỳ thân là phó cục trưởng phân cục, dung túng con trai hành hung. Hơn nữa Ngưu Kim còn có tiền án trước đó, có thể nói là tội ác đầy mình. Tôi cho rằng, chẳng những nghiêm trị Ngưu Kim, đồng chí Ngưu Kỳ cũng không thích hợp đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo trọng yếu rồi. Anh có ý kiến gì với việc này không? Hoàng Kiến Quân giật mình kinh hãi, chủ tịch quận Hạ ra tay có chút độc ác, đầu tiên là trực tiếp dẹp một phó chủ tịch quận, giờ lại muốn hạ một phó cục trưởng phân cục, có phải quá cấp tiến, quá mạnh mẽ, cứng rắn? Với lại con trai của Ngưu Kỳ tuy rằng kiêu ngạo một chút, nhưng bản thân y cũng không phải sai phạm lớn, cũng không phải nói hạ thì có thể hạ luôn được. Ông ta không hiểu nói. Chủ tịch quận Hạ, vấn đề Ngưu Kim nhất định sẽ xử lý nghiêm túc, năng lực làm việc của Ngưu Kỳ là có, tuy rằng có không ít khuyết điểm nhưng về tổng thể mà nói, cũng coi là có đủ tư cách cán bộ. Đúng vậy không? Hạ Tưởng cười như không cười nói. 2 năm trước, Ngưu Kim đi đón bạn gái ở trường cao đẳng Tây Nam, uống rượu say đâm chết một nữ sinh. Lúc đấy rất nhiều học sinh muốn ngăn y lại đâm bị thương thêm 2 người. Cuối cùng sau khi bị ngăn lại, y hô to có bố là phó cục trưởng, còn nói y là Ngưu Kim, Ngưu là vênh váo ngút trời,
kim là kim cương, có bản lĩnh đi kiện y đi. Kết quả chuyện này cuối cùng không được giải quyết, chẳng những trường đại học đương sự giữ im lặng, còn bắt học sinh không được để lộ ra ngoài nửa câu. Sự tình cuối cùng xử lý ra sao, tôi không có hứng thú biết, cũng không có tâm trạng để nghe, tôi chỉ biết cuối cùng chỉ bồi thường cho sinh viên mấy vạn cho xong việc, và Ngưu Kim không bị xử phạt gì. Hạ Tưởng trên mặt tươi cười, kỳ thật là ẩn chứa một nỗi phẫn nộ. Nơi xảy ra sự việc là quận Bắc Thị, lúc đó Ngưu Kỳ chính là phó cục trưởng phân cục Bắc Thị. 2 năm sau, Ngưu Kỳ tới quận Hạ Mã, còn y cũng tới quận Hạ Mã diễu võ Dương Oai, hôm nay nếu không gặp được tôi, nói không chừng còn có thể lại xảy ra chết người. Đồng chí Kiến Quân, anh nói xem có đồng nghiệp như Ngưu Kỳ, anh không cảm thấy xấu hổ, tôi còn cảm thấy mất mặt. Còn nữa, trong quận thành Ngưu Kỳ có 5 ngôi nhà, tổng giá trị không dưới 1 tỷ, có muốn tôi kể địa điểm và diện tích đất của hắn ta cho anh nghe? Hay là để tôi chỉnh lý tài liệu rồi báo cáo lên Ủy ban Kỷ luật thành phố? Đến lúc đó anh còn mặt mũi hay là tôi còn mặt mũi? Ngưu Kỳ có hậu đài gì đó ở cục thành phố, hậu thuẫn gì tôi không quan tâm. Ông ta ở phân cục khác kiêu ngạo, ngạo mạn không chịu nổi cũng không liên quan đến tôi. Nhưng y không thể làm sằng làm bậy ở quận của tôi, y không rời khỏi quận Hạ Mã, tôi có đủ biện pháp khiến y một ngày cũng không được yên ổn. Giọng Hạ Tưởng không có gì nghiêm khắc, thậm chí có thể nói dường như có vẻ không để ý lời nói ra, nhưng trong lời nói lại lộ ra quyền uy, hàn ý. Hạ Tưởng không muốn nhiều chuyện, không muốn hao tâm tổn trí đi trị cha con Ngưu Kỳ, hắn hiện tại không có cái sinh lực ấy. Cũng biết muốn xử lý Ngưu Kỳ còn phải có cục thành phố đồng ý, thủ tục vừa rườm rà, vừa phải liên lụy tới không ít người, hắn càng không có thời gian. Hắn thầm nghĩ một cước đá Ngưu Kỳ văng ra, mắt không thấy tâm không phiền mới thôi. Hoàng Kiến Quận xuất thân là quân nhân, có thể nói so với người bình thường tâm trí càng kiên định hơn, nhưng hôm nay đối mặt với khẩu khí nhẹ nhàng trong giọng điệu của Hạ Tưởng, nói ra cũng là một sự thật tàn khốc, y cảm thấy lạnh hết sống lưng, gáy run lên. Trong lòng bồn chồn, nghĩ thầm chủ tịch quận Hạ quả thực là thần, mới vậy đã tra xét Ngưu Kỳ tường tận, hắn rốt cuộc làm như thế nào được vậy? Ngay cả Hoàng Kiến Quân cũng không biết của cải thật của Ngưu Kỳ, chủ tịch quận Hạ vừa mới tiếp xúc với Ngưu Kỳ chưa đến nửa ngày, làm thế nào đã mò ra rõ ràng. Hạ Tưởng nhận ra nghi vấn của Hoàng Kiến Quân, cũng không giải đáp, tiếp tục nói. Vấn đề của Ngưu Kỳ, tôi đã nói chuyện điện thoại với cục trưởng Tôn rồi, và đã nhất trí với thái độ của tôi. Cho Ngưu Kỳ một cơ hội, nếu ông ta chủ động nhận sai, xử lý Ngưu Kim theo pháp luật, chủ động rời khỏi tiền tham ô thì có thể cho hắn yên ổn về hưu. Hạ Tưởng cũng không phải không muốn nghiêm trị Ngưu Kỳ, hắn thật đúng là căm thù cha con Ngưu Kỳ đến tận xương tủy, hận không thể trực tiếp đem hai người bọn họ xử theo pháp luật. Chương 553, thay thế. Nhưng quận Hạ Mã vừa mới thành lập, có một số việc vẫn là nội bộ giải quyết tốt hơn, nếu lộ ra về sau sẽ tạo ảnh hưởng không tốt. Cũng sẽ rơi vào tay người khác, dễ thành chuyện cười cho những người có dụng tâm xấu chế giễu. Đại cục của quận Hạ Mã vẫn là giữ ổn định là chính, nhưng Hạ Tưởng cũng không cho phép chó mèo nào đến quận Hạ Mã đánh bong lấy tiếng. Bọn chúng muốn đánh bóng lấy tiếng nhưng không có bản lĩnh, không có chí khí, trên thực tế là đến bôi nhỏ quận Hạ Mã. Quận Hạ Mã tác động tầm nhìn của lãnh đạo hai cấp tỉnh và thành phố, thậm chí rộng khắp cả nước cũng có không ít anh em tỉnh thành khác quan tâm. Càng không muốn nói đến một số nhà kinh tế học cũng lấy quận Hạ Mã làm ví dụ thực tế để nghiên cứu. Đồng chí Kiến Quân, chúng ta mang trách nhiệm vô cùng quan trọng. Chúng ta đều đang cố gắng làm việc thực sự và mong muốn lập được thành tích, nhưng cũng có không ít người ôm suy nghĩ làm qua loa cho xong, thậm chí là mong vớt được tiền ở quận Hạ Mã. Bọn họ là chướng ngại vật của quận Hạ Mã, cũng là chướng ngại vật của chúng ta. Người như vậy mặc kệ là có hậu thuẫn gì, đầu tiên đừng nghĩ qua được cửa của tôi. Hạ Tưởng biết Hoàng Kiến Quân xuất thân là quân nhân, thích sự mạnh mẽ. Hắn liền nói một cách đanh thép, dõng dạc để kích thích ý chí chiến đấu của Hoàng Kiến Quân. Khi Hoàng Kiến Quân nghe Hạ Tưởng nhắc tới Tôn Định Quốc thì cũng là lúc biết được Hạ Tưởng đã nắm trong tay đại cục. Y đã tỏ ý dựa dẫm vào, lại bị lời nói của Hạ Tưởng kích cổ vũ sĩ khí, lập tức hưởng ứng lời của Hạ Tưởng, hùng hồn nói. Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của chủ tịch quận Hạ, nhất định sẽ cống hiến hết sức lực để kiến thiết quận Hạ Mã. Sau khi nói xong, y lại chần chừ một chút, vẫn là hỏi thăm dò. Chủ tịch quận Hạ với cục trưởng Tôn và cục trưởng Tưởng đều quen biết. Xem ra trong hệ thống công an cũng có không ít bằng hữu. Tôi và chú Tôn biết nhau nhiều năm rồi.
Hạ Tưởng chỉ nói về mối quan hệ với Tôn Định Quốc đến chừng đó, rồi lại nói. Với cục trưởng Tưởng cũng coi như có chút giao tình. Không gọi cục trưởng Tôn mà lại gọi chú Tôn, Hoàng Kiến Quân sao có thể không hiểu ám chỉ của Hạ Tưởng. Trong lòng hiểu thêm một bậc về mạng lưới quan hệ sâu rộng của Hạ Tưởng nên không còn nghi ngờ vì sao Hạ Tưởng lại điều tra ra Ngưu Kỳ chi tiết thế. Bất kể là Tôn Định Quốc hay là Tưởng Ngọc Hàm, muốn tra ra Ngưu Kỳ cũng không có khó khăn gì. Hoàng Kiến Quân càng kiên định lập trường theo sát Hạ Tưởng, vừa trẻ tuổi, lại có thủ đoạn, hơn nữa còn có quan hệ với Trần Phong và cục trưởng Tôn, hai nhân vật quyết định tiền đồ của y. Hạ Tưởng cũng nhìn ra niềm tin kiên định của Hoàng Kiến Quân đối với hắn, liền mỉm cười nói một cách nhẹ nhàng. Vấn đề của Ngưu Kỳ, để tôi tìm y nói chuyện hay là anh ra mặt? Hoàng Kiến Quân biết, do y ra mặt chẳng khác nào y công khai tuyên bố đứng về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đề nghị cũng là thử y lần cuối cùng, hắn liền kiên định gật đầu nói. Để tôi ra mặt được rồi, xin chủ tịch quận Hạ yên tâm, vấn đề bên trong hệ thống công an tôi nhất định sẽ xử lý tốt, sẽ không làm anh lo nghĩ. Hạ Tưởng mỉm cười hài lòng. Được, anh ra mặt là tôi yên tâm rồi. Hoàng Kiến Quân cũng nở nụ cười thành tâm. Hôm sau, cục thành phố cho người trực tiếp giải Ngưu Kim đi, giao cho phân cục Bắc thị thẩm tra xử lý. Ngưu Kỳ không đưa ra ý kiến phản đối, Ngưu Kim biết là chuyện xấu, một phen nước mắt nước mũi khóc không ngừng, kêu la bảo Ngưu Kỳ cứu y. Ngưu Kim cương ngày xưa xưng bá nhất trời, sau này cũng không thể có dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo nữa thì giống như đồ ăn hại. Ngưu Kỳ cũng hết vênh váo, ủ rũ không dám nói câu gì, chỉ nhắc đi nhắc lại với Ngưu Kim phải chủ động khai thật, tranh thủ hưởng khoan hồng. Buổi chiều cùng ngày, Ngưu Kỳ làm bản kiểm điểm sâu sắc tại đại hội phân cục và nhận quyết định xử phạt của cấp trên. Cùng lúc đó, Hạ Tưởng báo cáo với Bạch Chiến Mặc về vấn đề của Ngưu Kỳ, Bạch Chiến Mặc cũng chưa nói gì, việc đã đến nước này, Hạ Tưởng xử lý vô cùng viên mãn, y còn có thể nói gì. Hơn nữa Ngưu Kỳ lại do nội bộ hệ thống công an xử lý, y cũng biết Hạ Tưởng liên tiếp ra tay là để củng cố thế lực, thu nạp quyền lực, y vẫn ẩn giật nhẫn nhịn không bộc phát, cũng là vì y luôn chờ thời cơ. Bởi vì thời cơ của y sắp tới rồi, thứ tư tuần tới, nhà đầu tư của Văn Châu sẽ bay tới thành phố Yến, và ký kết hiệp nghị đầu tư với quận Hạ Mã, còn mang tới 5 tỷ vốn đầu tiên. Đến lúc đó, quận Hạ Mã sẽ có sự tăng vọt, bởi vì từ khi quận Hạ Mã thành lập tới nay, khoản đầu tư lớn nhất nhận được là 2 tỷ của tập đoàn Đạt Tài. Bây giờ 5 tỷ vào tay, uy danh khẳng định sẽ tăng lên. Việc nhỏ Hạ Tưởng ra tay chưa đủ để giành được thời cuộc. Chỉ có khoản vốn cách xù làm hậu thuẫn thì khi nói mới đầy đủ tự tin được. Có điều tâm lý tự đắc của Bạch Chiến Mặc không duy trì được bao lâu. Một ngày sau, Ủy ban Nhân dân quận lại chuyển tới một tin tức kinh ngạc. Phó Chủ tịch quận Lưu Đại Lai vì nguyên nhân sức khỏe nằm viện tĩnh dưỡng, nên xin quận ủy và Ủy ban Nhân dân quận nghỉ bệnh một thời gian dài. Sau khi Bạch Chiến Mặc nghe được tin, giận dữ, phản ứng đầu tiên là Hạ Tưởng ngấm ngầm giở trò ma mãnh sau lưng. Nhất định là hắn ép Lưu Đại Lai nhường chức, đang muốn gọi điện chất vấn Hạ Tưởng đã xảy ra chuyện gì lại nghe thư ký Phí Lập Quốc nói. Bí thư Bạch, chủ tịch quận Hạ đến. Bạch Mặc Chiến buông điện thoại xuống, vừa nghe Hạ Tưởng đến đã biết vì chuyện gì. Cũng không nghĩ nhiều, đứng lên mở cửa, đúng lúc thấy Hạ Tưởng đang tiến vào, y liền cười ha hả, giơ tay ra. Chủ tịch quận Hạ, mời vào. Phí Lập Quốc mở to hai mắt nhìn, nhìn cảnh tượng trước mắt một cách vô cùng buồn bực. Sao lại giống như ngược lại? Đáng lẽ là bí thư chức to hơn chủ tịch quận, sao bí thư Bạch biểu hiện giống như y thấp hơn chủ tịch quận Hạ một cái đầu? Phí Lập Quốc là thư ký chỉ định của Bạch Chiến Mặc, cũng là người mà khi Bạch Chiến Mặc làm việc ở thành ủy tín nhiệm nhất. Phí Lập Quốc là một người rất bảnh bao, dáng người cân đối, hình thể khỏe đẹp, đứng không thua kém gì vận động viên thể thao. Bạch Chiến Mặc bị ánh mắt của Phí Lập Quốc nhắc thình lình tỉnh lại, ý thức được y vừa thất thố. Ngay cả y cũng buồn bực, sao nghe Hạ Tưởng đến y không nghĩ gì liền đứng dậy chào đón, chẳng nhẽ là trong tiềm thức của y có tâm lý sợ Hạ Tưởng. Nhưng y là bí thư quận ủy, đường đường là nhân vật số một sao phải sợ Hạ Tưởng. Bạch Chiến Mặc bỗng cảm thấy y hơi bất lực, phản ứng vừa rồi có chút quá nhạy cảm, có phần thất thố. Y liền cảm thấy có chút vô vị, cười ngượng, quay người đi vào trong. Hạ Tưởng cũng nhận ra Bạch Mặc Chiến thất thố. Cũng không nói gì đi theo sau vào văn phòng của y, mở miệng nói. Bí thư Bạch, có chuyện tôi phải báo cáo với ngài. Bạch Mặc Chiến lại tỏ ra quyền uy của nhân vật số 1, thản nhiên, ồ, một tiếng nói.
Có phải về việc đồng chí Lưu Đại Lai xin nghỉ bệnh không? Chủ tịch quận hạ, không phải tôi phê bình anh, một phó chủ tịch quận xin nghỉ bệnh dài ngày, chuyện lớn như vậy anh cũng không thông qua tôi trước, có phải nên nói một tiếng không? Rõ ràng là giọng điệu chất vấn Hạ Tưởng. Sắc mặt Hạ Tưởng không thay đổi, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Bí thư Bạch, không phải tôi không báo cáo với anh trước, thật sự là tôi không rõ chuyện gì xảy ra. Là đồng chí Lưu Đại Lai đột nhiên công kích bất ngờ, lúc đấy tôi đã kinh ngạc, trong lúc quan trọng xin nghỉ bệnh thực chất là hành động bỏ gánh. Tuy nhiên sau khi nghe đồng chí biết tình hình nói, quả thật là sức khỏe của đồng chí Lưu Đại Lai không tốt, bệnh huyết áp cao tái phát. Bí thư Trần Phong chỉ thị là, công tác cách mạng không phải là phải bệnh phải chết trên cương vị công tác mới có giá trị, mà là phải dùng trí tuệ làm việc, dùng đầu óc làm việc. Tôi liền đại diện Ủy ban Nhân dân quận đồng ý cho đồng chí Lưu Đại Lai nghỉ. Chúng ta không thể để đồng chí lão thành cả đời làm việc vì đất nước mệt ngã ngay trên cương vị công tác được, chẳng những có vẻ chúng ta không có tình người, còn khiến mấy đồng chí trẻ tuổi mất đi niềm tin. Một phen nói trực tiếp phá hỏng những trách móc của Bạch Chiến Mặc, y há há miệng, bỗng nhiên phát hiện cái gì cũng bị Hạ Tưởng nói rồi, y tức giận mà không phát ra ngoài được, có câu hỏi không hỏi được, khó chịu giống như bị sặc nước, lại ho khan cũng không ho được. Hơn nữa Hạ Tưởng còn đem chuyện Trần Phong khi thành lập đại hội đã nói chuyện với y ra kích thích y, càng làm cho y như mắc ở hầu thiếu chút nữa là đập bàn nhảy dựng lên, chỉ có điều thân là bí thư, là nhân vật số một, dễ nổi nóng là biểu hiện không tự tin, nói không chừng chúng quỷ kế của Hạ Tưởng, y liền kiềm chế cơn giận trong lòng, miễn cưỡng cười nói. Chủ tịch quận hạ nói đúng, quận hạ mã vừa mới thành lập, nếu để xảy ra hiện tượng cán bộ làm việc đến bệnh thì hai chúng ta đều không có cách nào giải thích với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Khi nào không bận, tôi cũng tới bệnh viện thăm hỏi đồng chí Lưu Đại Lai một chút, đại diện quận ủy và ủy ban nhân dân quận an ủi ông ấy một chút. Hạ Tưởng thấy bản lĩnh nhẫn nhịn của Bạch Chiến Mặc cũng không tồi, cười thầm, nói. Còn có một việc chính là, hiện nay cán bộ ủy ban nhân dân quận không đủ. Cần phải đề xuất thành ủy cử hai cán bộ đắc lực tới tăng cường bộ máy chính phủ. Tuy là việc ở Ủy ban Nhân dân quận nhưng bởi vì đề cập tới vấn đề nhân sự, tôi thấy vẫn là bí thư Bạch đại diện cho thỏa đáng. Bạch Chiến Mặc trong lòng lấy lại chút đắc ý, nghĩ thầm bất kể Hạ Tưởng ngươi có là hao tâm tổn sức để chuyển Lưu Đại Lai đi không, nhưng phân công chọn người lại từ đầu thì vẫn phải bí thư tôi ra mặt định đoạt. Tôi và phó bí thư thảo luận lại xếp người mình vào Ủy ban Nhân dân quận. Mưu kế của ngươi coi như uổng phí. Y như ngồi trên cao liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, chủ tịch quận đúng là chủ tịch quận, không có quyền lực nhân sự thì có gây sức ép gì cũng không vượt qua y. Một lần nữa lấy lại sự tự tin, Bạch Chiến Mặc liền đáp ứng một câu. Được, để không ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của Ủy ban Nhân dân quận, tôi sẽ lập tức viết báo cáo xin thành ủy chỉ định ứng cử viên làm tân phó chủ tịch quận. Trong khi nói, y cố tình liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Hạ Tưởng lại tiếp tục nói. Thứ tư tuần tới, nhà đầu tư Nguyên Minh Lượng sẽ đến thành phố Yên ký kết hiệp nghị, đến lúc đó sẽ do tôi đại diện tiếp đón, ý của anh thế nào? Bạch Chiến Mặc giọng điệu nửa thương lượng, nửa quả quyết, chủ yếu là không để Hạ Tưởng hoài nghi. Hạ Tưởng vốn không muốn nhúng tay vào vụ 20 tỷ đầu tư, là Bạch Chiến Mặc sợ hắn chiếm công nên mới cho hắn ở vòng ngoài đàm phán. Hạ Tưởng vốn đã tính toán kính trọng nhưng giữ khoảng cách đối với nhà đầu tư Từ Văn Châu, không muốn có can hệ gì, thấy phản ứng phòng bị hắn quá độ của Bạch Chiến Mặc, trong lòng cười thầm. Tiền vốn ban đầu chính là Bí Thư Bạch mang tới đương nhiên là do Bí Thư Bạch ra mặt tiếp đón, nếu cần sự phối hợp phía chính phủ, Bí Thư Bạch cứ chỉ bảo là được. Thái độ của Hạ Tưởng rất nghiêm chỉnh khiến Bạch Chiến Mặc không tìm ra điểm xấu nào. Bạch Chiến Mặc coi như vừa lòng. Gọi điện cho Bí Thư Thành ủy Trần Phong trước mặt Hạ Tưởng, đưa ra thỉnh cầu điều phái hai phó chủ tịch quận. Tiếng Trần Phong đủ vang để Hạ Tưởng cũng nghe được rõ ràng. Thành ủy họp nghiên cứu, chọn người càng sớm càng tốt. Hạ Tưởng trở lại phòng làm việc, ngồi trên ghế một hồi, mỉm cười thỏa mãn. Do Bạch Chiến Mặc ra mặt đề xuất với Thành ủy điều phó chủ tịch quận, nếu cuối cùng điều tới là người của hắn, Bạch Chiến Mặc cũng không nói được lời nào, hắn cũng không quan tâm. Hoạt động của thành ủy rất nhanh, hai ngày sau đã chọn được hai phó chủ tịch quận. Một người là Khúc Nhã Hân, người còn lại là Ngô Cảng Đắc, hai người đều là đồng nghiệp của Hạ Tưởng trong tổ cải tạo thôn nội đô, có thể nói, hoàn toàn là thân tín của Hạ Tưởng. Bạch Mặc Chiến tra được chi tiết hai người thì choáng váng, mắc bẫy rồi, Hạ Tưởng dùng kế di hoa tiếp mộc thay thế,
dẹp người không nghe lời, điều người của hắn tới, liền vội vàng gọi điện cho Phó Tiên Phong, Phó Tiên Phong chỉ trả lời một câu. Hạ tưởng đã đặt một cái hố tốt, chẳng phải chính anh muốn nhảy vào sao, trách ai. Không cần chuyên tâm vào đấu tranh nội bộ ủy ban nhân dân, tập trung vào vốn đầu tư 20 tỷ, lấy lợi ích kinh tế để nói chuyện. Buông điện thoại, Bạch Chiến Mặc mới biết mình mắc lừa Hạ tưởng, không ngừng tức giận, vẻ mặt xa sầm lại, ngồi ở ghế tựa nửa ngày không nhúc nhích nửa phân. Ngày 10 tháng 9 năm 2003, thứ tư, Bạch Chiến Mặc tiếp đón nhà đầu tư Nguyên Minh Lương đến từ Văn Châu trao đổi công việc. Cùng lúc đó, Hạ tưởng triệu mở hội nghị chính phủ thường vụ, giới thiệu ngắn gọn hai phó chủ tịch quận với mọi người và phân công lại công tác. Phó chủ tịch quận Ngô Cảng Đắc phân công quản lý thu hồi và giải phóng mặt bằng, phó chủ tịch quận Khúc Nhã Hân phân công quản lý văn hóa giáo dục và vệ sinh. Mặc dù hai người phân công công tác quản lý không trọng yếu nhưng cảm xúc của hai người vẫn như lúc đầu, đối với Hạ tưởng cảm kích không nói lên lời. Hơn 2 năm rồi, không ngờ Hạ tưởng còn nhớ rõ về bọn họ, khi có vị trí tốt vẫn nhớ mà đề bạt bọn họ. Hơn 2 năm bọn họ rất ít liên hệ với Hạ tưởng, càng không có gì lui tới. Sau khi Hạ tưởng thăng chức, đảm nhiệm chủ tịch quận vẫn không quên bọn họ, quả thật khiến hai người vô cùng cảm động. Khúc Nhã Hân một chút cũng không lộ vẻ già hơn, vẫn là hình tượng đoan chính, ngồi ngay ngắn, mắt nhìn không chấp Hạ tưởng càng ngày chín chắn đang ngồi trên ghế cao, cảm thấy các động tác giơ tay nhấc chân của hắn đều tràn đầy phong độ nam tính. Hạ tưởng trong cảm nhận của cô là một hình tượng hoàn mỹ, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại đối xử với mọi người rất đúng đắn, không tham không ác, đối với cô đã từng giúp đỡ mấy lần, lại chưa từng có ý nghĩ linh tinh. Cũng được coi là lão làng trong chính trường. Khúc Nhã Hân không phải chưa từng thấy cấp trên háo sắc, cũng không phải là chưa từng nhận được gợi ý hiến thân là có thể thăng chức. So sánh Hạ tưởng với một đám quan tham ngồi không mà hưởng, quả thực là một trời một vực. Ngô Cảng Đắc cũng hai mắt đăm đăm nhìn Hạ tưởng nói chuyện trên khán đài, trong đầu có một ý nghĩ quẩn quanh sĩ nguyện chết vì chi kỷ. Về sau chỉ cần chủ tịch quận Hạ nói một câu, dù núi đao biển lửa y cũng không từ chối. Y tự biết không có tình cảm qua lại gì với Hạ tưởng. Sau khi Hạ tưởng rời khỏi tổ cải tạo thôn nội đô, y thấy Hạ tưởng từng bước thăng chức, chỉ biết khoảng cách giữa y và Hạ tưởng càng ngày càng xa, về sau có lẽ không còn cơ hội làm chung rồi. Không ngờ cơ hội từ trên trời rơi xuống, Ngô Cảng Đắc còn có một cảm giác như chó ngáp phải ruồi, y không ngờ được đề danh làm phó chủ tịch quận Hạ Mã. Sao có thể, y không có chỗ dựa cấp trên vững chắc, Trần Phong cũng lãnh đạm với y, nói không chừng sớm đã quên y. Y ở tổ cải tạo thôn nội đô làm việc cũng khá, nhưng cơ bản là không có lý tưởng, được ngày nào hay ngày ấy, đối với tiền đồ cũng không ôm hy vọng. Ai ngờ niềm vui từ trên trời rơi xuống khi đột nhiên y được ban tổ chức cán bộ gọi tới nói chuyện, nói là có ý đề xuất y đảm nhiệm phó chủ tịch quận Hạ Mã. Ngô Cảng Đắc trong nháy đã bị niềm vui bất ngờ đánh hôn mê, nửa ngày không kịp phản ứng lại. Về sau y mới biết đó là kết quả hoạt động ngấm ngầm của Hạ tưởng. Ngô Cảng Đắc tính cách vốn láu táu, tôn sùng lợi ích trên hết, lợi ích giữa người và người là lớn nhất, không có mối quan hệ gì đáng nói. Nhưng lúc này đây, sau khi y biết được chân tướng sự việc, một mình chạy tới nhà vệ sinh khóc sảng khoái một hồi, khóc cho chính mình cuối cùng trở lên nổi bật, dốc sức làm việc nửa đời người trong quan trường, khi không thấy một chút hy vọng nào thì không ngờ có thể lên làm phó chủ tịch quận, quả thực là kỳ tích trên trời rơi xuống. Thứ hai là khóc vì cả đời lăn lộn không có một bằng hữu tri kỷ nào, lại là người không ngờ tới là Hạ tưởng kéo y một phen, cho y rất nhiều niềm vui bất ngờ, trong lòng dâng trào cảm xúc, coi Hạ tưởng là quý nhân lớn nhất cả đời y. Ngô Cảng Đắc giờ này đã khắc sâu lòng trung thành tận tâm đối với Hạ tưởng, tuyệt đối không hài lòng. Hạ tưởng nói chuyện xong, dùng ánh mắt ra hiệu Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân, nói. Phó chủ tịch quận Ngô và phó chủ tịch quận Khúc cũng nói mấy câu. Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân liền nói đơn giản mấy câu. Đầu tiên là tự giới thiệu, còn nói vô cùng cảm ơn thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố và quận ủy ban nhân dân quận, cuối cùng biểu hiện quyết tâm. Nói chung bình thường, không có gì đặc biệt mới cả. Trong khung cảnh đó chính là cần không có gì mới để người ta không bới ra được vấn đề. Sau khi tan họp, Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân lại đến văn phòng của Hạ tưởng nói mấy câu cảm ơn. Hạ tưởng khách khí vài câu rồi giao cho họ những hạng mục quan trọng. Công việc của Nhã Hân còn đỡ một chút, làm quen trước, hiểu rõ tình hình. Quận Hạ Mã vừa mới thành lập, trường học và bệnh viện cũng không nhiều, đúng lúc đang cần cô đẩy mạnh mở rộng.
chủ yếu là công việc của Cảng Đắc có khó khăn, cũng có tính khiêu chiến. Yêu cầu của tôi là, làm hết khả năng có lý có căn cứ mà mình có để giải phóng mặt bằng, và tuyệt đối không được cưỡng ép di rời, càng không được để xảy ra mạng người, nếu không tôi sẽ hỏi tội anh. Ngoài ra, nếu thật có chuyện điêu dân gây rối, cũng cần phải nắm giữ chứng cứ rồi áp dụng pháp luật. Tôi tin kinh nghiệm công tác của các anh ở tổ cải tạo thôn nội đô hoàn toàn có thể giải quyết được những chuyện xảy ra trong quá trình giải tỏa và giải phóng mặt bằng. Ngô Cảng Đắc nói lời từ trong đáy lòng. Chủ tịch quận hạ, tiền đồ của tôi là do anh cho, anh nói gì, chúng tôi làm thế. Nếu có điểm gì không hài lòng, anh cứ mắng, cứ đánh. Nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ, không cần anh nói, chính tôi sẽ cuốn chiếu về nhà. Hạ Tưởng cười mắng một câu. Không tham gia chủ nghĩa bè phái, cũng không nên có kiểu tôn sùng cá nhân. Anh làm việc vì quận Hạ Mã, phải nhớ kỹ thân phận của mình là phó chủ tịch quận, không thể bôi nhỏ quận Hạ Mã. Có hai thuộc hạ như Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân, Hạ Tưởng yên tâm hơn rất nhiều, hoàn toàn có thể với tay đối mặt con số 20 tỷ vốn lưu động sắp đến. Buổi chiều vừa đi làm, Hạ Tưởng còn chưa kịp hỏi Han Hoàng Vĩ Cương công việc buổi chiều sắp xếp thế nào, tiếng chuông điện thoại liền rộn ràng vang lên. Trong điện thoại vọng ra tiếng thở hổn hển của Lam Miệt. Mau, mau, cô bé Lê sắp sinh rồi, ở bệnh viện 2. Chương 554, cha nào con nấy. Việc lớn, con trai sắp sinh đương nhiên là việc đại sự rồi. Hạ Tưởng chỉ kịp nói với Hoàng Vĩ Cương một tiếng, vội vàng lái xe rời khỏi tòa nhà quận ủy, chạy một mạch tới bệnh viện số 2. Tới tầng 3 khoa sản rồi, Tào Thù Lê đã được đưa vào phòng sinh, bên ngoài là một đám người đang đợi. Hạ Tưởng chỉ nhìn thoáng qua đã giật mình, sao nhiều người đến vậy? Hơn nữa đều là người quen gần đây không mấy gặp mặt như thế. Một người mặc váy liền màu tím nhạt, vóc dáng xinh xắn chính là Nghiêm Tiểu Thì, một thời gian ngắn không thấy cô, qua ánh nắng mùa hè cô vẫn như vậy, làn da trắng nõn, không thấy một chút gì là cháy nắng. Áo phông, quần bò vô cùng đơn giản là cổ ngọc. Người đẹp như ngọc, quần áo đơn giản cũng không che giấu được vẻ đẹp trời sinh. Nhất là làn da như ngọc, lúm đồng tiền như hoa, tuyệt đối là quang cảnh đẹp nhất. Càng làm Hạ Tưởng không ngờ tới là một người trang điểm tinh xảo, phấn dặm hơi đậm một chút, trang phục mê người, hóa ra là Thu Viên. Nếu nói Nghiêm Tiểu Thì và cổ ngọc xuất hiện, mặc dù ngoài dự đoán nhưng còn có lý. Thu Viên xuất hiện tuyệt đối khiến Hạ Tưởng hoàn toàn giật mình, vì một thời gian dài hắn với Thu Viên không có qua lại gì. Trong số những người đó, Lam Miệt mặc chiếc váy xanh lam. Tuy không phải thu hút mắt nhìn nhất nhưng nhìn cô như một cây thanh trúc, mang nét thanh xuân không ai bì kịp. Lam Miệt đi tới trước mặt Hạ Tưởng, kéo Hạ Tưởng tới chỗ không người, nói nhỏ. Đừng trách tôi, thật là không thể trách tôi. Tôi chỉ là trong tình thế cấp bách gọi điện cho Phương Cách. Kết quả là cổ ngọc biết, cổ ngọc đã biết không rõ thế nào khiến Nghiêm Tiểu Thì cũng biết. Lại rất không may, Nghiêm Tiểu Thì đang đi cùng Thu Viên liền đi cùng vào đây. Làm sao với làm sao? Lộn xộn, Hạ Tưởng không lòng dạ nào bận tâm tới mấy việc này, liền hỏi. Thế nào, bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ nói không vấn đề gì, vị trí thai nhi rất tốt, thuận sản. Khi nói Lam Miệt liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Anh phải cảm tạ tôi, vì quan tâm chăm sóc đặc biệt tới cô bé Lê mà tôi là người chưa kết hôn đã không khác gì chuyên gia phụ sản rồi, tôi chịu thiệt thòi quá. Cô nói thiệt thòi cái gì? Hạ Tưởng không thể lý giải lối suy nghĩ của Lam Miệt. Để nhắc cô trước chuẩn bị vào trạng thái đó, cũng như là bé Lê làm tấm gương cho cô theo khóa học làm mẹ sinh động, về sau sinh con thì như ngựa quen đường cũ rồi. Lam Miệt ngại đỏ mặt. Tôi cũng không phải sinh lần hai, làm sao có thể nói ngựa quen đường cũ. Anh có biết ăn nói không đấy? Mẹ của Hạ Tưởng là Trương Lan đi tới, mắt nhìn Nghiêm Tiểu Thì và cổ ngọc, hơi lo lắng nói. Anh cả. Mấy cô kia là ai? Các cô ấy là bạn của anh hay của Thù Lê? Tôi thấy ai cũng rất xinh đẹp, nhưng quá xinh đẹp khiến người ta có chút lo lắng. Hạ Tưởng biết mẹ lo lắng cái gì, vội giải thích. Các cô ấy là bạn của con, cũng là bạn của Thù Lê, là bạn cũng được mấy năm rồi, Thù Lê cũng biết. Trương Lan mới nhẹ nhõm hơn nhưng vẫn lắc đầu nói. Anh đã thành gia lập nghiệp, phải hết sức chú ý, ở cùng một chỗ với nhiều cô gái xinh đẹp dễ mắc sai lầm. Hạ Tưởng cũng chỉ biết ngại mà ho khan một tiếng. Không việc gì, con lập trường rất kiên định. Không ngờ mẹ lại nói một câu nữa. Nhược Hàm, cô gái ấy vẫn ở thành phố à?
mẹ rất thích con trai của cô ấy, khi nào rảnh, gặp lại cô ấy thì tốt. Hạ Tưởng thấy trong mắt mẹ có chút nghi vấn, nghĩ thầm chỉ sợ mẹ hoài nghi quan hệ giữa hắn và Liên Nhược Hạm, nghĩ một hồi lại nói. Thù Lê sinh con xong, cô ấy phải đến thăm chứ? Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, đến lúc đó ôm hai bé trai, đã có thể vui như hoa nở rồi. Bà mẹ vui mừng nói, cũng không biết có cố ý hay không, lại nói một câu. Liên Hạ và Hạ Đông cách nhau hơn một tuổi, anh có một người con nuôi, bây giờ lại có con đẻ, cả hai đều phải được thương yêu, không được thiên vị. Hạ Tưởng thấy Lam Miệt cũng nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, liền vội vàng chuyển chủ đề. Ba con cũng biết rồi à? Biết rồi, đang tới rồi, một tiếng đồng hồ nữa là tới nơi. Bà mẹ tươi cười rạng rỡ. Em trai anh cũng tới, nó không yên tâm để ba anh đi một mình liền lái xe đưa ông ấy tới. Em anh cũng thật vui tính, nói anh sinh con trai, áp lực cũng nó cũng giảm bớt. Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười, suy nghĩ của ba hắn là có con trai không có cháu trai không tính là cắm rễ, có cháu trai nhà họ Hạ mới chính thức là có người thừa kế. Tuy nhiên ba hắn cũng tiến bộ, đã sớm nói với hai anh em là một người sinh con trai là được, không bắt buộc cả hai phải sinh con trai. Sự ra đời của Hạ Đông giúp Hạ An giảm được không ít áp lực. Hạ Thiên Thành và Hạ An mỗi người vui một kiểu. Lại đợi một lúc, bên trong không có động tĩnh gì, Hạ Tưởng có chút lo lắng. Nghiêm Tiểu thì liền chậm chậm bước tới trước mặt hắn. Đầu tiên gật đầu với Trương Lan, chào một tiếng. Cháu chào bác. Lại nói với Hạ Tưởng. Là lúc anh đáng nên sốt ruột rồi, phụ nữ mang thai 10 tháng, nhưng anh nhẹ nhõm 10 tháng, làm ba có dễ làm. Hạ Tưởng liền cười. Tôi chủ yếu lo lắng là đứa con không vội chào đời, chẳng nhẽ nó không thích ba mẹ hắn. Cổ Ngọc không biết từ khi nào đã đi tới phía sau Hạ Tưởng, lấy ngón tay chọc vào lưng hắn, nói. Tôi là người tới bệnh viện đầu tiên nên tôi muốn làm mẹ nuôi của thằng bé, anh không thể từ chối. Nghiêm Tiểu thì che miệng cười, cũng thêm vào. Tính thêm tôi nữa là được rồi. Còn có tôi nữa, các chị làm sao giống mẹ thằng bé như tôi, trực tiếp chăm sóc mẹ thằng bé 10 tháng, bằng với gián tiếp chăm sóc nó 10 tháng, làm mẹ nuôi của nó mới là đúng nhất. Lam Miệt sợ không đủ náo nhiệt cũng tiến lại. Hạ Tưởng nhức đầu. Không được, tuyệt đối không được. Để con tôi có mấy người mẹ nuôi xinh đẹp, chẳng phải là phát triển thẩm mỹ của nó quá sớm sao? Mỹ nữ xung quanh không có lợi cho sự trưởng thành dậy thì của trẻ nhỏ. Mấy mỹ nữ đều cùng nhau cười phá lên. Thu Viên hơi ngại Hạ Tưởng không hoan nghênh cô, chỉ đứng từ xa quan sát không dám lại gần. Hạ Tưởng không muốn làm cô khó xử. Và lại từ sau khi Thu Viên bị Mai Hiểu Lâm đả kích đã bớt đi không ít, liền mỉm cười gật đầu với cô. Cảm ơn cô đã tới thăm Thù Lê. Thu Viên được quan tâm, vừa mừng vừa lo, vội xua tay. Chủ tịch quận Hạ khách khí quá, tôi không mời mà tới không lấy làm phiền đã tốt rồi. Trương Lan đứng một bên tặc lưỡi, con mình thật là lợi hại, mấy mỹ nữ vây quanh, còn có mỹ nữ dường như sợ làm hắn mất hứng vậy. Trong lòng bà không khỏi tự hào. Tất cả các bà mẹ có con trai đều có tâm lý giống nhau, đều hy vọng con mình được người đẹp thích, tuyệt nhất là có mấy mỹ nữ thích. Quả thật tâm tư giống với mấy bà mẹ có con gái vậy, cũng muốn con mình được trăm nhà cầu xin gả cưới. Cổ Ngọc quấn quýt lấy Hạ Tưởng nói không ngừng, có Cổ Ngọc ở đó, Nghiêm Tiểu thì không che nổi miệng vào đành phải đứng bên che miệng cười, xem Cổ Ngọc quấy rầy Hạ Tưởng như thế nào. Hạ Tưởng muốn ứng phó qua loa với Cổ Ngọc cũng không được, liền hỏi tình hình tổ lãnh đạo gần đây. Cổ Ngọc vẫn còn công tác ở tổ lãnh đạo, không đến quận Hạ Mã làm việc, bởi vì công việc của cô gần đây khá thuận lợi, cô tạm thời không muốn rời khỏi tổ lãnh đạo. Không rời đi vừa đúng hợp ý Hạ Tưởng, hắn cũng không muốn Cổ Ngọc theo tới quận Hạ Mã. Hiện tại chính trị quận Hạ Mã không ổn định, kinh tế không có trật tự, không thích hợp với Cổ Ngọc. Tổ lãnh đạo hiện tại do An Giật Hưng chủ quản, Bành Mộng Phàm giúp đỡ. Thực tế An Giật Hưng gần như bỏ đó không quản lý. Việc lớn việc nhỏ đều do Bành Mộng Phàm định đoạt. Mặt khác Phương Lâm Kiệt cũng chính thức làm trưởng phòng tổng hợp 1, Phương Cách làm phó trưởng phòng. Đối với Phương Cách mà nói, xem như bước tiến đáng mừng đầu tiên. Phương Cách cũng đề xuất với Hạ Tưởng muốn đến quận Hạ Mã, nhưng Hạ Tưởng không đồng ý, hắn cảm thấy Phương Cách vẫn nên làm ở tỉnh ủy thêm 1 năm, sau đó đến một huyện bình thường làm 2 năm lấy kinh nghiệm, chứ không nên đến quân Hạ Mã hỗn tạp. Ý của Hạ Tưởng với Phương Tiến Giang không hẹn mà trùng hợp, vì thế Phương Cách cũng chỉ còn cách ở lại tổ lãnh đạo. Tiếp theo,
Hạ Tưởng lại hỏi Nghiêm Tiểu thì mấy câu về tình trạng cung văn hóa thành nữ chuyện xưa. Cung văn hóa thành nữ chuyện xưa hiện nay đã chính thức khánh thành, triển vọng tốt, chẳng những lô vé vào cửa đầu tiên đã bán hết, còn nhận được rất nhiều điện thoại yêu cầu phỏng vấn của nhiều đài truyền hình, bằng với việc đem lại không ít cơ hội tuyên truyền miễn phí. Là khu vui chơi lớn đầu tiên lấy việc phát huy truyền thống văn hóa dân tộc Trung Hoa làm chủ đề, so với các bộ phim Hàn Quốc đang chiếu hot khắp mọi nơi, giống như ánh dương sáng lệ giữa sự thờ ơ nặng nề, phá tan mọi sự chú ý bị ô nhiễm của con người, mang đến một làn gió tươi mát. Cũng khiến rất nhiều người nhìn nhận lại, coi trọng lại lịch sử chính thống của dân tộc Trung Hoa, nhận rõ ra chính mình sớm đã là chủ, chẳng những là chủ nhân mấy nghìn năm của lịch sử, bây giờ cũng vậy. Sớm đã không phải làm nô tài, cúm núm nịnh bợ hơn 100 năm trước. Không chỉ có như thế, đạo diễn nổi tiếng cả nước Cương Hiểu Phùng và Mao Di Trương thấy khí thế và cảnh tượng trong cung văn hóa, đã đề xuất thuê sân để quay hai bộ phim lịch sử lớn. Phim của Cương Hiểu Phùng tên là Ăn Cơm Chiều, của Mao Di Trương là Sau Hoa Của Tôi Trăm Hoa Nở. Nghe nói đều đầu tư rất lớn, muốn quay thành phim điện ảnh hạng nhất Trung Quốc. Hạ Tưởng nghe xong cũng vô cùng hào hứng. Cương Hiểu Phùng và Mao Di Trương là hai đạo diễn nổi tiếng nhất cả nước, không phim nào không gây ảnh hưởng lớn. Chỉ cần hai bọn họ ra tay, việc tuyên truyền cho cung văn hóa vô cùng có lợi, thậm chí không cần mất tiền quảng cáo, danh tiếng của cung văn hóa sắp được cả thiên hạ biết rồi. Mặc dù ở đời sau Hạ Tưởng không có xem qua hai bộ phim lịch sử, Ăn Cơm Chiều, và Sau Hoa Của Tôi Trăm Hoa Nở, nhưng nghe nói âm thanh, hình ảnh rất tuyệt. Sau khi xem chắc chắn làm cho người ta kinh ngạc đến quên cả tình tiết, nhưng hai bộ phim này ảnh hưởng rộng rãi thế nào trước mắt chưa biết, bất kể hai bộ phim là bom tấn hay lịch sử, có thể tuyên truyền cho cung văn hóa thành nữ thì đều là phim tốt. Hạ Tưởng liền cảm thấy vui vì thành công của Nghiêm Tiểu Thì. Nghiêm Tiểu Thì cười híp mắt, mắt lại chuyển sang nhìn Hạ Tưởng nói. Sau này cung văn hóa thành nữ chuyện xưa đi vào quỹ đạo, dự định của tôi là đến quận Hạ Mã tìm kiếm dự án mới. Chủ tịch quận Hạ, đến lúc đó anh phải nể mặt người bạn thân cũ chiếu cố một chút nhé. Hạ Tưởng vội nói. Tôi có đề xuất cô đến thủ đô một thời gian, xem các cơ hội kinh doanh của thủ đô, thuận tiện học cho xong bài vở, nếu không Cốc lão có ý kiến với cô rồi. Tôi có thể hoàn thành bài vở trong 3 tháng ở thủ đô thì phát hiện được cơ hội kinh doanh gì. Hay là vậy đi, chỉ bằng ở lại thành phố Yến mà mua nhà ở quận Hạ Mã, vừa tìm kiếm cơ hội kinh doanh, vừa hoàn thành bài vở, thế nào? Hạ Tưởng cố nhìn xung quanh nói. Cô và Á Nam có tiến triển không? Nghiêm Tiểu Thì trừng mắt nhìn Hạ Tưởng trách. Tôi và anh nói chuyện nghiêm chỉnh, anh lại hỏi việc riêng của tôi, chủ tịch quận Hạ không hoan nghênh đầu tư. Tề Á Nam trong quá trình hợp tác với Nghiêm Tiểu Thì lâu ngày nảy sinh tình cảm triển khai tấn công. Thật ra Hạ Tưởng cũng không biết chuyện này, là do Cổ Ngọc vô tình lộ ra, Hạ Tưởng vẫn giữ thái độ lạc quan đợi kết quả thành công. Nhưng về sau chuyện này thế nào, hắn cũng chưa biết, vừa hay hôm nay hỏi Nghiêm Tiểu Thì vài câu. Nghiêm Tiểu Thì qua cơn giận lại cười khanh khách liếc nhìn Cổ Ngọc một cái, lại nói. Anh hỏi Cổ Ngọc sẽ biết. Cổ Ngọc có lúc phức tạp, có lúc lại vô cùng đơn giản, cô lập tức đáp. Chị Nghiêm không thích Tề Á Nam, chị ấy nói Tề Á Nam không phải là mẫu người của chị ý, không có hương vị mà chị ý thích. Đàn ông cũng không phải là đồ ăn, làm sao có hương vị. Hạ Tưởng cười nói. Bất luận như thế nào, phải đúng đối tượng mới được. Phụ nữ không thể miễn cưỡng bản thân mình, càng không thể để thiệt thòi chính mình. Nghiêm Tiểu Thì nói. Tôi không ăn bám đàn ông, lại càng không muốn gả vào gia đình quyền quý thỏa mãn hư vinh. Tôi có thể tự kiếm tiền nuôi mình, cũng kiếm được không ít, một mình cũng rất tự do tự tại. Nếu không tìm được người thích hợp, cũng không cần phải cưới bằng được. Đúng, chị Nghiêm và tôi nghĩ giống nhau. Cổ Ngọc cũng thêm vào. Tôi cảm thấy người đàn ông tốt bất luận ít nhưng nhất định có, kiên nhẫn chờ đợi là được, nếu không đợi được, một mình tự do tự tại cũng rất tốt, mọi chuyện theo ý mình, không bị chuyện gia đình làm khổ. Chương 555, nhiều việc cùng lúc bắt đầu. Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc có hạnh phúc khác nhau, mỗi người có sự không hạnh phúc khác nhau. Hạnh phúc của Nghiêm Tiểu Thì là có cha mẹ yêu thương nhau, nhưng bất hạnh của cô là quan hệ giữa cô và cha mẹ bình thường. Bởi vì Hạ Tưởng chưa bao giờ nghe cô chủ động nói về cha mẹ cô như thế nào. Hạnh phúc của Cổ Ngọc là cô có ông nội hai người nương tựa vào nhau, bất hạnh của cô là cha mẹ mất sớm. Điểm giống nhau giữa hai cô đều là tư tưởng gia đình không mạnh mẽ, hơn nữa đều có khả năng kiếm tiền, tính cách độc lập,
không muốn dựa vào đàn ông. Người phụ nữ không chịu ỷ lại vào đàn ông, sự tin tưởng vào đàn ông cũng khó khăn. Cổ Ngọc cũng luôn quan tâm tới tình hình quận Hạ Mã, đột nhiên hỏi một câu. Chẳng phải hôm nay đàm phán ký kết hiệp định hạng mục đầu tư 20 tỷ. Sao anh không tham gia? Hạ Tưởng cười cười. Vốn 20 tỷ là thành tích của Bí Thư Bạch, tôi nhúng tay vào không tiện lắm. Tuy nhiên vừa khéo con trai vừa chào đời, vốn đầu tư 20 tỷ liền tới, anh xem như xong hỷ lâm môn. Nghiêm Tiểu thì mở to đôi mắt đẹp mà nói, nhìn thẳng Hạ Tưởng. Anh thật là may mắn, được thu hoạch kép. Nhìn xem có phải duy tâm không? Hạ Tưởng liền cười, Nghiêm Tiểu thì không hiểu chính trị lắm, không biết 20 tỷ tiền đầu tư đối với Bạch Chiến Mặc mà nói là chiến tích, với hắn mà nói lại là áp lực, nhưng lời của cô cũng hay, nói không chừng đứa con chào đời cùng một ngày với việc ký kết đầu tư 20 tỷ, biểu thị một trận thắng lợi trọng đại ngay trước mắt. Xem ra con trai có phúc hơn hắn, ngày ra đời đã có người đưa 20 tỷ tới làm quà mừng, thể diện tiểu tử kia ghê thật. Làm một người bố, tất cả mọi người đều hy vọng con mình có tiền đồ rộng lớn, Hạ Tưởng cũng không ngoại lệ. Bỗng nhiên, tiếng trẻ con khóc từ phòng sinh truyền ra, Hạ Tưởng mừng rỡ, nghĩ đứa trẻ đã ra đời lại nghe bên trong y tá hô. Giường 3, con gái. Tào Thù Lê là giường 5, tuy là phòng đơn, nhưng cũng không biết bệnh viện cố ý hay vô ý, khi mỗi đứa trẻ được sinh ra, chỗ phòng chờ đều có thể nghe rõ ràng. Lại trong chốc lát, tiếng trẻ con khóc lại vang lên, không đợi y tá hô, Lam Miệt đã nói. Tiếng khóc nhỏ như vậy, chắc chắn là con gái. Quả nhiên cô vừa dứt lời, tiếng y tá vang lên. Giường 4, con gái. Lam Miệt sửng sốt, mỉm cười. Quái như thế nào hôm nay đều là con gái. Cổ Ngọc còn nghĩ rằng việc sinh con cũng sắp xếp theo số giường, liền nói. Giường 4 rồi, nhanh rồi, kế tiếp chắc chắn là cô bé Lê. Lại một tiếng khóc vang lên, y tá hô. Giường 6, con gái. Cổ Ngọc khó hiểu, hỏi. Sao lại có người không theo trình tự như thế? Sinh con cũng tranh giành. Tất cả mọi người đều buồn cười. Theo sau lại có hai giường nữa sinh, dường như là không sinh thì không sinh, đã sinh thì đều sinh giống nhau. Kỳ lạ chính là liên tiếp sinh con gái, Trương Lan hơi lo lắng, đi tới trước mặt Hạ Tưởng nói. Nghe người xưa nói sinh con cũng là một bề, nếu con gái thì đều là con gái. Anh đưa Thù Lê đi siêu âm có chính xác không? Phía trước đều sinh con gái, mẹ hơi lo lắng. Việc siêu âm không chính xác cũng có khi xảy ra, Hạ Tưởng liền an ủi. Đừng lo, sẽ biết ngay thôi, tiểu tử thối chính là khiến chúng ta lo lắng hắn mới chịu chào đời. Chưa dứt lời một tiếng khóc vang dội khác thường vang lên, làm vài người giật mình. Những người khác đều ngây người ra, Lam Miệt lại nhảy lên, hô to một tiếng, chắc chắn là Hạ Đông ra đời. Giường 5, con trai. Hạ Tưởng mỉm cười, tim mình xem như là rơi xuống đất rồi, liếc nhìn mẹ một cái, bà mẹ cũng vui quá, không nói lên lời. Nghiêm Tiểu thì liền liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, không hiểu sao mà nói một câu. Quả nhiên là cha nào con nấy, con trai anh thật không đơn giản, trước khi ra đời đã trước gọi sau hô, đầu tiên là mấy cô con gái mở đường ra trước, lẽ nào vẫn còn con gái đuổi theo sau. Dường như để chứng thực nghiệm chứng của Nghiêm Tiểu thì, theo sau lại là tiếng khóc nỉ non, y tá lại hô. Giường 10, con gái. Có lẽ ngay cả y tá cũng thấy lạ, còn nói nhỏ. Lạ thật, hôm nay thế nào chỉ có một con trai, còn lại đều là con gái. Không lâu sau, Tào Thù Lê được đẩy ra khỏi phòng sinh, trên mặt còn lộ vẻ hạnh phúc, trong lòng ôm một đứa trẻ hồng hào. Trên đầu mọc một lớp tóc, im lặng nằm trong lòng Tào Thù Lê, mắt mở to, dường như đang tìm cái gì lại không nâng được người dậy, miệng khẽ động, làm người ta vô cùng yêu thương. Tào Thù Lê nhìn thấy Hạ Tưởng, vẻ mặt vốn đang hạnh phúc và thỏa mãn đột nhiên bị kìm lại. Sau đó trào nước mắt nói với Hạ Tưởng một câu. Kẻ xấu xa. Có uất ức, có không cam chịu, có bất lực, cũng có thỏa mãn và vui mừng. Chỉ có Hạ Tưởng hiểu sâu sắc mọi điều trong một câu của cô bé, ẩn chứa sự chua xót và mãn nguyện, còn có sự lo lắng trong rất nhiều ngày đêm. Hạ Tưởng cũng rơm rớm nước mắt. Sắp xếp cho Tào Thù Lê ở một phòng đơn, Nghiêm Tiểu thì, Cổ Ngọc liền bận rộn hẳn lên, một người xuống lầu mua hoa, một người nói chuyện với Tào Thù Lê. Ngay cả Liên Thu Viên cũng phân bua đi mua rất nhiều hoa quả. Trương Lan nhìn đi nhìn lại yêu thích Hạ Đông không rời tay, không đành lòng giao cho y tá, nhưng ở bệnh viện là có quy định,
nên cuối cũng cho y tá ôm đứa bé đi tắm. Mấy người cùng bận bịu, Hạ Tưởng và Lam Miệt không chen nổi vào. Hạ Tưởng đứng ở một bên chỉ cười, Lam Miệt ngồi lên giường bên cạnh, chỉ trong chốc lát nằm lệch vào thành giường ngủ mất. Lam Miệt cũng là quá mệt, vừa lo nghĩ, vừa làm việc vất vả, Hạ Tưởng đắp cho cô một cái chăn, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của cô, thầm nghĩ Phương Cách thật có phúc, trải qua mấy tháng ở bên Tào Thù Lê, Lam Miệt chẳng những trưởng thành hơn nhiều, còn hiểu biết không ít kiến thức nuôi trẻ. Không lâu sau, Hạ Thiên Thành và Hạ An chạy tới, bọn họ muốn vào phòng, nhưng bị Trương Lan cản đi ra ngoài, nói gì cũng không cho bọn họ tiến vào, bảo họ ở ngoài chờ. Hạ Thiên Thành và Hạ An vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vui không biết nói thế nào, nhất là Hạ An nói nhỏ với Hạ Tưởng. Anh có con trai là em yên tâm rồi. Ba nói, trong hai anh em phải có một người sinh con trai, nếu không ba sẽ không để yên cho chúng ta. May mà anh hoàn thành nhiệm vụ, em về sau có sinh con gái cũng không sao cả, cũng không có áp lực tâm lý. Hạ Tưởng cười ha hả. Gần đây công việc thế nào? Hạ An liền nói đơn giản tình hình công việc, tất cả đều thuận lợi, y cũng có hy vọng trước cuối năm được đề cử làm phó cục trưởng. Tuy nhiên nghe nói Đan Sĩ Kỳ sắp điều đi, có thể tới tỉnh ngoài nhậm chức. Đan Sĩ Kỳ đi, Vương Tiểu Mẫn có thể thuận lợi nhận chức bí thư, đối với tiền đồ của Hạ An cũng tốt, thân phận của Hạ An cũng sẽ như nước lên thì thuyền lên. Đang nói chuyện thì Tào Vĩnh Quốc gọi điện tới. Tào Vĩnh Quốc về muộn hai ngày, Vương Vũ Phân đã trên đường đến thành phố Yến. Dù sao cũng là con gái của mình, không an tâm. Tào Vĩnh Quốc chỉ đơn giản nói vài câu liền cúp máy. Theo sau đó, Hạ Tưởng lại rút điện thoại gọi cho Liên Nhược Hạm thông báo tình hình. Liên Nhược Hạm vô cùng vui mừng, nói. Em tìm cơ hội nói dối với ông cụ, đến thành phố Yến thăm cô bé Lê. Liên Nhược Hạm đến thành phố Yến, Hạ Tưởng đương nhiên hoan nghênh, còn chưa nói gì Liên Nhược Hạm lại nói. Em xem con trai em đẹp trai. Hay con trai cô bé Lê đẹp hơn, cùng cha khác mẹ, ai đẹp trai hơn thì chính là mẹ hấp dẫn hơn. Còn nữa, em cũng muốn mẹ anh so sánh một chút, xem Liên Hạ và Hạ Đông có giống anh em ruột không. Hạ Tưởng liền chảy mồ hôi. Em đừng làm dối lên được không? Anh rất vất vả mới yên ổn trở lại, đang lúc cố gắng làm việc báo đáp tổ quốc, em đừng gây thêm phiền toái cho anh được không? Ừ, nói hai câu cũng không được, thật nhỏ mọn. Một đại trượng phu mà lòng dạ hẹp hòi. Liên Nhược Hạm vẫn là có chút ghen tức, luôn lo lắng sau khi Hạ Tưởng có thêm con trai sẽ không quan tâm tới hai mẹ con cô. Tuy rằng cũng biết Hạ Tưởng không phải là người đứng núi này trông núi nọ, nhưng nghĩ tới hắn và Hạ Đông ngày đêm ở bên nhau cũng hơi bất mãn, liền nói. Được rồi, anh cũng đừng giận Phó Tiên Phong, từ từ tìm y trả lại là được. Hơn nữa, em sẽ giúp anh chút giận. Sao cơ? Hạ Tưởng kinh ngạc. Em làm cái gì rồi? Không có gì, không phải ngạc nhiên. Liên Nhược Hạm giọng điệu uể oải. Em chính là muốn vệ tân quay về thành phố Yến, mở một cửa hàng bách hóa hàng hiệu cao cấp đối diện với thời trang hàng hiệu của nhà họ Phó. Em nghĩ tên hết rồi, là Yến Xuân Quốc tế, chuyên kinh doanh hàng Âu Mỹ cao cấp, phải để giá cả thấp hơn hàng hiệu, phục vụ tốt hơn, thương hiệu cao cấp nhiều hơn, tóm lại một câu là làm cho hàng hiệu đóng cửa. Thời trang hàng hiệu của Phó Tiên Phong được xây ở địa điểm vàng trong trung tâm thành phố Yến, từ lúc khai trương đến giờ kinh doanh vắng vẻ, nhưng số lãi kinh người cho nên dù lượng tiêu thụ rất ít nhưng vẫn có thể tồn tại, mở cửa cho tới nay. Phó Tiên Phong không biểu hiện ra bên ngoài, trên thực tế hắn bỏ vốn đầu tư thời trang hàng hiệu thất bại cũng canh cánh trong lòng, mới khiến y chịu mạo hiểm đắc tội với nhà họ Ngô, chơi trò một tay ăn cắp, chuẩn bị mò vớt ở quận Hạ Mã, cũng để mở mày mở mặt trở lại trước gia tộc. Kế hoạch của Liên Nhược Hạm tuy rằng khả thi nhưng cũng là tự giết chết bách hóa của mình. Hạ Tưởng liền khuyên cô. Không cần tranh giành, thị trường thành phố Yến cũng không lớn, bách hóa cao cấp của em cũng không kiếm được nhiều tiền. Không sao, em đã tính toán rồi. Toàn bộ nguồn cung cấp của Yến Xuân Quốc tế đều mua ở Âu Mỹ, lợi dụng ưu thế của công ty mạng bên Mỹ, chắc chắn sẽ mặc cả được giá thấp nhất, có ưu thế giá cả so với của thời trang hàng hiệu. Còn nữa, tin rằng vệ tân triển khai hoạt động buôn bán, có thể mở ra thị trường, nâng cao thị hiếu người tiêu dùng ở thành phố Yến. Đương nhiên, em còn có một ý là, vệ tân giúp chúng ta nhiều như vậy, em tính cho cô ấy cả Yến Xuân Quốc tế coi như là của hồi môn. Liên Nhược Hạm từ trước tới nay không có khái niệm gì về tiền. Tập đoàn Viễn Cảnh hiện nay ít nhất giá trị cũng có vài tỷ, công ty mạng bên Mỹ cũng tích lũy không ít,
chỉ sợ tài sản bây giờ của cô lên tới hơn 10 tỷ USD rồi. Vừa ra tay đã tặng Vệ Tân cả một tòa bách hóa, từ mảnh đất tới khi khánh thành, thêm cả nguồn hàng, tuyệt đối không dưới 100 triệu nhân dân tệ. Quan niệm đối nhân xử thế của Liên Nhược Hạm chỉ cần người ta thực lòng tốt với cô ấy cũng đối xử tốt lại khiến bạn không thể ngờ tới. Hạ Tường không có ý kiến gì, liền nói. Được, em xem xét rồi xử lý là được. Liên Nhược Hạm lại thông báo với Hạ Tường một tin. Em mơ hồ nghe phong thanh, hình như thế cục thành phố Yến có biến động gì đó, nội tình bên trong là gì em cũng không rõ lắm, dù sao anh cũng nên lưu tâm một chút. Liên Nhược Hạm còn nói vài câu, định 2-3 ngày sau tới thành phố Yến, rồi cúp máy. Thấy trong bệnh viện đông người, Hạ Tường bảo Hạ An dẫn ba về trước, nhiều người như vậy cũng không có việc gì. Thu Viên có việc đi rồi, Cổ Ngọc và Nghiêm Tiểu thì không muốn đi, đòi ở lại bằng được, Hạ Tưởng cũng chỉ kệ các cô. Hạ Tưởng lại gọi cho Hoàng Vĩ Cương, bảo Trần Thiên Vũ tạm thời phụ trách công việc ở Ủy ban Nhân dân quận, hắn có thể phải 2 ngày nữa mới đi làm. Lại lo lắng, chưa yên tâm lắm, tự mình gọi cho Trần Thiên Vũ. Trần Thiên Vũ đương nhiên không có ý kiến gì, bảo đảm với Hạ Tưởng sẽ làm tốt công việc. Đồng thời Trần Thiên Vũ còn nói, Nguyên Minh Lượng và Bạch Chiến Mặc đã ký kết hiệp định đầu tư, đưa ra một số điều khoản phụ đó là để đảm bảo đãi ngộ đầu tư công bằng, hy vọng quận ủy phái chuyên gia tiến hành giám sát quản lý tiền vốn công ty thương mại Trường Cơ. Có thể nói Nguyên Minh Lượng đưa ra điều khoản hết sức vô lý, cho dù vốn đầu tư là do Bạch Chiến Mặc đưa tới, nhưng sau khi chứng thực hợp lý, nhất cử nhất động ở quận Hạ Mã phải dưới sự giám sát của chính phủ, dù sao chính phủ nắm kinh tế là chính. Nguyên Minh Lượng lại trực tiếp gạt chính phủ sang một bên, không cho chính phủ nhúng tay vào giám sát tài chính của công ty thương mại Trường Cơ, rõ ràng là có ý đồ khác. Mà không ngờ Bạch Chiến Mặc lại đồng ý. Hạ Tưởng cũng biết trong quá trình thu hút đầu tư, rất nhiều chính quyền địa phương vì để thu hút đầu tư đã đồng ý rất nhiều thỏa thuận không được công khai, thậm chí cho nhà đầu tư quyền lực lớn, cho nên mới xuất hiện nhiều sơ hở trong việc giám sát quản lý, mới có chuyện chính quyền địa phương bị nhà đầu tư lừa, bị công ty nước ngoài lừa. Tuy nhiên tình hình trong nước luôn luôn là, có thể che thì che, có thể giấu thì giấu, không biết có bao nhiêu chính quyền địa phương sau khi bị nhà đầu tư lừa đảo, còn tuyên bố trên truyền thông là mình đạt được thành công lớn. Mạo danh là trang hảo hán không chỉ có người bình thường, quan chức càng nhiều. Trần Thiên Vũ tức giận bất bình nói. Chủ tịch quận Hạ, ý của Nguyên Minh Lượng là, chỉ cần quận ủy gật đầu, sở công thương, sở thuế vụ và việc giám sát quản lý nguồn tiền vốn bên chính phủ đều không được có bất cứ hạn chế gì với thương mại Trường Cơ, quả thực là hiệp ước không bình đẳng. Không ngờ Bí Thư Bạch lại đồng ý, anh nói xem, cũng không thể vì thu hút đầu tư mà không có nguyên tắc gì. Trần Thiên Vũ quả thật rất tức giận, y xuất thân là chuyên gia kinh tế, đương nhiên biết cách làm của thương mại Trường Cơ có ý nghĩa gì. Nghĩa là vốn đầu tư của Trường Cơ đến từ đâu và chảy về đâu đều không nằm trong tầm kiểm soát của Ủy ban Nhân dân quận. Thậm chí có thể nói việc đầu tư của thương mại Trường Cơ không phải là đầu tư, mà là vốn lưu động dưới danh nghĩa vốn đầu tư. Trần Thiên Vũ cũng có nghiên cứu sơ về tính chất của vốn lưu động, biết tính nguy hại của nguồn vốn này. Tuy không dám chắc chắn khẳng định vốn đầu tư của thương mại Trường Cơ là vốn lưu động, nhưng không dưới sự giám sát của Ủy ban Nhân dân quận, cơ bản là trạng thái tự do, khác nào giơ tay yêu cầu chính sách của chính phủ, rồi lại không cho chính phủ quyền quản lý, chỉ lợi dụng mà không chịu trách nhiệm. Thật là trơ cháo. Hết lần này đến lần khác Bạch Chiến Mặc nhượng bộ, khiến Trần Thiên Vũ vô cùng bực bội. Đến bây giờ y mới hiểu được y đứng cùng một phe với Hạ Tưởng là quyết định sáng suốt cỡ nào, cho dù Hà Giang Hoa không đổ, nếu y và Bạch Chiến Mặc kết cùng một phe, theo đúng nguyên tắc y cũng không bằng lòng với cách làm của Bạch Chiến Mặc. Hạ Tưởng lúc này không tiện nói nhiều với Trần Thiên Vũ, chỉ nói. Nếu như Bí Thư Bạch đã quyết định, chúng ta cũng khó mà nói cái gì. Làm tốt chức trách của mình là tốt rồi, ngày mai, muộn nhất là ngày mốt tôi mới đi làm, tới lúc đó nói sau. Ngoài dự kiến của Hạ Tưởng chính là, vừa nói chuyện với Trần Thiên Vũ xong liền nhận được điện thoại của Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ vô tình nghe được Phương Cách nói ra việc nhà của Hạ Tưởng, liền gọi điện tới chúc mừng. Cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, sau khi Tiểu Phàm biết được chắc chắn sẽ tới làm phiền cậu. Tống Chiêu Độ cười ha hả nói. Anh bây giờ đã làm bố rồi. Coi như là vừa bước thêm một bước trọng đại, trách nhiệm trên vai nặng hơn rồi. Hạ Tưởng ngoài miệng khách khí, trong lòng lại nghĩ trên thực tế hắn đã làm bố của 3 đứa trẻ rồi, lại không thấy có gì khác trước, hay là hắn quá vô tâm,
hay do mẹ đứa nhỏ quá tài giỏi. Tới buổi tối, Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc đi rồi, Hạ Tưởng bảo Lam Miệt về nhà, hắn ở lại. Lam Miệt vất vả cũng đã lâu, dù sao cũng phải để cô ấy nghỉ ngơi một chút. Lam Miệt nói thế nào cũng không nghe, không cần nói quan hệ của cô với Tào Thù Lê thân như chị em ruột, mà qua mấy tháng ở chung cô cũng có cảm tình với Hạ Đông, coi như chính con của mình vậy, không thể rời được. Phòng đơn của Tào Thù Lê không nhỏ nhưng cũng chỉ có 3 giường đơn. Hạ Tưởng là chồng đương nhiên phải ở lại, đành phải bảo mẹ về nhà nghỉ. Bà mẹ cũng không muốn xa cháu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy để mấy thanh niên ở lại nói chuyện hay hơn, liền lưu luyến đi về. Lam Miệt mua cơm về, Hạ Tưởng ngồi trước giường bên Tào Thù Lê bón cơm. Tào Thù Lê hạnh phúc đón nhận sự ân cần chăm sóc của Hạ Tưởng, ăn một miếng, cười một miếng, sau đó lại liếc mắt nhìn con trai một cái. Lam Miệt ở một bên chống má, vẻ mặt ngưỡng mộ nói. Cái gì mà bảo yêu thương lẫn nhau, chính là như hai người đây. Tôi về sau muốn tìm ông xã thì nhất định phải lấy người có tiêu chuẩn như chủ tịch quận Hạ. Hạ Tưởng vui vẻ. Tìm chồng, Phương Cách chẳng phải là ông xã sau này của cô sao, còn muốn về sau sẽ tìm. Phương Cách chỉ là bạn trai, có thể chính thức thành hay không tôi còn chưa suy xét kỹ. Lam Miệt vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tôi luôn cảm thấy Phương Cách không có tiến bộ, cả ngày lúc ẩn lúc hiện, không biết quan tâm đến tiền đồ của mình chút nào. Tôi đã khuyên anh ấy nhiều lần, anh ấy cũng không nghe, luôn nói trước khi xe đến núi ắt có đường. Tôi liền nói, anh lái xe tới bên dưới phía tây của Thái Hành Sơn xem có đường không? Hay là cần xây đường? Thật là mơ mộng hão huyền. Tào Thù Lê cũng cười. Cô cũng đừng yêu cầu Phương Cách quá. Dù sao cậu ấy vẫn còn trẻ, gia cảnh cũng không tồi, hiện cũng là phó cục trưởng rồi, cũng coi như thuận buồm xuôi gió rồi. Nói đùa vài câu. Lam Miệt mệt liền trừng mắt với Hạ Tưởng nói. Đừng quay đầu lại, tôi thay đồ ngủ. Cảnh cáo anh, không được nhìn lén, trước mặt con trai phải đứng đắn một chút, làm gương cho nó. Hạ Tưởng dở khóc dở cười. Việc đơn giản cô cứ làm phức tạp lên, còn lôi con tôi ra. Hắn lắc đầu cười đùa với con. Con ngoan, không được tin lời người khác nói xấu ba, ba là người ba tốt nhất trên đời, chờ con lớn. Ba sẽ cho con xem phim, Người cha vĩ đại nhất thế giới. Hạ Tưởng cũng không phải thuận miệng nói thế, Người cha vĩ đại nhất thế giới, là của Robin, là bộ phim hài kịch, diễn viên chính là William, đúng là hắn đã xem qua. Tào Thù Lê không dám cười to, Lam Miệt lại cười ngặt nghẽo ngã vào giường. Tiểu tử kia cũng không để ý lại mấy người, chỉ lo bú sữa mẹ. Để tránh cho đứa bé dùng sữa bột không tốt, Hạ Tưởng thuyết phục Tào Thù Lê kiên trì cho con bú. Sữa bột tốt nhất thế giới cũng chỉ là sữa bò, không phải là sữa chuyên sản xuất cho con người, vẫn là sữa mẹ thích hợp nhất cho con của loài người, sữa bò chỉ là thực phẩm chuẩn bị cho bê con mà thôi. Đêm đã khuya, Tào Thù Lê và con trai đều thiếp đi, Lam Miệt cũng say sưa đi vào giấc mộng, Hạ Tưởng kiên trì trong chốc lát, thật sự buồn ngủ không chịu được cũng nằm xuống, trước khi ngủ còn tự nhủ phải ngủ tỉnh một chút, để nghe động tĩnh gì còn kịp dậy chăm sóc mẹ con Tào Thù Lê. Không ngờ. Ngủ một giấc tỉnh lại đã thấy ánh nắng mặt trời rồi, Lam Miệt và Tào Thù Lê đang nhìn hắn cười. Hạ Tưởng xấu hổ nói. Ngủ say quá, buổi đêm chắc là làm phiền Lam Miệt rồi. Tào Thù Lê lại nói. Được rồi, anh và Lam Miệt ai ngủ cũng say, may cho con tôi cả đêm chỉ tỉnh một lần, bú mấy ngụm sữa lại ngủ tiếp, tiểu tử kia rất có khả năng ngủ. Chỉ chốc lát sau, Vương Vu Phân chạy tới, mang tới cho Tào Thù Lê rất nhiều đồ ăn ngon. Không lâu, bà mẹ cũng đến. Hạ Tưởng thấy hắn thật sự không chen nổi tay vào, ngồi đây chỉ thêm loạn, thôi thì đi làm. Nửa đường, lại nhận được điện thoại của Mai Hiểu Lâm. Chúc mừng, cuối cùng cũng được làm ba thật rồi. Giọng của Mai Hiểu Lâm đều không nghe ra được cảm xúc của cô, nhưng lời nói có cảm giác ghen tị. Cảm giác rất khác phải không? Hạ Tưởng cười ha hả. Cái gì mà ba giả ba thật, ba là ba còn phân thật giả. Cô và con gái dạo này vẫn khỏe chứ? Khỏe, khỏe lắm, rất khỏe, không phải lo lắng. Mai Hiểu Lâm lập tức chuyển đề tài. Có một việc muốn nhờ anh giúp, lần trước anh đã gặp qua em trai tôi là Mai Hiểu Mộc, vốn muốn cho y phát triển ở nước ngoài, ai ngờ ở nước ngoài một thời gian lại về, nghe nói thành phố Yến mới xây dựng quận Hạ Mã, muốn đến quận Hạ Mã đầu tư, anh có thể để mắt tới nó hộ tôi được không? Hạ Tưởng không nói gì. Lần trước Mai Hiểu Mộc để lại ấn tượng rất xấu với hắn,
ngạo mạn, vô lễ, lại không khôn ngoan, hoàn toàn là một loại công tử bột, so với Khâu Tự Phong và Phó Tiên Phong còn kém xa, y đến quận Hạ Mã phát triển có thể có tiền đồ gì. Mai Hiểu Lâm còn bảo mình trông nom y nghe lời mình mới là lạ, cho dù có nghe, chỉ bằng năng lực của y cũng không chắc làm được cái gì. Hạ Tưởng trần trừ, Mai Hiểu Lâm liền biết thái độ của Hạ Tưởng, nói rất nhanh. Biết anh ghét nó, không muốn giúp nó thì thôi vậy. Sau đó cúp điện thoại. Hạ Tưởng lắc đầu cười, quan hệ giữa hắn và Mai Hiểu Lâm rốt cuộc là gì? Như bạn lại không phải bạn, nói có tình cảm thì có chút gượng ép, nói không có tình cảm thì lại có chút liên quan với nhau. Tóm lại là không nói rõ được khiến người ta đau đầu. Đau đầu thì kệ đau đầu, chuyện sẽ có ngày trời lại sáng. Vừa đến văn phòng, Ngô Cảng Đắc đã đến báo cáo công việc. Ngô Cảng Đắc vì có kinh nghiệm ở tổ cải tạo thôn nội đô, công tác thu hồi và giải phóng mặt bằng thuận buồm xuôi gió. Y mới nhậm chức có 2 ngày đã giải quyết được không ít vấn đề nan giải trước kia, lập tức lấy được cảm tình của không ít người trong Ủy ban Nhân dân quận, đều xem trọng Ngô Cảng Đắc bởi vì từ trước công tác thu hồi và giải tỏa mặt bằng khó làm, khó lập chiến tích, dễ mắc sai lầm. Ngô Cảng Đắc kể lại tỉ mỉ công tác một chút, lại đưa ra một vài kiến nghị khả thi. Hạ Tưởng nghe xong cũng thấy được Ngô Cảng Đắc quả thật kiên nghị hơn trước, đưa ra kiến nghị chẳng những khả thi mà còn suy xét kết quả khiến hắn hài lòng, liền nói mấy câu khen Ngô Cảng Đắc. Ngô Cảng Đắc được Hạ Tưởng khen, biết công việc của y được Hạ Tưởng tán thành nhìn nhận, vô cùng xúc động. Buổi sáng xử lý rất nhiều việc, biểu chiều lại nhận được điện thoại của Bạch Chiến Mặc, muốn mở một cuộc họp hội ý. Hạ Tưởng biết chắc chắn là thảo luận về vấn đề đầu tư của thương mại Trường Cơ. Họp hội ý có tổng cộng 4 người tham gia là Bạch Chiến Mặc, Hạ Tưởng, Khang Thiếu Diệp và Phó Hiểu Bân. Họp ngay tại văn phòng của Bạch Chiến Mặc, nên cuộc họp còn có tên là hội ý phòng bí thư. Bạch Chiến Mặc sắc mặt vui mừng, tinh thần rất tốt. Y vừa thấy Hạ Tưởng đã chúc mừng. Chúc mừng đồng chí Hạ Tưởng lên chức ba, nói theo lời của đảng phải là có người kế nghiệp rồi. Khang Thiếu Diệp mặc dù bởi vì chuyện thư ký, tự cho rằng làm việc không chút kẽ hở, vẫn là không toại nguyện, nên có thành kiến với Hạ Tưởng. Lại bởi vì y đi con đường giữa Hồ Tăng Chu và Phó Tiên Phong, đã cảm thấy bất hòa với Hạ Tưởng, nhưng vẫn tỏ ra hòa hợp, duy trì bộ chính trị đoàn kết yên ổn, cũng cười chúc mừng vài câu. Phó Hiểu Bân là người thông minh, biết khi nào nên, khi nào không nên và gần như khi nào cũng giữ một khoảng cách thích hợp với Hạ Tưởng. Trước mặt Bạch Chiến Mặc và Khang Thiếu Diệp cũng không nói gì thêm, tính tìm cơ hội thích hợp để phu nhân đến thăm vợ Hạ Tưởng, tạo mối quan hệ ngoại giao từ phía vợ. Chương 556, thời cơ rất quan trọng. Phó Hiểu Bân cũng hiểu rõ, mặc dù y có đi lại với Hạ Tưởng, nhưng cũng không cần phải biểu lộ ra ngoài mặt. Giữa y và Khang Thiếu Diệp đã có rạn nứt, không có nghĩa là y liền vì vậy có ranh giới với Bạch Chiến Mặc. Việc trong chính trị, ngoại trừ xuất hiện mâu thuẫn không thể nào hóa giải nổi mới cần kiên định lập trường. Đại đa số vẫn có một ước định lập thành quy củ ở bên trong. Sau khi mấy người với những tâm trạng khác nhau ngồi xuống, Bạch Chiến Mặc mới nói ra đề tài thảo luận hôm nay. Hôm nay triệu tập các đồng chí lại đây, có 2 việc cần thảo luận một chút. Việc thứ nhất là sau khi đồng chí Ngưu Kỳ Phó Cục trưởng Công an quận được điều đến Cục Hộ tịch thành phố, tạm thời ghế Phó Cục trưởng bị trống, người Cục thành phố đề cử là Lịch Phi đội trưởng đại đội hình sự Cục Cảnh sát Bắc Thị. Tôi đã thử trưng cầu ý kiến đồng chí Hoàng Kiến Quân một chút, ông ấy không có ý kiến gì. Hôm nay xem lại các đồng chí có ý kiến hay không, nếu không có, coi như là thông qua. Sau đó sẽ tới thảo luận một chút trên hội nghị ủy viên thường vụ, rồi phản hồi ý kiến lại Cục thành phố. Lịch Phi đến quận Hạ Mã nhậm chức phó cục trưởng, cũng là kết quả hoạt động ngấm ngầm của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng tài giỏi ở chỗ, hắn chỉ chịu trách nhiệm đề cử với bên trên điểm mấu chốt, sau đó tránh ở phía sau màn, tĩnh lặng chờ tình hình tiến triển, trên cơ bản để cho người khác nhìn không ra trong đó có bóng dáng của hắn. Tuy nhiên điều khiến hắn cảm thấy không ngờ chính là việc thảo luận vấn đề nhân sự hôm nay, không mời Hoàng Kiến Quân tham gia còn có thể bỏ qua, nhưng vì sao không mời trưởng ban tổ chức cán bộ Mộ Duẫn Sơn? Chẳng lẽ có cái gì uẩn khúc chăng? Trong ấn tượng, Mộ Duẫn Sơn là qua lại khá gần gũi với Bạch Chiến Mặc, Bạch Chiến Mặc không cần phải cố ý tránh né y làm gì. Trong số mấy người, ngoại trừ Bạch Chiến Mặc ra thì Hạ Tưởng chức to nhất. Sau khi Bạch Chiến Mặc nói xong, vẻ mặt chờ đợi liền nhìn về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không nhiều lời, chỉ gật đầu nói một câu. Tôi đồng ý với đề cử của Cục thành phố. Khang Thiếu Diệp dừng một chút,
dùng ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, mới nói. Đúng ra cần phải tôn trọng quyết định của cục thành phố, tuy nhiên tôi xem qua sơ yếu lý lịch của đồng chí Lịch Phi một chút, kinh nghiệm hơi thiếu. Có nên xem xét đề xuất cục thành phố tuyển thêm hai người, cho chúng ta chọn lựa một chút. Hạ Tưởng không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh, cũng không tỏ vẻ gì với lời nói thăm dò của Khang Thiếu Diệp. Hắn có thể đoán được Khang Thiếu Diệp có lẽ đã đoán hắn có tác động ở trong đó, và nghi ngờ mối quan hệ giữa Lịch Phi và hắn, hắn sao có thể để Khang Thiếu Diệp thấy được sự bất thường. Im lặng bất động như thể sự việc và hắn không hề có một chút liên quan gì. Phó Hiểu Bân nhìn mặt đoán lòng, nhìn ra hành động của Khang Thiếu Diệp. Y cũng có chút thắc mắc vì sao hôm nay thảo luận vấn đề nhân sự không có Mộ Duẫn Sơn tham gia hơi khiến cho người ta khó hiểu. Tuy nhiên trong quan trường rất nhiều sự việc cũng không thể suy luận theo lẽ thường, liền không suy nghĩ nữa, nói. Tôi tin là quyết định của cục thành phố là kết quả suy nghĩ cặn kẽ, tiêu chuẩn dùng người của hệ thống công an và của chúng ta không giống nhau lắm, là người ngoài cuộc tôi sẽ không phát biểu ý kiến, hoàn toàn tán thành. Ý của tôi cũng là như vậy, không cần phải hao tốn sức lực cho một việc nhỏ. Bạch Chiến Mặc bởi vì có lý do 20 tỷ đầu tư, đối với sự việc khác cũng không để tâm tới, huống chi chỉ một vị trí phó cục trưởng phân cục, đối với y vốn không hề quan trọng, toàn bộ suy nghĩ hiện tại của y đều đặt ở khoản đầu tư. Đồng chí Thiếu Diệp, anh có muốn xem xét lại một lần nữa hay không? Khang Thiếu Diệp đoán không ra tâm tư Hạ Tưởng, cũng không nhìn ra động thái hỗ trợ rõ rệt giữa Hạ Tưởng và Phó Hiểu Bân nên không còn kiên trì, nói. Cũng tốt, như vậy được rồi, tôi cũng đồng ý. Xin mời Bí Thư Bạch tiếp tục đề tài thảo luận kế tiếp. Bạch Chiến Mặc nói với vẻ mặt đầy tươi cười. Đề tài thảo luận thứ hai chính là đồng chí Nguyên Minh Lược, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thương mại Trường Cơ, ngày hôm qua đã chính thức ký hợp đồng đầu tư với quận ủy. Bởi vì sự việc cấp bách nên cũng chưa kịp thông báo cho chủ tịch quận Hạ. Y cười hướng về phía Hạ Tưởng khẽ gật đầu nói tiếp. Bởi vì mức đầu tư từ Văn Châu quá lớn, hơn nữa quan hệ giữa ông Nguyên và cá nhân tôi khá tốt, tôi quyết định trực tiếp tự tôi đứng ra chịu trách nhiệm phụ trách liên lạc hết thảy công việc có liên quan với thương mại Trường Cơ, yêu cầu phía chính phủ phối hợp thực hiện. Đến lúc đó tôi sẽ đứng ra trực tiếp thông báo với chủ tịch quận Hạ, chủ tịch quận Hạ có ý kiến gì không? Hạ Tưởng trong lòng đã sớm biết rõ tâm tư của Bạch Chiến Mặc, thứ nhất là sợ mình cướp công của y, thứ hai là kiểm soát chặt chẽ khoản đầu tư Văn Châu ở trong tay y, không cho phía chính phủ nhúng tay cũng là sớm chuẩn bị cho sự sắp đặt tốt về sau. Nếu là người khác, có lẽ sẽ vẫn còn muốn tranh giành với Bạch Chiến Mặc, suy cho cùng thì chính phủ dẫn dắt nền kinh tế, một khi liên quan đến công việc cụ thể, sẽ không thể thiếu sự phối hợp công tác của phía chính quyền, đồng thời cũng phân chia một phần chiến tích ở bên trong. Nhưng Hạ Tưởng thì khác, Hạ Tưởng đã sớm tính toán, cũng đoán ra thủ đoạn của Phó Tiên Phong và Bạch Chiến Mặc nên cũng không tính toán thiệt hơn trong nhất thời. Hắn sở dĩ để cho Lý Thấm toàn lực ứng phó theo dõi thị trường bất động sản quận Hạ Mã, nắm giữ toàn bộ tin tức nguồn bất động sản ở quận Hạ Mã, chính là chỉ cần có nguồn tài chính lớn rót vào, ắt sẽ lập tức khiến cho Lý Thấm chú ý. Bởi vậy có cần nắm giữ ngọn nguồn tài chính của thương mại Trường Cơ chảy về đâu hay không cũng không phải là vấn đề mấu chốt. Quan trọng hơn là, miễn là phát hiện tình huống bất thường, hắn vẫn có đủ cách để biết được. Tất cả vì sự phát triển của quận Hạ Mã, tất cả vì tương lai của quận Hạ Mã, tôi ủng hộ quyết định của Bí Thư Bạch. Thái độ Hạ Tưởng tốt bất ngờ khiến cho Bạch Chiến Mặc và Khang Thiếu Diệp liếc nhau, tựa hồ như không quá tin tưởng vào lời nói của Hạ Tưởng. Bởi vì ý tứ của Bạch Chiến Mặc là muốn hoàn toàn gạt Hạ Tưởng ra khỏi khoản đầu tư 20 tỷ. Chẳng những không cho Hạ Tưởng biết đầu tư chảy về phía nào và sử dụng ra sao, và còn không muốn cho Hạ Tưởng được chia thành tích từ đó. Hạ Tưởng lại tuyệt đối không tức giận, dường như cũng không hiểu rõ lắm ý đồ của y như thế, cười ha hả mà lập tức đáp ứng khiến Bạch Chiến Mặc trong lòng nửa mừng nửa lo. Mừng chính là vì y vẫn cho rằng Hạ Tưởng sẽ kịch liệt phản đối, ít nhất cũng phải tranh luận với y một phen mới chịu đáp ứng. Thậm chí y đã chuẩn bị tâm lý thật kỹ là Hạ Tưởng sẽ đập bàn. Không nghĩ chẳng những trời yên biển lặng, mà có thể nói là trời trong nắng ấm, một chút vướng mắc khó khăn cũng không có. Lo lắng chính là y dù sao cũng vẫn cảm thấy sau vẻ tươi cười của Hạ Tưởng cất giấu bí mật không để ai biết được, luôn cảm thấy sự đáp lại thoải mái của Hạ Tưởng không ổn chút nào. Nhưng cụ thể không ổn ở đâu, y tạm thời cũng không rõ, càng không tìm thấy điểm mấu chốt. Bạch Chiến Mặc liền theo bản năng mà liếc mắt nhìn Khang Thiếu Diệp một cái. Khang Thiếu Diệp cũng hiểu được thái độ của Hạ Tưởng quá mức nhượng bộ. Y nghĩ,
đoán chừng là công việc ở Ủy ban Nhân dân quận cũng quá nhiều, Hạ Tưởng không rảnh phân thân. Tuy rằng mức đầu tư 20 tỷ rất lớn, nhưng Hạ Tưởng chắc chắn là muốn bảo đảm trước nhất các dự án đầu tư mà hắn hỗ trợ có thể hoàn thành suôn sẻ, cũng không muốn bận tâm đến việc phân chia một chén canh. Nhưng bất kể suy nghĩ của Hạ Tưởng như thế nào, hắn không tranh cãi nhất định là việc đáng mừng. Phó Hiểu Bân cũng hơi ngạc nhiên liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, trong mắt đầy vẻ khó hiểu. Thực ra nếu Hạ Tưởng cứ cố muốn tham gia vào vụ đầu tư của Thương mại Trường Cơ, Bạch Chiến Mặc đến cuối cùng cũng không thể không nhượng bộ. Dù sao đầu tư cũng liên quan đến thủ tục các loại, đều phải qua tay chính phủ. Nếu Hạ Tưởng không đồng ý, thì chỉ một ám hiệu cấp dưới sẽ gây khó khăn cho việc đầu tư. Chuyện như vậy đừng nói là chỉ có xảy ra ở quận mới như quận Hạ Mã, các quận khác của thành phố Yến đều có. Phó Hiểu Bân đoán không ra tâm tư của Hạ Tưởng, tuy nhiên nhìn vẻ mặt chắc chắn của Hạ Tưởng, biết trong lòng hắn đã quyết, không phải là giả bộ, cũng liền nói phụ họa. Chủ tịch quận Hạ xuất phát từ tình hình chung, dẫn dắt công việc của chúng ta thật tốt, là một ví dụ điển hình. Tôi đề nghị, Ủy ban Nhân dân quận cũng chỉ định đặc biệt một vị phó chủ tịch quận toàn quyền phụ trách khoản đầu tư của Thương mại Trường Cơ, đến lúc đó sẽ không cần mọi việc phải làm phiền đến chủ tịch quận Hạ. Lời này đúng với ý của Bạch Chiến Mặc, chỉ cần có thể gạt Hạ Tưởng ra bên ngoài là được rồi, có một phó chủ tịch quận đứng ra, mọi chuyện đều chẳng phải nghe theo ý kiến của y sao. Bạch Chiến Mặc mừng thầm, nghĩ thầm rằng Khang Thiếu Diệp luôn nói Phó Hiểu Bân đi lại thân với Hạ Tưởng, lời nói vừa rồi của Phó Hiểu Bân rõ ràng là quân đỡ của Hạ Tưởng. Ánh mắt Hạ Tưởng lần lượt đảo qua mặt ba người, cuối cùng dừng lại chỗ Phó Hiểu Bân, vẻ mặt thản nhiên mà mỉm cười, nói. Đề nghị của phó chủ nhiệm không tồi, để cho đồng chí Tạ Nguyên Thanh toàn quyền chịu trách nhiệm được rồi, cũng khiến tôi nhẹ lòng, để tôi chuyên tâm làm tốt công việc khác. Phó Hiểu Bân nhìn ra điều gì đó từ trong ánh mắt của Hạ Tưởng, cũng chỉ mỉm cười, không nói lời nào. Bạch Chiến Mặc thấy sự việc tiến triển vô cùng thuận lợi, liền lại lần nữa phục hồi sự tự tin nắm vững toàn bộ trong tay, nói. Tốt, sự việc đã quyết định như vậy, chúng ta đều đạt được sự nhất trí. Đợi sau khi hội nghị thường vụ thảo luận thông qua thì cứ theo đó mà chấp hành. Sau khi tan họp, Hạ Tưởng liền nhận được điện thoại của Phó Hiểu Bân. Sau khi trò chuyện qua loa, Hạ Tưởng buông điện thoại mỉm cười, nghĩ thầm Phó Hiểu Bân đúng là người xuất chúng, có mắt tinh tường, lại làm việc tùy cơ ứng biến, về sau sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác. Điều Phó Tiên Phong mong muốn chính là Bạch Chiến Mặc một tay nắm giữ hiệu quả của đầu tư 200 tỷ, thôi thì cho y là được rồi. Cần gì phải tính toán được mất nhất thời với gã. Hơn nữa Hạ Tưởng quả thật cũng muốn đứng ngoài, nên mới dễ thong dong bố cục khiến Phó Tiên Phong trở tay không kịp. Phó Tiên Phong sẽ không nghĩ ra là mình đã đoán được ý đồ của gã, và bày ra thiên la địa võng chờ gã đến. Tuy nhiên Hạ Tưởng biết rằng đấu nhau với Phó Tiên Phong một lần thì không thể định thắng bại, hơn nữa hắn còn muốn để cho vốn của Thương mại Trường Cơ chảy vào tối thiểu từ một nửa trở lên trước đã thì mới bắt đầu động thủ. Quá sớm dễ khiến đối phương có cơ hội phát giác mà rút lui kịp thời, quá muộn, thì có thể đuôi to khó vẫy, cuối cùng để cho đối phương đạt được kết quả, ung dung bỏ trốn. Thời cơ rất quan trọng, cũng là mấu chốt quyết định thắng bại. Về cơ bản giai đoạn trước nhiều việc đã được chuẩn bị vô cùng chu đáo, ngoại trừ việc chưa nói chuyện mặt đối mặt với Thành Đạt Tài ra, Hạ Tưởng cũng gần như đã hoàn thành việc bố trí bố cục. Hai ngày trước cũng đã nói chuyện với Thành Đạt Tài qua điện thoại. Thành Đạt Tài là nhân vật lãnh đạo tỉnh Yến, đối với việc có người muốn gom hết lợi nhuận trên địa bàn của y cũng vô cùng bất mãn, rất hợp ý với Hạ Tưởng, liền lập tức đồng ý với Hạ Tưởng đến lúc đó nhất định sẽ phối hợp với hắn diễn trò thật tốt kế lừa đưa ra. Tuy nhiên, sắp tới Thành Đạt Tài và Hạ Tưởng đều khá bận rộn, tạm thời không có thời gian gặp mặt nên hẹn thời gian khác gặp lại. Đang mải suy nghĩ, Kim Hồng Tâm gõ cửa đi vào, báo cáo với Hạ Tưởng tình hình. Chủ tịch quận Hạ, tôi vừa mới nhìn thấy Cục trưởng Cục Tài chính Thi Trường Nhạc đến báo cáo công việc với Bí Thư Bạch, sau đó lên xe đi rồi. Cục Tài chính là bộ phận then chốt của Ủy ban Nhân dân quận, vị trí Cục trưởng vô cùng quan trọng, nếu Cục trưởng không đồng lòng với Chủ tịch quận mà lại đi theo Bí Thư thì sẽ hạn chế rất lớn quyền hạn của Chủ tịch quận. Không nắm sức mạnh kinh tế trong tay, cũng tương đương với quyền lực suy yếu đi một nửa. Lập trường của Thi Trường Nhạc rất quan trọng. Hạ Tưởng ngay từ đầu chưa thăm dò ra ông ta hướng về phía nào. Không ngờ sau khi hắn kéo được Phó Hiểu Bân và Hoàng Kiến Quân sang, thì Bạch Chiến Mặc cũng không nói một tiếng đã nắm giữ cục tài chính trong tay. Xem ra lần đầu tiên so chiêu mỗi người đều có thắng bại riêng,
Bạch Chiến Mặc cũng không phải là hoàn toàn ứng chiến bị động, cũng đang âm thầm chuẩn bị kế hoạch gì đó. Hạ Tưởng không tức giận, hắn cũng biết rõ ngay cả bí thư cũng không thể nắm trong tay mọi thứ, huống hồ là chủ tịch quận. Tuy nhiên nếu Bạch Chiến Mặc có ưu thế của nhân vật số 1, lại nắm quyền nhân sự, y nhất định sẽ phải nắm cục tài chính trong tay. Cho dù không thể kéo thị trường nhạc về phe mình, cũng phải cài người của mình vào cục tài chính, nếu không sẽ rất bị động. Hạ Tưởng hơi trầm ngâm, Kim Hồng Tâm dường như đoán được điều gì đó, nói thăm dò. Chủ tịch quận Hạ, tôi nói mấy câu anh đừng trách. Phó cục trưởng thường trực cục tài chính Đàm Trường Thiên và tôi quan hệ khá tốt, nếu anh gật đầu, tôi có thể tiếp xúc với anh ta. Kim Hồng Tâm thật đúng là xứng đáng với chức vụ chánh văn phòng, Hạ Tưởng càng xem trọng Kim Hồng Tâm hơn, suy nghĩ rồi lại khoát tay. Không vội, trước khi sự việc còn chưa rõ ràng, xem xét thêm rồi sẽ bàn lại sau. Trước tiên không vội mà đưa ra kết luận. Bất chợt dừng lại, hắn bày tỏ sự đồng thuận của mình đối với những biểu hiện tốt của Kim Hồng Tâm. Công việc gần đây của Hồng Tâm cũng không tệ lắm, cứ tiếp tục duy trì nhé. Kim Hồng Tâm mừng rỡ, chủ tịch quận Hạ bình thường không khen ai bao giờ, hiện tại khen ngợi y ngay trước mặt chính là sự khẳng định y làm việc đạt nhất. Trong lòng y mừng rỡ khôn xiết, nhưng không dám biểu lộ nửa phần ra ngoài, còn vô cùng khiêm tốn nói. Chủ tịch quận Hạ quá khen, là việc trong nhiệm vụ của tôi đương nhiên nên làm tốt công tác phục vụ vì lãnh đạo. Đồng thời, Kim Hồng Tâm lại cảm thấy khâm phục sự điềm tĩnh của Hạ Tưởng. Bình thường, chủ tịch quận khi biết cấp dưới qua mặt hắn mà trực tiếp báo cáo công việc với bí thư, hơn nữa lại rõ ràng ở cùng một tòa nhà mà lại đi qua không vào, chắc chắn là giận tím mặt. Chủ tịch quận Hạ lại bình tĩnh tự nhiên, dáng vẻ như không có việc gì. Dường như tự tin đã nắm trong tay tất cả khiến y không ngừng khâm phục. Thân là lãnh đạo, thái độ điềm tĩnh và tự tin khiến cấp dưới cảm phục nhất, nhất là trong lòng đã có dự tính, tác phong không hấp tấp không vội vàng sẽ làm cấp dưới từ đầu đến cuối cảm thấy lãnh đạo chính là lãnh đạo, kiểm soát đại cục, tay nắm quyền cao. Hạ Tưởng thấy Kim Hồng Tâm làm việc hiệu quả, cũng luôn luôn suy nghĩ cho hắn, nên có ý lại khiến y cảm nhận được sự tín nhiệm của hắn, liền hỏi một câu. Hồng Tâm, dựa vào quan sát của anh, thử nói năng lực làm việc và thái độ làm việc của Hoàng Vĩ Cương xem. Vẻ mặt Kim Hồng Tâm lập tức trở nên thận trọng, hơi hơi cúi người, im lặng một lát mới nói. Tôi cảm thấy đồng chí Hoàng Vĩ Cương thái độ làm việc cũng có thể coi là nghiêm túc, năng lực làm việc còn hơi khiếm khuyết, tuy nhiên cậu ta cũng nhận thức được chỗ mình chưa tốt, có thể nâng cao được. Kim Hồng Tâm biết rất rõ ràng, chủ tịch quận Hạ cũng không phải tự dưng hỏi, mà là thử năng lực quan sát của y. Đồng thời cũng là thử xem y làm việc có đạt hay không. Có lẽ còn có một ý sâu xa hơn, chính là thử y có nói thật hay không, có thể bởi vì quan hệ giữa y và Phó Hiểu Bân mà thiên vị Hoàng Vĩ Cương hay không. Vì vậy Kim Hồng Tâm rất khôn ngoan mà nói thật, không có chút thiên vị, hoàn toàn xuất phát từ góc độ khách quan công bằng chính trực. Hạ Tưởng rất hài lòng với câu trả lời của Kim Hồng Tâm, gật đầu nói một câu. Rất khách quan. Kim Hồng Tâm biết y đã vượt qua khảo nghiệm. Ở trong lòng Hạ Tưởng đã có thêm một phần trọng lượng liền thức thời nói. Lãnh đạo nếu không có việc gì, tôi đi làm việc đây. Sau khi Kim Hồng Tâm đi khỏi, trước tình hình hiện tại, Hạ Tưởng một mình suy nghĩ thật lâu. Ngày hôm sau vừa đi làm liền triệu mở cuộc họp hội nghị thường vụ. Đề tài thảo luận của hội nghị thường vụ chính là nội dung họp hội ý ngày hôm qua. Bạch Chiến Mặc chủ trì hội nghị, đầu tiên là nêu lên hai đề tài thảo luận. Sau đó là biểu lộ thái độ của y, kế tiếp để cho Hạ Tưởng phát biểu quan điểm. Hạ Tưởng cũng nói vài câu không có ý gì mới, cuối cùng cũng biểu lộ thái độ. Về cơ bản sự sắp đặt của Bí Thư Bạch đã tổng hợp, suy xét nhân tố mọi mặt vô cùng hợp lý, tôi bày tỏ sự ủng hộ. Trong chính trị, cho dù là đối thủ đáng ghét nhất, trong chuyện của mỗi người sẽ đều biết nhượng bộ riêng mỗi người, không thể mọi chuyện đều đối nghịch, nếu không sẽ là không có đầu óc chính trị. Sẽ bị cấp trên liệt vào danh sách không thể dùng. Trừ phi là sự việc liên quan tới lợi ích quan trọng của bản thân, nếu không, bình thường khi không liên quan lắm hoặc không liên quan đến lợi ích của bản thân, thì có thể bày tỏ sự ủng hộ có hạn. Sự của Hạ Tưởng rơi vào tầm mắt mọi người, khiến cho không ít ủy viên thường vụ âm thầm ngờ vực chẳng lẽ chủ tịch quận Hạ đã thỏa hiệp với Bí Thư Bạch. Nếu không vì sao khoản đầu tư quan trọng như thế, chủ tịch quận Hạ một chút tranh luận cũng không có. Hoàn toàn chắp tay nhường cho quận ủy làm chủ. Cho dù là Bí Thư Bạch làm trung gian mang đầu tư tới, việc chính phủ nhúng tay cũng là danh chính ngôn thuận, chủ tịch quận Hạ nói tốt như vậy thật,
hay là bị áp lực nên chọn lấy nhượng bộ. Ngay cả vẻ mặt Biện Tú Linh cũng đầy khó hiểu mà liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Trong lòng Hạ Tưởng bình tĩnh, dùng ánh mắt ra hiệu, ám chỉ Biện Tú Linh không cần để ý. Sau khi Hạ Tưởng lên tiếng xong, Phó Bí Thư Khang Thiếu Diệp cũng phát biểu bày tỏ thái độ, cũng là lập trường ủng hộ. Sau đó Chánh Văn Phòng Quận ủy Phó Hiểu Bân cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trần Thiên Vũ thân là Ủy viên Thường vụ Phó Chủ tịch Quận, trong Ủy viên Thường vụ xếp trước một chút, có điều y thường thích tỏ thái độ cuối cùng, hôm nay lại sớm biểu lộ thái độ, nói. Suy xét một cách hệ thống lại, tuy rằng đề nghị của Bí Thư Bạch không hợp với lẽ thường, nhưng cũng có nguyên nhân khách quan ở bên trong, tôi giữ thái độ ủng hộ lạc quan, thận trọng. Một câu, không hợp lẽ thường, khiến Bạch Chiến Mặc cảm giác trên mặt hết sáng, vẻ mặt không khỏi buồn bã. Trần Thiên Vũ vốn là Phó Chủ tịch Thường trực Quận, nói chuyện trên lập trường của bộ máy chính phủ cũng là nằm trong sự hợp lý. Tuy nhiên lời nói của y hơi có phần chối tai, nhiều ủy viên thường vụ liền nhìn y với ánh mắt chỉ trích. Không ngờ Trần Thiên Vũ vừa dứt lời, Tạ Nguyên Thanh liền khẽ cười một tiếng, trong giọng điệu có chút trào phúng nói. Kỳ thật tôi cảm thấy Bí Thư Bạch thích hợp làm công tác chính phủ hơn. Đặc điểm của Tạ Nguyên Thanh là, nói nửa lời nhưng mọi người đều nghe rõ vào tai ý châm chọc, ngụ ý chính là, Bí Thư Bạch nhúng tay quá mức vào việc của chính phủ, hành động rất khó coi. Lời này vừa nói ra, trong hội nghị thường vụ lập tức ồn ào tiếng thảo luận. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía Tạ Nguyên Thanh, có hoài nghi, có thái độ khinh thị, có phẫn nộ, cũng có hả hê khi người gặp họa và vui mừng. Hạ Tưởng cho mày, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại thôi. Cũng tốt, để cho Tạ Nguyên Thanh làm rối cục diện cũng hay, ít nhất cũng gây cho Bạch Chiến Mặc một áp lực vô hình, cũng gây cho người khác một ít ngờ vực, coi như là cố ý bày bố mê trận. Bất kể người khác cho rằng Tạ Nguyên Thanh là quân của hắn cũng được, hoặc là để cho người khác hoài nghi độ kiểm soát mạnh yếu của bộ máy chính phủ, của hắn cũng được, tóm lại có Tạ Nguyên Thanh ra mặt, Bạch Chiến Mặc đừng mơ mọi việc đều thuận lợi trôi chảy. Hạ Tưởng hiện giờ muốn đạt được hiệu quả mà hắn kỳ vọng, có Tạ Nguyên Thanh gây rối coi như là một món khai vị không tồi. Chương 557, xem xét thời thế. Sắc mặt Bạch Chiến Mặc trầm xuống. Đồng chí Nguyên Thanh có vấn đề gì muốn nói thì hãy nói, không nên chỉ trích vô nghĩa. Tạ Nguyên Thanh trước sau như một mà chắp hai tay. Tôi chính là đang bàn việc, chẳng lẽ sự thật không phải như thế sao? Sau khi nói xong, lại cúi đầu xem tài liệu, bày ra thái độ tôn trọng lắng nghe. Bạch Chiến Mặc tức giận đến xanh mặt, nhưng lại không nghĩ ra lời nào đanh thép một chút để bác lại. May mà Biện Tú Linh kịp thời ra mặt giải vây giúp Bạch Chiến Mặc. Mà thực ra cũng không thể xem như là có ý thay Bạch Chiến Mặc ra mặt, bởi vì ý kiến của cô vẫn hơi thiên về lập trường của Hạ Tưởng. Tuy nhiên bởi vì có phần ôn hòa hơn so với lời nói của Tạ Nguyên Thanh, khiến cho bầu không khí dịu đi không ít. Theo thông lệ từ trước đến nay thì chính phủ chịu trách nhiệm về kinh tế, nhưng bí thư là người đứng đầu, có thể bất cứ lúc nào lấy danh nghĩa chỉ đạo công việc chỉ đạo các vấn đề của chính phủ. Hơn nữa khoản đầu tư lại là bút tích của Bí Thư Bạch. Nên do quận ủy phụ trách cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa chủ tịch quận Hạ tấm lòng bao dung, không so đo tính toán nhiều, tôi ủng hộ quyết định của chủ tịch quận Hạ. Nói xong, Biện Tú Linh còn hướng về hai người Bạch Chiến Mặc và Hạ Tưởng khẽ mỉm cười, thái độ khá tốt, vì vậy không ai có thể nói được lời gì. Hạ Tưởng cũng mỉm cười đáp lại, nghĩ thầm rằng Biện Tú Linh liên tục giữ chức phó chánh văn phòng ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, quả thật là một nhân vật hoạt bát, nói chuyện làm việc có trình độ. Vừa tán thành đề nghị của Bạch Chiến Mặc, lại không hề che giấu mà biểu lộ lập trường của cô trước mặt mọi người là thiên về bộ máy chính phủ. Sắc mặt Bạch Chiến Mặc rạng rỡ hơn một chút, tuy nhiên vẫn có phần không vui, ho khan một tiếng nói. Mời các đồng chí tiếp tục phát biểu ý kiến, xin lưu ý một chút là nói ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề, tránh lãng phí thời gian của mọi người. Phó Bí Thư Ủy Ban Chính trị Pháp luật kiêm Cục trưởng Công an Hoàng Kiến Quân ngay lập tức hưởng ứng lời kêu gọi của Bạch Chiến Mặc, y hùng hồn lên tiếng phát biểu ngắn gọn. Hai quyết định của quận ủy, tôi đều đồng ý. Hoàng Kiến Quân cũng nhìn ra điều gì đó, liền không chút do dự theo sát lập trường của Hạ Tưởng. Chính ủy ban chỉ huy quân sự quan Khải Minh híp híp mắt, tốc độ khi nói rất chậm, cũng tỏ vẻ đồng ý. Đề nghị của Bí Thư Bạch phù hợp với tình hình hiện tại, tôi hết sức ủng hộ. Hạ Tưởng đang có ý nhân dịp hội nghị thường vụ lần này, quan sát kỹ càng lập trường của các ủy viên thường vụ. Vừa rồi vài ủy viên thường vụ tỏ thái độ lập trường, hắn sớm hiểu rõ trong lòng,
Quan Khải Minh vừa phát biểu trong lòng hắn đã hiểu ngay y thuộc phe của Bạch Chiến Mặc. Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Lý Ứng Dũng không hề ngoài bất ngờ cũng ủng hộ mạnh mẽ, còn miêu tả việc Bạch Chiến Mặc mang đến khoản đầu tư 20 tỷ là đặt nền móng cường thịnh cho quận Hạ Mã, công ngày hôm nay, lợi cho thế hệ tương lai. Sau đó, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Kỳ Thắng Dũng cũng khẳng khái bày tỏ quan điểm, lên giọng khen ngợi Bạch Chiến Mặc một hồi, cuối cùng biểu lộ kiên định lập trường ủng hộ quyết định anh minh của Bí thư Bạch. Hạ Tưởng trầm tĩnh quan sát, trong lòng hiểu rõ số tiền đầu tư Bạch Chiến Mặc kéo tới nằm vào chỗ, ít nhất làm cho thêm hai vị ủy viên thường vụ ủng hộ đứng chung đội ngũ, một là Quan Khải Minh, một là Kỳ Thắng Dũng. Đến giờ thì phe Bạch Chiến Mặc đã có sức mạnh của 5 ủy viên thường vụ rồi. Điều trong lòng hắn hiểu rõ hơn đó là, nếu không có phòng ngừa chu đáo trước tiên là lôi kéo Trần Thiên Vũ, lại thiết kế để Phó Hiểu Bân lựa chọn hắn, đồng thời nhờ sự kiện Ngưu Kỳ và mượn sự ảnh hưởng của nhân vật số 1 cục thành phố Tôn Định Quốc khiến Hoàng Kiến Quân sớm biểu lộ thái độ với hắn, lại nhờ quan hệ của Hình Đoan Đài để tiếp cận Biện Tú Linh, thế lực của hắn trong hội nghị thường vụ thật đúng là rất mỏng và yếu. Tạ Nguyên Thanh không thể coi như một lực lượng, chỉ có thể xuất hiện dưới thân phận kẻ gây rối, có thể đôi khi y ra tay chưa cẩn thận, có khi còn làm rối cả cục diện của chính mình. Cho nên Hạ Tưởng coi y như là lực lượng trung gian hơi nghiêng về phía mình, nhưng bất kể như thế nào, Hạ Tưởng chưa từng vì tình hình bất lợi ban đầu mà nản lòng. Từ trước đến nay hắn cho rằng chỉ cần thái độ đủ chân thành, thủ đoạn đủ khôn khéo, đồng thời phân chia quyền lợi công bằng, có người đứng trong hàng ngũ của người khác nói không chừng lúc nào đó sẽ trở về đứng trong hàng ngũ của hắn. Chỉ có trưởng ban tổ chức cán bộ Mộ Duẫn Sơn và trưởng ban tuyên giáo Đằng Phi không tỏ thái độ. Thái độ của hai người bọn họ vô cùng quan trọng, chứng tỏ hai người bọn họ chưa lựa chọn đứng ở phía nào. Hạ Tưởng cũng biết, 20 tỷ vốn đầu tư vừa đến, cộng thêm thái độ cố tình nhượng bộ của hắn, rất có thể nhìn ra lựa chọn của mỗi người. Hạ Tưởng chính là muốn đạt được hiệu quả này, chính là trong tình huống hắn tỏ thái độ nhượng bộ, vẫn kiên định như cũ đứng ở phía hắn chắc chắn là bằng hữu tốt có thể hợp tác. Còn đứng giữa mà dao động, là đối tượng có thể lôi kéo. Kiên định ủng hộ Bạch Chiến Mặc, chính là đối thủ tạm thời cần phải đề phòng. Bất ngờ ngoài dự đoán chính là, trưởng ban tổ chức cán bộ Mộ Duẫn Sơn không tỏ thái độ trước, mà cười nói với trưởng ban tuyên giáo Đằng Phi. Trưởng ban Đằng nói trước, tôi nói cuối cùng. Bình thường thì trưởng ban tuyên giáo xếp sau trưởng ban tổ chức cán bộ, tuy rằng ở trong hội nghị thường vụ không nhất định phải dựa theo xếp hạng để phát biểu, nhưng Mộ Duẫn Sơn cố ý nhường Đằng Phi một câu còn có ý nghĩa sâu xa. Điều khiến người ta khó hiểu chính là, Đằng Phi cũng không khách khí, chỉ khẽ gật đầu, nói. Chính phủ chịu trách nhiệm phát triển kinh tế, tuy rằng khoản đầu tư là do Bí thư Bạch kéo tới, nhưng khi nằm yên vào chỗ thật rồi thì không thể tách rời các công việc cụ thể của chính phủ. Gạt chính phủ ra bên ngoài, vừa không phù hợp với phép tắc, vừa làm điều thừa. Tôi cho rằng, cho dù do Bí thư Bạch chịu trách nhiệm để vốn đầu tư 20 tỷ nằm vào vị trí, cũng nên phái người của chính phủ chuyên phụ trách công việc phù hợp. Nếu không lúc có những việc liên quan cần chính phủ ra mặt, chẳng lẽ mọi chuyện phải để Bí thư Bạch lại trao đổi với Chủ tịch quận Hạ? Chẳng phải lãng phí nhân lực vật lực hay sao? Đồng thời tôi cũng thấy Chủ tịch quận Hạ tuyệt không tiếp nhận khoản đầu tư 20 tỷ là hơi có phần tiêu cực quá mức. Ý kiến của Bí thư Bạch cũng là trên cơ sở thuận tiện quản lý nguồn vốn, nhưng sau khi đầu tư rót về, sẽ không còn là chuyện cá nhân mà là việc của toàn bộ quận Hạ Mã, không thể vì lý do cá nhân mà ảnh hưởng việc công. Lời Đằng Phi nói ra thật bất ngờ ngoài ý muốn của mọi người, bởi vì mới nghe có vẻ như lập trường của y là trung lập công bằng, nhưng thái độ cũng không phải mọi việc đều thuận lợi, nhất là tới lúc cuối, lại mỗi bên một nửa. Nói cách khác, Đằng Phi vừa không đứng ở bên Bạch Chiến Mặc, vừa giữ khoảng cách với Hạ Tưởng, mà là tự tạo một khối riêng. Lẽ nào hội nghị thường vụ đã chia làm ba phe? Hạ Tưởng hơi có phần kinh ngạc qua đi, rồi lại ra vẻ hiểu ý tươi cười. Hắn vẫn cho rằng Hồ Tăng Chu nếu muốn ba phần thiên hạ ở thành ủy với Trần Phong, Phó Tiên Phong, như vậy thì ở trong hội nghị thường vụ quận ủy, cũng phải có hậu duệ của Hồ Tăng Chu mới đúng. Hắn vẫn chưa thăm dò ra rốt cuộc là ai đứng về phía Hồ Tăng Chu, hôm nay vừa lúc mượn công lao Bạch Chiến Mặc đem toàn bộ 20 tỷ tiền đầu tư làm của riêng, hắn thả tay không quan tâm chính là muốn xem có người nhảy ra đề xuất ý kiến phản đối hay không. Quả thật là có. Hồ Tăng Chu không muốn nhìn hắn một mình độc quyền, lại càng không muốn cho Bạch Chiến Mặc phát triển lớn mạnh. Hạ Tưởng chính là muốn tỏ ra yếu thế với kẻ địch trên hội nghị thường vụ, xem phe Hồ Tăng Chu có thể bình tĩnh nhẫn nhịn được nữa hay không. Quả nhiên,
Đằng Phi rất bất mãn với xử sự của Bạch Chiến Mặc, cũng bất an trước sự thoái nhượng của hắn mới không kiềm chế được mà tỏ thái độ nửa nọ nửa kia. Trong lòng Hạ Tưởng bình tĩnh, không phản bác lại, không gật đầu, chỉ như không có việc gì đợi Mộ Duẫn Sơn lên tiếng. Mộ Duẫn Sơn không làm Hạ Tưởng thất vọng, mở miệng nói. Tôi cho rằng lời nói của trưởng ban Đằng rất có lý, hy vọng chủ tịch quận Hạ nghiêm túc suy xét một chút tính khả thi việc giám thị nguồn vốn của Ủy ban Nhân dân quận. Sự tham gia của Ủy ban Nhân dân quận là vô cùng cần thiết, đương nhiên về cách thức cụ thể có thể thảo luận một chút với Bí thư Bạch. Bí thư Bạch cũng có thể suy xét toàn diện vấn đề. Quan điểm của tôi là, đừng để thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cho rằng trong cách làm việc của quận ủy và ủy ban nhân dân quận không hợp với khuôn phép. Lời phát biểu của Mộ Duẫn Sơn dẫn tới một hồi tiếng xì xào bàn luận. Trong tiếng bàn luận, âm thanh vang vọng nhất vẫn là tiếng cười của Tạ Nguyên Thanh. Tạ Nguyên Thanh dường như cuối cùng cũng tìm được người cùng chung chí hướng, nói. Muốn nói trong các ủy viên thường vụ đang có mặt ai lên tiếng phấn khích nhất, ai có tầm mắt nhất. Vẫn là trưởng ban Đằng và trưởng ban Mộ. Phong cách điển hình của Tạ Nguyên Thanh chính là nói một nửa, bạn không biết lời nói của y là châm chọc hay là ca ngợi, dù sao y cũng chỉ lo đốt lửa chứ không quan tâm đến nổ pháo, tùy ý người khác suy đoán. Tuy nhiên trong lòng Hạ Tưởng hiểu rõ, lời nói của Tạ Nguyên Thanh hơn phân nửa là cười nhạo châm chọc. Cười nhạo chính là Bạch Chiến Mặc, châm chọc chính là Đằng Phi và Mộ Duẫn Sơn. Hạ Tưởng liền hơi thay đổi cách nhìn về Tạ Nguyên Thanh. Lần đầu tiên cảm thấy Tạ Nguyên Thanh mặc dù thích phá rối, nói chuyện chẳng phân biệt được đúng nơi đúng chỗ, nhưng khi nhìn vấn đề cũng có trí tuệ chính trị nhất định. Đến lúc này, qua chuyện phân chia quyền quản lý nguồn tài chính 20 tỷ, Hạ Tưởng về cơ bản đã thăm dò được lập trường của từng ủy viên thường vụ trong hội nghị thường vụ, thế lực của Hồ Tăng Chu cũng đã lộ mặt. Trên cơ bản trong sự đối lập của các lực lượng trên hội nghị thường vụ, lực lượng của hắn mạnh nhất, có 6 người. Bạch Chiến Mặc đứng tiếp theo. 5 người, phe Hồ Tăng Chu yếu nhất, chỉ có 2 người. Tuy nhiên Bạch Chiến Mặc thân là bí thư, nhờ quyền uy và tầm ảnh hưởng của nhân vật số 1 hoàn toàn có thể hóa giải ưu thế hơn một người của hắn. Còn phe Hồ Tăng Chu tuy rằng chỉ có 2 người Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi, nhưng Mộ Duẫn Sơn phụ trách ban tổ chức cán bộ, nắm quyền nhân sự, còn Đằng Phi thân là trưởng ban tuyên giáo, cũng là bộ phận có tiếng nói. Có thể nói 2 người tuy rằng ở ngoài mặt trông có vẻ lực mỏng, nhưng cũng là lực lượng không thể coi thường, nhất là quận Hạ Mã là quận mới, việc điều chỉnh nhân sự nội bộ về sau hẳn là không ít, mà công tác tuyên truyền đối ngoại cũng là một trong số những việc quan trọng nhất. Bạch Chiến Mặc nếu không nắm được ban tổ chức cán bộ và ban tuyên giáo trong tay, quyền lực bí thư của y cũng giảm khá mạnh. Có trò hay để xem, Hạ Tưởng cảm thấy rất hứng thú với tình hình hiện tại, Hồ Tăng Chu cũng có chiêu riêng, lúc ấy rõ ràng nói là chỉ đề cử một mình Chu Lập Ba đảm nhiệm chức chủ tịch quận. Sau khi lấy đồng chí Chu Lập Ba làm nền, cũng không biết sử dụng thủ đoạn gì, không ngờ Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi lại hướng về phe của y, ít nhiều khiến Hạ Tưởng hơi giật mình. Tuy nhiên thân là thị trưởng, sẽ luôn có người chủ động tiếp cận cũng là hợp lý. Trong lòng Hạ Tưởng đã cân nhắc, chả trách khi mở họp hội ý lần trước không có Mộ Duẫn Sơn, hóa ra là Bạch Chiến Mặc cố tình. Hắn liền vẻ mặt bình tĩnh, vừa không tiếp lời nói của Mộ Duẫn Sơn, cũng không chủ động giải thích gì thêm trước hội nghị thường vụ. Hắn biết sẽ có Bạch Chiến Mặc nhảy ra giải vây, bởi vì nguyên nhân gây ra sự việc là do Bạch Chiến Mặc, chứ không phải hắn. Không ít ủy viên thường vụ trước phát ngôn của Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi mà mở rộng tầm mắt, đều nghĩ hai người là người của Bạch Chiến Mặc, không ngờ lại không phải. Tuy nhiên các ủy viên thường vụ đang có mặt hiểu rất rõ tình hình ở thành phố, nghĩ ngợi một chút liền hiểu rõ vì sao, tiếng bàn luận cũng dần dần mất hẳn. Sau đó mọi ánh mắt đều hướng về phía Bạch Chiến Mặc. Trên cơ bản, Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi lên tiếng mặc dù có ý nửa nọ nửa kia, nhưng chung quy lại mà nói, vẫn là không muốn để Bạch Chiến Mặc một mình nắm quyền hành, muốn chia cho bộ máy chính quyền do Hạ Tưởng đứng đầu một chén canh. Đương nhiên bọn họ cũng không phải xuất phát từ lòng tốt, mà là xuất phát từ suy xét vấn đề trên góc độ công bằng. Bạch Chiến Mặc nao nao, miễn cưỡng mỉm cười, nói. Đề nghị của trưởng ban Mộ và trưởng ban Đằng, tôi cũng đã cân nhắc, tuy nhiên bởi vì nhà đầu tư khăng khăng một mực, nên cũng chỉ còn cách nhượng bộ. Quận Hạ Mã vừa mới thành lập, tất cả đều hướng về xây dựng kinh tế, lập thành tích, vì sự đầu tư, cần có một số nhượng bộ tất yếu, thỏa mãn một vài yêu cầu không quá hợp lý nhưng hợp tình của nhà đầu tư cũng là cần thiết. Nếu các vị đang có mặt ở đây cũng có thể kéo đầu tư đến, không cần nhiều, khoảng 1 tỷ trở lên.
tôi có thể cho các vị quyền tự chủ thật lớn, tin là chủ tịch quận hạ cũng sẽ đồng ý với quan điểm của tôi. Bạch Chiến Mặc muốn lấy Hạ Tưởng làm lá chắn, Hạ Tưởng sẽ không mắc mưu, ha hả cười. Phân tích cụ thể vấn đề cụ thể. Bạch Chiến Mặc không nhận được sự hưởng ứng tích cực trực tiếp từ Hạ Tưởng, hơi xấu hổ mà ho khan một tiếng, đem sự bất mãn chút hết lên người Đằng Phi và Mộ Duẫn Sơn, ngoài mặt nghiêm túc nói. Vì đại bộ phận ủy viên thường vụ tán thành đề nghị, đề tài thảo luận hôm nay coi như chính thức được thông qua. Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi liếc nhau, vẻ mặt hai người đều nghiêm trọng nói. Chúng tôi tôn trọng quyết định của tập thể, tuy nhiên vẫn kiên trì quan điểm cho rằng Ủy ban Nhân dân quận nhất thiết phải tham gia. Lời nói thì khéo léo, nhưng kết luận giống như việc bảo lưu ý kiến vậy, sắc mặt Bạch Chiến Mặc xem ra không tốt lắm. Hạ Tưởng không hề tỏ thái độ gì, từ đầu đến cuối không bày tỏ thái độ khiến tất cả mọi người suy nghĩ trăm lần vẫn không tìm ra lời giải đáp. Bởi vì nếu lúc này Hạ Tưởng phản kích, có thể thay đổi cục diện phân được bát canh chiến tích khoản đầu tư 20 tỷ, nhưng hắn dường như một chút cũng không có ý lợi dụng đề xuất ý kiến phản đối của Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi. Thái độ của hắn ý vị sâu xa, chẳng những khiến những người ủng hộ Bạch Chiến Mặc khó hiểu, mà cũng khiến cả Phó Hiểu Bân và Biện Tú Linh vô cùng băn khoăn. Buồn bực nhất chính là Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi, bọn họ nghĩ rằng có bọn họ ra mặt, Hạ Tưởng hẳn là có thể lập tức thừa cơ đánh tới, xuất sắc chuyển bại thành thắng. Không ngờ Hạ Tưởng một chút cũng không có ý hưởng ứng như vậy, như thể căn bản không phát hiện ra thời cơ trước mắt, thậm chí đến một câu cũng không nói khiến hai người không hiểu chút nào đồng thời lại vô cùng uể oải. Bọn họ ôm chắc tư tưởng Hạ Tưởng cũng là bị ép buộc bất đắc dĩ mới phải tiếp nhận ý kiến đề xuất của Bạch Chiến Mặc, cũng là xuất phát từ góc độ cân bằng mà suy xét, không muốn để Bạch Chiến Mặc một mình tung hoành. Nếu trợ giúp Hạ Tưởng một tay, nếu Hạ Tưởng tham gia vào việc đầu tư 20 tỷ, chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn với Bạch Chiến Mặc. Bọn họ lúc này ở mặt ngoài là giúp Hạ Tưởng, trên thực tế là muốn Hạ Tưởng và Bạch Chiến Mặc hai hổ đánh nhau, chắc chắn có một con bị thương, lúc đó bọn họ ở một bên ngồi nhìn, cuối cùng là chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cho dù Hạ Tưởng tin tưởng mục đích của y, nhưng tại sao không thèm lợi ích trước mắt? Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi liền nghi ngờ trí tuệ chính trị của Hạ Tưởng. Thị trưởng Hồ vẫn còn khen Hạ Tưởng tài năng thế nào, tinh mắt ra sao, hôm nay vừa thấy cũng thường thôi. Hạ Tưởng không thèm để ý tới suy đoán của Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi, hắn có bước đi và kế hoạch của hắn, không thể vì ý kiến của hai người bọn họ mà thay đổi sách lược. Có điều khi đã biết lập trường của bọn họ rồi, về sau sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn mỗi khi hành sự. Buổi chiều không lâu sau khi đi làm, Hạ Tưởng đang bàn bạc công việc với Trần Thiên Vũ, Tạ Nguyên Thanh ở trong văn phòng, thư ký Hoàng Vĩ Cương báo cáo nói, Cục trưởng Cục Tài chính Thị trường Nhạc đến đây báo cáo công việc. Đến khá nhanh, Hạ Tưởng cười, ngày hôm qua vừa báo cáo công việc với Bạch Chiến Mặc, hội nghị thường vụ hôm nay vừa mới hết đã liền lại báo cáo công việc với hắn. Trật tự rõ ràng, và lại có sắp xếp, có thể thấy được đồng chí Thị trường Nhạc cũng là một người có lòng. Phỏng chừng cũng là nghe được phong thanh trên hội nghị thường vụ, hắn liền thầm nghĩ, là người có lòng là tốt rồi, sợ là sợ một người không biết nông sâu. Tạ Nguyên Thanh chịu trách nhiệm quản lý tài chính thì ở lại, Trần Thiên Vũ tránh đi, quay trở về phòng làm việc. Thị trường Nhạc hơn 40 tuổi, hơi béo, tóc rất thưa thớt, trên mặt lúc nào cũng lộ một nụ cười yếu ớt cho người ta cảm giác không thật. Y vừa tiến vào liền cung kính chào một tiếng. Chủ tịch quận Hạ. Sau đó lại hướng Tạ Nguyên Thanh gật gật đầu. Phó chủ tịch quận Tạ. Hạ Tưởng gật đầu ra hiệu chào, Tạ Nguyên Thanh lại chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Thị trường Nhạc một cái. Một chút đáp lại cũng không có. Thị trường Nhạc bị ánh mắt lạnh lùng của Tạ Nguyên Thanh đảo qua, trong lòng nhảy dựng, tâm trí ngay lập tức chuyển động nhanh chóng. Thị trường Nhạc ngày hôm qua vừa mới báo cáo công việc với Bạch Chiến Mặc xong, buổi chiều hôm nay vừa đi làm chợt nghe phong thanh là trên hội nghị thường vụ bí thư Bạch được chủ tịch quận Hạ nhượng bộ, còn bị trưởng ban Đằng và trưởng ban Mộ chất vấn, khiến cho y lập tức ngửi thấy một tia bất thường. Thị trường Nhạc vốn tưởng rằng Bạch Chiến Mặc thân là bí thư có thể nắm trong tay hết thảy, chủ tịch quận Hạ chẳng những trẻ tuổi, lại là nhân vật số 2 nên y liền chủ động hướng về Bạch Chiến Mặc tỏ ý dựa dẫm. Không ngờ tới, ngày hôm qua vừa mới bày tỏ, hôm nay chợt nghe nói xảy ra sự việc trưởng ban tổ chức cán bộ và trưởng ban tuyên giáo liên kết phản đối Bạch Chiến Mặc, thị trường Nhạc liền cảm thấy lo lắng trong lòng, suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy mọi việc nên thuận cả hai bên thì tốt hơn. Nếu chẳng may bí thư Bạch thất thế, y lại không còn vị trí gì trước mặt chủ tịch quận Hạ,
công việc sẽ không còn đường phát triển. Hạ Tưởng có thể đoán được tâm tư Thi Trường Nhạc, cũng không nói gì, liền nhìn xem y có thể nói cái gì. Thi Trường Nhạc chần chừ một chút, nói thật một cách rất thông minh. Ngày hôm qua tôi báo cáo công tác với Bí Thư Bạch, vốn lúc ấy cũng muốn kịp thời đến báo cáo một chút với Chủ tịch quận hạ, không khéo vừa đúng lúc trong cục có việc, tôi liền vội vàng chạy trở về. Hôm nay bận rộn tới trưa mới xử lý xong hoàn toàn liền vội vàng đến giải thích với Chủ tịch quận hạ một chút, tránh để lãnh đạo phê bình tôi làm việc không hiệu quả. Tuy nhiên chỗ nào cần phê bình xin lãnh đạo cứ phê bình, tôi biết báo cáo công việc hơi chậm, cũng nhận thức được sai lầm của chính mình. Mới đến đã tự phê bình chính mình, Hạ Tưởng liền đưa ra kết luận sơ bộ đối với Thi Trường Nhạc là một người có thể cúi có thể thẳng, là một người tài. Tuy nhiên người tài cũng phân chia tài ở việc đúng và tài ở việc sai, hắn thấy lúc Thi Trường Nhạc nói chuyện, ánh mắt nhấp nháy, hơn nữa vẻ tươi cười cũng để lộ ra sự giả dối và khoe khoang liền biết Thi Trường Nhạc không phải là một người đáng tin cậy. Thuộc loại ba phải không có chính kiến là người đầu cơ chính trị gió hướng nào theo hướng đấy và mưu đồ làm mọi cách để đạt được mục đích của mình. Hạ Tưởng khoát tay, nói. Nhiệm vụ trong quyền hạn của mình là quan trọng nhất, chỉ có làm tốt nhiệm vụ mới có thể báo cáo công việc với quận ủy và ủy ban nhân dân quận, có phải không? Trước hết báo cáo công việc với Bí Thư Bạch là đúng, có những phần khuôn phép vẫn nhất định phải tuân thủ. Quay lại vấn đề chính, hãy nói một chút về hiện trạng của Cục Tài chính. Lời nói của Hạ Tưởng không nóng cũng không lạnh khiến Thi Trường Nhạc nghe không ra suy nghĩ thật của hắn. Thi Trường Nhạc nuốt nước bọt, lại liếc mắt nhìn Tạ Nguyên Thanh một cái, thấy Tạ Nguyên Thanh căn bản là không hề chú ý đến y, trong lòng an tâm một chút mới lại vác mặt cười, vừa tới đã liền giải bày khó khăn. Các hạng mục công việc của Cục Tài chính đang triển khai hiện tại có thể coi là thuận lợi, chính là lỗ hổng tài chính khá nhiều. Thành phố chấp thuận phân bổ tài chính thì chỉ phân xuống được một phần. Rất nhiều chỗ chờ đòi tiền mà trong cục lại không có, tôi cũng vô cùng khó xử. Ngay cả đường vào cổng Cục Tài chính vẫn gồ ghề lồi lõm chưa hoàn thiện, nghe nói đoạn đường đó là do tập đoàn Đạt Tài phụ trách. Chủ tịch quận hạ và tập đoàn Đạt Tài quan hệ khá, có thể tiếp xúc đặt vấn đề với bọn họ hay không? Trước hết là sửa hoàn thiện đường vào cổng Cục Tài chính, cũng là có lợi cho đi lại, mà cũng kịp thời báo cáo công việc với lãnh đạo. Chương 558, hai thái độ. Trụ sở làm việc của Cục Tài chính cách quận ủy không xa, khoảng 2 con phố. Toàn bộ đường giao thông chính của quận Hạ Mã đều đã hình thành sơ bộ, cũng đã hoàn công, cá biệt có đoạn đường bởi vì lý do thi công sau cùng, chưa hoàn thành cũng là bình thường. Hạ Tưởng nghe xong lời Thi Trường Nhạc nói, nghĩ thầm rằng đâu phải ông đến đây báo cáo công tác, căn bản là đến đây để giải bày tình hình khó khăn. Hắn không nói gì, chỉ là khẽ vô tình liếc mắt nhìn Tạ Nguyên Thanh một cái. Tạ Nguyên Thanh mặc dù không thể coi là hết sức ăn ý với Hạ Tưởng, nhưng cũng có thể nhìn ra Hạ Tưởng không quá thích con người Thi Trường Nhạc. Vừa đúng y cũng thấy Thi Trường Nhạc không thuận mắt, liền hơi chào phúng nói. Lỗ hổng tài chính, tôi thấy xe của Cục trưởng Thi cũng là mua mới, còn nghe nói Cục Tài chính một lúc mua liền 3 cái xe xịn, nếu đã có lỗ hổng thì tiền từ đâu mà mua. Còn vấn đề sửa đường, ngày hôm qua lúc anh báo cáo công tác với Bí Thư Bạch có đề cập vấn đề này với ông ta hay không? Tôi đoán chừng lúc anh báo cáo công tác với Bí Thư Bạch, chắc chỉ biểu hiện lòng trung thành chứ không đề cập đến khó khăn, có phải hay không? Thi Trường Nhạc vốn hơi béo, nhưng không béo đến mức đứng bất động toát mồ hôi ở trong phòng điều hòa. Lời của Tạ Nguyên Thanh vừa ra khỏi miệng, trán y đã toát mồ hôi trộm, ngay trước mặt Hạ Tưởng lại không tiện lau đành phải xấu hổ mà để kệ mồ hôi từ trên mặt chảy xuống. Tài chính ở bất cứ ở địa phương nào cũng luôn có chỗ hổng. Cũng giống như một gia đình luôn cảm thấy không đủ tiền để tiêu, nhất là làn gió chi tiêu ăn uống công quỹ, tiêu phí công quỹ quốc gia đang thịnh hành. Hàng năm chỉ mỗi chi tiêu cho xe công và chi phí ăn uống từ công quỹ cũng đã có thể xây dựng mấy nghìn trường tiểu học hy vọng, quan chức ai cũng to mồm ăn núi uống biển, chỗ hổng không lớn kinh người mới là lạ. Đương nhiên, thành phố muốn nắm gáy tài chính quận Hạ Mã cũng là bình thường, Thi Trường Nhạc muốn lắc lư theo gió, hắn không thích, Hồ Tăng Chu cũng sẽ không thích. Hồ Tăng Chu nắm giữ trong tay Cục Tài chính thành phố, mặc dù Đàm Long chịu trách nhiệm quản lý, nhưng không có Hồ Tăng Chu gật đầu, cho dù chỉ thị Đàm Long phê có hiệu lực, cũng chỉ có thể dùng được một phần, tình hình chậm trễ, chặn, khấu trừ chắc chắn là vô cùng nghiêm trọng. Hạ Tưởng mới không ra mặt xin tiền thành phố, Thi Trường Nhạc nếu thích ba phải thì để cho y biết một chút hậu quả của lắc lư theo gió cũng được. Dù sao hắn có lý do để tin tưởng. Nếu Bạch Chiến Mặc ra mặt xin tiền thành phố, chắc chắn sẽ ăn cục nghẹn.
Mọi việc trong quan trường đều phức tạp như vậy, phe phái càng nhiều, các vấn đề lo ngại lại càng nhiều, sự việc càng khó làm. Làm theo nguyên tắc, có khi nói không chừng sẽ giết chết anh. Không làm theo quy tắc, trừ phi anh có năng lực và thủ đoạn, nếu không thì cũng miễn bàn. Tuy nhiên có chỗ hổng cũng tốt, tránh để bọn họ lấy tiền ăn uống bậy bạ về sau. Hạ Tưởng lên tiếng. Không có tiền thì phải chi tiêu tiết kiệm, phải nghĩ biện pháp tăng thu giảm chi, không nên lúc nào cũng nghĩ cách chia tay xin tiền cấp trên. Nói thật, thành phố đã ủng hộ quận Hạ Mã không hề ít, riêng đầu tư vào cơ sở hạ tầng đã là bao nhiêu rồi. Chính anh cũng có thể tự tính toán, từng đó tiền nếu rơi vào các quận khác, tương đương với mấy năm phân bổ chỉ tiêu tài chính rồi. Yêu cầu của tôi đối với cục tài chính chính là, tiền có thể tiêu tiền không đáng tiêu không tiêu, tiền xin được tiền không xin không cần. Hiện tại kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của quận Hạ Mã rất lớn, nhưng đầu tư mới cũng không ít, tôi tin tưởng là không cần bao lâu nữa sẽ có thu nhập từ thuế bổ sung vào, tiếp tục duy trì tác phong cố gắng khổ cực một chút, đề cao phong cách một chút. Hạ Tưởng ngừng lại một chút, bỗng nhiên mỉm cười. Có thời gian Nguyên Thanh đến cục tài chính thị sát công việc một chút, nhãn lực của cậu tốt, thử so sánh xem điều kiện làm việc của các đồng chí cục tài chính với quận ủy và ủy ban nhân dân quận như thế nào. Tạ Nguyên Thanh đã biết ý tứ của Hạ Tưởng, gật đầu nói. Tôi sẽ thay mặt quận ủy và ủy ban nhân dân quận kiểm soát thật tốt, không để cho vài cá nhân riêng lẻ làm hỏng tiền của nhà nước. Hạ Tưởng bất mãn nói. Đồng chí Nguyên Thanh không thể nói như vậy, cần tin tưởng vào tinh thần đảng và tính nguyên tắc của đồng chí Trường Nhạc, càng phải tin tưởng vào thái độ làm việc nghiêm túc của các đồng chí cục tài chính, bọn họ đều là những đồng chí tốt đã làm việc công thật là tốt có phải không? Tạ Nguyên Thanh dường như không nể mặt Hạ Tưởng, phản bác một câu. Có phải đồng chí tốt hay không phải xem qua mới biết được, không thể chỉ nghe lời nói một phía. Chủ tịch quận Hạ và phó chủ tịch quận Tạ một hỏi một đáp. Dọa thẳng thi trường nhạc khiến lòng y thấp thỏm, không rõ rốt cuộc chủ tịch quận Hạ muốn nói gì. Đương nhiên chủ tịch quận Hạ không hài lòng y lắm, y có thể nhìn ra được. Nhưng chủ tịch quận Hạ vừa không nhắc đến việc sửa đường, lại không tích cực chủ động đối với vấn đề chỗ hổng tài chính, chẳng lẽ chủ tịch quận Hạ không thèm để ý chức cục trưởng cục tài chính của y trong mắt, không muốn lôi kéo y để dễ nắm quyền kiểm soát tài chính trong tay. Mà phó chủ tịch quận Tạ hơi có xu hướng chống đối ngay trước mặt chủ tịch quận Hạ. Y rốt cuộc là diễn trò, hay là chính là vì quan hệ với chủ tịch quận Hạ không hòa thuận. Nhớ tới lúc y báo cáo công việc với Bạch Chiến Mặc, bí thư Bạch vô cùng thân thiện, thái độ cũng hòa nhã dễ gần, nên thi trường nhạc vô cùng bất mãn với Hạ Tưởng, nghĩ thầm rằng nếu chủ tịch quận Hạ thờ ơ đối với y, sau này sẽ quyết tâm dựa dẫm vào bí thư Bạch, về sau đừng trách y không thoải mái trong việc cấp phát chi tiền. Thi trường nhạc đi rồi. Tạ Nguyên Thanh đứng trước cửa sổ nhìn bóng dáng thi trường nhạc xa dần, nói. Chẳng lẽ lại từ bỏ thi trường nhạc? Hạ Tưởng lắc đầu cười. Thi trường nhạc người này không đáng tin, nếu không đáng tin thì không cần thiết phải lôi kéo, chứ chưa nói tới từ bỏ như anh vừa nói. Ý anh là gì? Tạ Nguyên Thanh cũng cảm thấy con người thi trường nhạc rất không thành thật, y cũng đoán được dụng ý của thi trường nhạc là bày tỏ sự trung thành với Bạch Chiến Mặc và kể lể khó khăn với Hạ Tưởng. Nếu Hạ Tưởng giúp y giải quyết khó khăn, y sẽ tiếp cận Hạ Tưởng thỏa đáng một chút, nếu không thể, thì có khả năng quyết tâm hướng về phía Bạch Chiến Mặc. Tuy nhiên Hạ Tưởng dường như không thèm để ý thái độ của thi trường nhạc, cũng không hề có một chút ám chỉ bóng gió khiến cho Tạ Nguyên Thanh có phần khó hiểu. Lẽ nào Hạ Tưởng không lưu tâm chút nào việc cục tài chính bị bí thư hoàn toàn nắm trong tay, hay là hắn có mưu tính khác? Về trí tuệ chính trị của Hạ Tưởng, Tạ Nguyên Thanh từ lúc bắt đầu hoài nghi. Đến hiện tại cũng có chút tán thưởng, ít nhiều cũng cho rằng Hạ Tưởng quả thật tài giỏi hơn chút so với trong tưởng tượng của y. Nhưng thỉnh thoảng chiêu trò của Hạ Tưởng khiến cho người ta không hiểu ra sao cả, lúc cần cứng rắn, mạnh mẽ lúc thì không mạnh mẽ, cứng rắn, trong việc quan trọng thì giả bộ hồ đồ, đối với việc nhỏ thì lại quá mức so đo, thật không biết hắn rốt cuộc đang tính toán cái gì. Nghĩ không ra nên Tạ Nguyên Thanh cũng chẳng muốn suy nghĩ, y hiện tại một lòng xác định chỉ cần phối hợp làm việc với Hạ Tưởng. Khiến Ngô Tài Giang vừa lòng rồi thì y có thể lên chức. Cho nên đối với việc có đắc tội Bạch Chiến Mặc hay không, có quan hệ tốt với các ủy viên thường vụ khác hay không y cũng không hề để tâm. Hạ Tưởng liếc mắt nhìn Tạ Nguyên Thanh một cái, suy nghĩ, không trực tiếp trả lời câu hỏi của y, ngược lại nói. Sắp xếp việc đến cục tài chính thị sát một chút, đi đến đó thì chỉ nhìn vào thành tích, không bới khuyết điểm. Còn một điểm nữa,
đối với các vấn đề khó khăn do thị trường nhạc đề xuất thì toàn bộ đều chưa trả lời ngay vội, mặt khác, quan sát thật kỹ biểu hiện của Phó Cục trưởng Thường trực Đàm Trường Thiên một chút. Tạ Nguyên Thanh ghi nhớ từng việc, sau đó cáo từ rời khỏi. Y có không hiểu chuyện cũng biết có một số việc Hạ Tưởng tránh né hiển nhiên có lý do của hắn, vấn đề lãnh đạo không chủ động trả lời thì không nên hỏi lại lần thứ hai. Hai ngày sau, mẹ con Liên Nhược Hạm và cả Vệ Tân về tới thành phố Yến. Vệ Tân vừa đến thành phố Yến liền bắt tay vào làm tất cả công việc của Yến Xuân Quốc tế, Hạ Tưởng cũng bớt thời gian đến Liên Cư gặp Liên Nhược Hạm. Liên Cư của tháng 9 hoa sen đua nở, những bông hoa khoe màu đua sắc kết thành một mảng đẹp không bút nào tả xiết. Lúc Hạ Tưởng đến, Liên Nhược Hạm đang dắt tay Tiểu Liên Hạ đi dạo bên hồ. Liên Hạ đã hơn một tuổi, có thể dắt tay đi bộ rồi, nhìn bước chân siêu vẹo đi không vững lắm, rồi cái dáng vội vàng muốn chạy về phía trước, Hạ Tưởng phì cười. Liên Nhược Hạm quay đầu lại thấy Hạ Tưởng, bỗng nhiên đứng lại, hai mắt ngơ ngác nhìn hắn một hồi lâu, thấy sắc mặt hắn lộ vẻ tiều tụy hốc hác, thần thái có phần mỏi mệt, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa, ôm lấy Tiểu Liên Hạ nhào vào lòng Hạ Tưởng. Nghẹn ngào nói. Anh nói xem chúng mình sao mà nhiều khổ đau như vậy. Trước kia chú ba ép anh một lần, hiện tại ông nội cũng giáo huấn anh một lần, còn có ba cũng. Rốt cuộc là anh nợ người nhà Ngô hay là người nhà Ngô nợ anh? Hạ Tưởng không nghĩ tới vừa thấy mặt, Liên Nhược Hạm đã ủy mị như nước, vốn muốn trêu đùa cô vài câu nhưng trong lòng nặng trĩu nói không ra lời, đành phải an ủi hai câu. Ngay từ đầu là lỗi của anh. Về sau lúc chú ba ra tay xem như hoàn lại một phần. Lại đến ông cụ và ba em ra tay, lỗi do anh lừa con gái nhà họ Ngô coi như hòa nhau, từ nay về sau không thiếu nợ nhau nữa. Liên Nhược Hạm nín khóc mỉm cười. Anh với bọn họ hòa nhau, nhưng với em thì chưa tính hết. Vậy tính bao lâu? Cả đời. Liên Nhược Hạm cắn môi, toát ra bên ngoài cử chỉ phong tình khiến Hạ Tưởng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.